Hạ lão đệ, cậu quả thực là ngôi sao may mắn của tôi, một câu nói thôi chẳng những giúp tôi giải quyết vấn đề khẩn cấp mà còn biến giấc mơ đẹp của tôi thành hiện thực. Quá kích thích, một câu hơn cả vạn câu, cậu quả thực là lời vàng ý ngọc. Đi, tôi mời khách, ăn uống thoải mái, muốn chơi thế nào cũng được. Hạ Tưởng và Thẩm Lập Xuân ăn cơm chưa xong, cũng không đi chơi bời mà trở lại văn phòng. Hắn không có tâm trạng đi chơi với Thẩm Lập Xuân, ngoại trừ buổi tối cùng Phó Bí Thư Vương đi đánh bài ra, hắn còn có việc muốn bàn luận với Thẩm Lập Xuân. Lão Thẩm, Huyện An mới có dự án mới, không biết anh có hứng thú không? Hạ Tưởng nói ra chuyện xây dựng làng du lịch trong khu du lịch Tam Thạch và chuyện khai phá đất hoang. Thịnh Đại còn chưa thành lập xong dự án, chẳng qua Hạ Tưởng biết Ủy ban Nhân dân huyện thông qua chỉ là chuyện sớm muộn. Một là có Lý Đinh Sơn ủng hộ, hai là Khâu Tự Phong cũng sẽ không ngăn cản bất cứ chuyện gì có lợi cho sự phát triển kinh tế của huyện An, dù sao hắn thân là chủ tịch huyện cũng được ăn hôi, hơn nữa làng du lịch một khi thành công sẽ có nhà đầu tư vào huyện An. Có đầu tư, trong lý lịch của hắn sẽ được lưu lại một điểm đẹp. Việc tốt như vậy, sao hắn có thể cố ý gây khó dễ chứ? Thẩm Lập Xuân nghe xong có chút khó xử nói. Việc tốt là việc tốt, chẳng qua cậu cũng biết, hiện tại tôi chỉ là trưởng phòng khai phá, quyền lực có hạn, chỉ có thể phụ trách báo cáo với phó tổng giám đốc chủ quản. Nếu như hắn cảm thấy có thể được, mới giao lên tổng giám đốc thành. Cho nên, phải qua tầng tầng cửa, trong lòng tôi không chắc chắn cho nên không dám đảm bảo. Anh có thể báo lên trên là được, tôi cũng là vì nhìn vào mối quan hệ không tệ của chúng ta nên mới báo trước với anh. Dự án này rất được huyện ủng hộ, hơn nữa tương lai vô cùng tốt. Tôi phỏng chừng chỉ cần truyền ra tin đồn sẽ có không ít nhà đầu tư cảm thấy hứng thú, ví dụ như tập đoàn Viễn Cảnh, như Bất Động Sản Thiên An. Ý tưởng ban đầu của Hạ Tưởng là thông qua Thẩm Lập Xuân chuyển đến thành đạt tài. Sở dĩ hắn kể ra mấy nhà khai phát kia thực ra là tạo mấy nhà cạnh tranh giả cho thành đạt tài nhìn, tăng áp lực với hắn, không để hắn cho rằng ngoài tập đoàn đạt tài ra thì không ai có thể làm được nữa. Tập đoàn Viễn Cảnh cũng cảm thấy hứng thú. Thẩm Lập Xuân vừa nghe đến tên tập đoàn Viễn Cảnh, nhất thời nâng lên tinh thần. Một vị mỹ nữ nếu như chỉ có một người theo đuổi, cô ta có đẹp hơn nữa cũng không thể hiện ra giá trị bản thân, nếu như có hai người theo đuổi, giá trị bản thân sẽ gia tăng gấp đôi. Cũng cái lý lẽ này, người theo đuổi càng nhiều thì giá trị bản thân càng cao, kỳ thật cũng giống như quy luật bán đấu giá, một đồ vật không đáng bao nhiêu tiền, mọi người tranh nhau, vô hình chung sẽ làm tăng giá tiền. Xét đến cùng vẫn là cuộc chiến tâm lý. Cổ phiếu cũng chính là đạo lý này, đều là tài phú hư cấu, chỉ cần người sở hữu đều cho rằng cổ phiếu đó đáng giá tiền, cổ phiếu sẽ tăng giá trị. Hạ Tưởng chính là muốn tung tập đoàn Viễn Cảnh ra làm mồi dụ tập đoàn đạt tài. Nếu như ngay cả tập đoàn Viễn Cảnh cũng cho rằng dự án này có giá trị, tập đoàn đạt tài nhất định sẽ coi trọng. Bởi vì trong mắt tập đoàn đạt tài, chỉ có Viễn Cảnh mới được xem là đối thủ. Hứng thú rất lớn. Hạ Tưởng cũng không cố làm ra bí ẩn. Lấy hiểu biết của hắn về Liên Nhược Hạm, lại thêm ảnh hưởng của hắn đối với Cao Lão, để tập đoàn Viễn Cảnh đầu tư vào làng du lịch là không khó. Chẳng qua hắn không muốn để Liên Nhược Hạm đến huyện An đầu tư, bởi vì tập đoàn Viễn Cảnh sau khi mở rộng nhà máy dược và nhà máy thép, không thể phân tán tinh lực làm làng du lịch. Hơn nữa suy nghĩ sâu hơn, nếu như tập đoàn đạt tài gia nhập vô hình chung hắn có mối ràng buộc chặt hơn với Phó Bí Thư Vương, đồng thời cũng kiếm được nhiều cơ hội tiếp xúc với thành đạt tài hơn. Trong trường phong ba trên quan trường tỉnh Yến sắp tới, tăng thêm một tầng bảo hộ của tập đoàn đạt tài, chính là tăng thêm một tầng tự vệ. Nói chính xác là, trên cơ bản có ý đầu tư, chuẩn bị đến huyện An khảo sát. Hạ Tưởng dùng một ngón tay chỉ vào chiếc xe đang đậu bên ngoài. Ngay cả xe tổng giám đốc Liên cũng cho tôi mượn, muốn tôi nói tốt vài câu cho tập đoàn Viễn Cảnh khi ủy ban huyện ra quyết định. Chẳng qua vì bảo vệ lợi ích cho xí nghiệp địa phương, đồng thời cảm thấy quan hệ tốt với Lập Xuân cho nên mới nhẫn nhịn không để lộ tin đồn ra ngoài. Sau này anh đừng nói tôi bán rẻ anh đấy nhé. Thẩm Lập Xuân nhìn chiếc Land Rover đang đậu bên ngoài, cũng biết với thực lực của Hạ Tưởng không thể có được con xe Land Rover này. Cho dù mua được cũng không thể kiếm được biển số Bắc Kinh, trong lòng đã tin tám phần. Tối nay tôi tìm Tổng Giám Đốc Thành, nghiêm túc báo cáo chuyện này với ông ấy. Khu du lịch Tam Thạch một năm có thể thu hút được bao nhiêu khách du lịch? Khu du lịch mở rộng diện tích bao nhiêu? Đất khu du lịch, sau khách đi vào, hàng năm có phải đóng phí quản lý cho khu du lịch hay không? Thẩm Lập Xuân một hơi hỏi ra loạt vấn đề,
đều vô cùng chuyên nghiệp, hỏi vào đúng vấn đề mấu chốt. Hạ Tưởng cũng không sợ phiền phức nhất nhất trả lời, còn phân tích thị trường tương lai cho hắn nghe, đến nỗi Thẩm Lập Xuân muốn thử ngay lập tức, hận không thể lập tức báo cáo với Tổng Giám Đốc Thành, sau đó lái xe đến khu du lịch Tam Thạch khảo sát thực địa. Rời khỏi phòng làm việc của Thẩm Lập Xuân, Hạ Tưởng lái xe đến văn phòng Tôn Hiện Vĩ ở tòa nhà Vu Thủy. Thành phố Yến vào tháng 9 vẫn còn rất nóng, trời nóng hầm hập, tựa hồ dầu cũng muốn bốc hơi, may mắn chiếc Land Rover có điều hòa đủ mạnh, trong xe cũng xem như mát mẻ. Khi đi qua đường Hoa Nam, vừa vặn nhìn thấy khu chung cư chính phủ mới xây dành cho quan viên, cũng là khu chung cư công cuối cùng của nhà nước. Hạ Tưởng chợt nhớ tới hắn có một căn phòng nhỏ ở trong khu đó nhưng chưa từng đến đó lấy một lần, lại nghĩ không chừng sau khi kết hôn có thể cùng Tào Thù Lê ở đó, lại đột nhiên nảy ra ý nghĩ, lái xe quay đầu vào khu chung cư đó. Độ xanh hóa của khu chung cư cũng không kém, các hạng mục đã đầy đủ cả, khu bệnh viện, nhà trẻ vân vân, không hổ là khu chung cư của nhà nước, vật liệu dùng đều là loại tốt nhất. Hạ Tưởng đi vào khu nhà tên Đan Nguyên, ngẩng đầu nhìn lên. Với tư lịch của hắn chỉ có thể được phân đến tầng 5, tầng cao hơn còn chưa đến phần. Nhìn thấy căn phòng thuộc về hắn, trong lòng lại có một loại cảm giác khác. Không mang chìa khóa cho nên cũng không muốn lên lầu, ở dưới lầu nhìn vài lần, khá hài lòng với hoàn cảnh xung quanh, căn phòng mặc dù không lớn nhưng sau này cũng là nhà của mình. Trong lòng hắn vừa động liền lấy điện thoại ra gọi điện cho cha mẹ. Ba, báo với ba hai chuyện. Một là con muốn đính hôn với Tào Thù Lê. Đây là ý của bác Tào, đến lúc đó ba và mẹ lên đây một chuyến. Hai là nhà nước cấp cho con một căn hộ, hai người có thời gian đến thành phố Yến sống một đoạn thời gian, dù sao cũng có chỗ ở. Hạ Thiên Thành không kìm được vui sướng, cười ha ha nói. Đính hôn là tốt, định thân rồi không chạy được nữa. Đúng rồi, con trai, phó chủ tịch huyện có dễ làm không? Nếu không dễ làm con cứ nói với thị trưởng Trần rồi trở về thành phố Yến cũng được. Hạ Tưởng không biết nói gì, mặc dù là phó chủ tịch huyện, nhưng cũng là vị trí mà nhiều người muốn mơ tới, sao có thể nói không làm là không làm cho được. Hơn nữa hiện tại hắn cảm thấy hoàn toàn tốt, hiện tại cũng dần dần thuận nước thuận gió, đang định thi triển tay chân ở huyện An, sao có thể buông bỏ được chứ. Đương nhiên không thể giải thích rõ với ông bố được, sau khi nói vài câu, nói đợi đến khi có thời gian sẽ bàn bạc thêm với bọn họ. Hai người nói thêm vài câu rồi ngắt điện thoại. Đến phòng làm việc của Tôn Hiện Vĩ. Tôn Hiện Vĩ đang họp, vừa thấy Hạ Tưởng đến liền khoát tay, vô cùng khí thế nói. Tan họp, các vị thương lượng một phương án, đợi đến khi hoàn thành rồi báo cáo với tôi. Chưa hoàn thành đừng báo cáo, việc gì cũng để tôi làm, vậy thuê các vị làm gì? Hạ Tưởng lại cười, Thẩm Lập Xuân cũng tốt, Tôn Hiện Vĩ cũng tốt, so với phó chủ tịch huyện như hắn đều uy phong hơn. Hắn đều không dám kiêu ngạo với người khác như vậy. Tôn Hiện Vĩ trái phải không còn người liền mang bộ mặt tươi cười mờ ám, nói. Phó Chủ tịch Hạ, tôi thật hâm mộ cậu nha, trái như hoa phải như ngọc, việc tốt trên đời này đều bị cậu hưởng hết rồi, thật không công bằng. Anh còn dám nói. Hạ Tưởng giả bộ tức giận. Anh cố ý hủy hoại trong trắng của tôi phải không? Đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang nuôi một em Tiểu Tam ở khu chung cư kia, tin tôi báo với chị dâu hay không? Tiểu Tam nào? Tôn Hiện Vĩ ngẩn người. Hạ Tưởng im lặng, hiện tại còn chưa có cách nói Tiểu Tam, hiện tại phổ biến nhất là Tiểu Bí, liền cười giải thích. Kẻ thứ ba, gọi thân mật là Tiểu Tam. Tôn Hiện Vĩ liền hiểu ra, cười hì hì nói. Đừng dọa tôi không có. Hạ Tưởng cũng chỉ tùy miệng dọa hắn thôi, chẳng qua nhìn thấy biểu tình của hắn thì biết mình đã nói chúng, lại giả bộ như đã biết từ trước. Thế nào, muốn tôi nói ra tên khu nhà đó không? Cô ta tên gì không? Đừng, trong lòng mọi người tự biết là được mà, nói ra thì chẳng còn hương vị gì nữa. Tôn Hiện Vĩ coi như chấp nhận cách nói của Hạ Tưởng, bị Hạ Tưởng cho vào trong. Quái lạ, tôi luôn cảm thấy các công tác làm rất bí mật, sao cậu lại biết được? Tôi không biết, tôi chỉ đoán thôi. Hạ Tưởng cười hắc hắc không ngừng, chỉ trách anh trong lòng có quỷ, bị hù dọa khai ra thôi, lại nói. Anh đừng quản. Dù sao tôi cũng không nói, trong lòng anh hiểu là được. Hiểu được, hiểu rồi, ý của tôi ngày đó là khen ngợi Tào Thù Lê như hoa như ngọc, thật sự không có ý gì khác. Nói thế nào thì tôi cũng không dám mà phải không? Cô ấy chính là Thiên Kim tiểu thư nhà phó thị trưởng mà. Tôn Hiện Vĩ đã nhận thua, chẳng qua vẫn không nén nổi lòng hiếu kỳ,
nhỏ giọng hỏi. Sao cậu có thể sắp xếp được thời gian hợp lý, kế hoạch hợp lý, để cho hai vị mỹ nữ đó đều cho rằng cậu là duy nhất của bọn họ? Chương 265, có chút thu hoạch. Định học hỏi kinh nghiệm à? Hạ Tưởng thấy trên mặt Tôn Hiển Vĩ lộ nụ cười xấu xa, biết rằng y bị vợ thẩm vấn rất nhiều lần, có lẽ còn chút nữa là bị vợ hắn phát hiện ra mà không có phương pháp nào để chống đỡ cả. Vì thế Hạ Tưởng liền vỗ vỗ bờ vai của y rồi nói vẻ thấm thía. Nếu đã làm kẻ trộm thì nên luôn luôn chuẩn bị tư tưởng bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện, phải chuẩn bị thật kỹ để nghênh đón với bất cứ khó khăn nào. Tôi không có bí quyết gì, chỉ có một số việc so với anh thì vẫn thực hiện tốt hơn mà thôi. Điểm nào vậy? Vẻ mặt của Tôn Hiển Vĩ hiện lên sự bức thiết. Tuyệt đối giữ mồm giữ miệng. Vẻ mặt của Tôn Hiển Vĩ lại trở nên uể oải. Sao lại chơi nhau thế, có phải trả thù lúc tôi lắm mồm miệng trước mặt Tào Thù Lê hay không? Thực ra tôi không lắm miệng, cũng chỉ đơn thuần khen cô ấy xinh đẹp như hoa như ngọc mà thôi. Tuy nhiên, cậu đừng có phủ nhận việc bạn gái cậu xinh đẹp hơn rất nhiều so với bạn gái tôi. Không, phải nói là bà xã cậu xinh đẹp hơn rất xa bà xã tôi. Quên đi, để tôi đi đến học viện âm nhạc kiếm lấy một hai cô gái xinh đẹp cho bỏ ghét. Hạ Tưởng cắt ngang lời nói của y. Nói việc chính đi, việc con gái đẹp nói sau. Tôi hôm nay tới tìm anh là có việc quan trọng. Hạ Tưởng liền nói ra sự việc làng du lịch. Tôn Hiển Vĩ nghe thấy Hạ Tưởng yêu cầu y hỗ trợ, lại muốn y trở thành đối thủ của tập đoàn đại tài nên có chút thắc mắc. Nếu tập đoàn đại tài cũng cảm thấy hứng thú thì chắc chắn là các hạng mục này rất có tiền đồ, tại sao không cấp cho tôi? Không được, bây giờ anh mới bắt đầu triển khai một khu đô thị mà lại đi đầu tư vào làng du lịch. Làng du lịch chưa chắc có thể đưa lại lợi ích tốt cho anh, mà còn có thể ảnh hưởng đến công việc của anh lúc này. Hạ Tưởng cũng không khách khí, ngay tại chỗ nói thẳng luôn. Tôi để anh hỗ trợ, chẳng qua là để tập đoàn đạt tài cảm giác được áp lực, làm cho bọn họ cũng ý thức được nguy cơ. Không phải là tôi không để cho anh kiếm tiền, mà hạng mục này đầu tư lớn, khả năng sinh lợi chậm. Tập đoàn đạt tài làm việc này thì được, chứ bất động sản Thiên An của ông anh thì phải thực hiện hạng mục nào có khả năng sinh lời ngay cơ. Tôn Hiển Vĩ suy nghĩ cẩn thận, gật đầu nói. Đúng vậy. Dù sao cũng là tại huyện An, vừa có khu du lịch, lại có làng du lịch, lại có quy hoạch các vùng đất do chính bản thân mình tự suy nghĩ thiết kế, vân vân, cho nên rất phức tạp, cũng chỉ có tập đoàn đạt tài có tài năng ứng phó được. Tôi cũng hiểu rồi, đây là cậu muốn tập đoàn đạt tài mắc mưu, để họ tự chui vào giỏ, có đúng không? Đừng nói khó nghe như vậy, anh cho rằng người của tập đoàn đạt tài toàn là người không có đầu óc. Bọn họ thực sự thông minh. Là thủ lĩnh trong giới bất động sản của tỉnh Yến, làm sao có thể đơn giản như vậy được? Hạ Tưởng cũng không phải muốn cho tập đoàn đạt tài bị thiệt, hơn nữa tương lai làng du lịch thì cũng được, nhưng tập đoàn đạt tài từ trước tới nay toàn ăn miếng lớn, một địa phương nhỏ bé như huyện An chưa chắc đã lọt vào mắt của thành đạt tài. Vì thế hắn mới có suy nghĩ muốn dùng tập đoàn viễn cảnh và bất động sản Thiên An để kích thích thành đạt tài một chút, để thành đạt tài ý thức được rằng các dự án của huyện An chưa chắc là không kiếm được đồng tiền lớn. Nhưng nếu để tình huống đưa ra một đối thủ mạnh bạo cướp lấy thì cũng không phải là một chuyện tốt. Chủ ý quan trọng của Hạ Tưởng là muốn mình và tập đoàn đạt tài có quan hệ với nhau, ràng buộc càng bền vững càng tốt. Vì thế hắn mới phải trăm phương nghìn kế thiết kế ra ý tưởng tươi đẹp này hấp dẫn để thành đạt tài mắc câu. Bởi vì kế tiếp hắn còn có chuyện xin Vương Bằng Phi giúp đỡ, mà Vương Bằng Phi và tập đoàn đạt tài quan hệ tuyệt đối không phải tầm thường. Kinh doanh chỉ nói chuyện lợi nhuận. Dự án nào cũng đều phải có sinh lời mới được, nếu không thì dù cho có các quan hệ cá nhân cũng không thể trở thành lý do để đầu tư, đúng không? Hạ Tưởng cười tủm tỉm, tiếp đó hắn lại hỏi. Khu chợ rau quả phố Thập Lý của anh hiện tại của anh lời lãi thế nào rồi? Nhắc tới chợ rau quả phố Thập Lý, ánh mắt của Tôn Hiển Vĩ lại cười híp lại như sợi chỉ. Lần trước trao cho cậu một gian phòng và quyền chủ đạo thị trường. Bây giờ tôi phát hiện ra tôi đúng là đã chiếm được một tiện nghi cực kỳ lớn. Ông em, tôi đưa cho ông em một căn phòng cùng với một chiếc xe nữa cũng không thiệt, phố Thập Lý đúng là kiếm rất được. Tôn Hiển Vĩ kể lại một cách tỉ mỉ, Hạ Tưởng nghe hiểu được hiện trạng kinh doanh của khu chợ rau quả phố Thập Lý. Khu chợ rau quả phố Thập Lý từ lúc thiết kế chỉnh thể đến khi tung ra thị trường, Tôn Hiển Vĩ đầu tư chỉ khoảng hơn 100 triệu tệ. Sau khi hình thành sơ bộ thì văn phòng giao dịch đã bán ra một phần và đã thu về tiền mặt khoảng hơn 50 triệu tệ, còn lại đại bộ phận là dùng để cho thuê, hàng năm tiền thuê cao lên tới khoảng 30 triệu tệ.
không cần để ý tới các chi phí phụ khác có liên quan, chỉ riêng chi phí quản lý, chi phí bảo trì cộng với một chút lợi nhuận từ chi phí điện nước thì đến hiện tại trên cơ bản đã thu hồi được vốn đầu tư. Điều quan trọng nhất chính là việc theo làn sóng bất động sản của thành phố Yến thì giá phòng của khu này càng lúc càng tăng lên, tiền thuê nhà tương ứng cũng được đẩy lên. Về lâu dài xem ra thị trường của khu chợ rau quả phố Thập Lý đã thành công, trở thành nền tảng để sự nghiệp của Tôn Hiện Vĩ bay lên. Tôi đã chuẩn bị một lễ vật, cậu cũng không cần khách khí. Tuy rằng quan hệ của chúng ta rất tốt, nhưng tôi kiếm tiền được cũng không thể quên sự trợ giúp của ông em, có đúng không? Lúc ấy nói thật, lúc triển khai đầu tư khu chợ rau quả phố Thập Lý thì chú em đưa hạng mục này cho bất cứ công ty bất động sản nào thì công ty đó cũng có thể kiếm tiền. Cậu không giao cho người khác như vậy mà lại đưa cho tôi, đây là tình nghĩa. Tôn Hiện Vĩ vừa nói vừa từ ngăn kéo lấy ra một bộ hồ sơ, đưa cho Hạ Tường. Nhìn xem, có vừa lòng không? Hạ Tường tiếp nhận lấy thấy đúng là một căn phòng ở và một chiếc ô tô. Căn phòng là ở một vị trí rất đẹp trong tiểu khu Đông Long mà Tôn Hiện Vĩ mới khai phá, khoảng 120 m², còn chiếc ô tô là một chiếc Audi mới. Một căn phòng cùng với một chiếc ô tô này trị giá ít nhất cũng phải hơn 1 triệu tệ. Tuy rằng đối với việc Tôn Hiện Vĩ trước sau vẫn còn nhớ kỹ công sức của hắn thì hắn cảm thấy rất vui mừng, nhưng mà để nhận một lễ vật quý giá thế này thì Hạ Tường cũng cảm thấy rất ngượng ngùng. Hắn liền chối từ, nói. Lễ vật này quá quý giá, anh ra tay hào phóng như vậy nhưng tôi cũng không dám nhận. Căn phòng này thì cậu không nên để tâm làm gì, đây là bất động sản Thiên An chuyên môn vì các chuyên gia, cố vấn, các nhân tài đã có những cống hiến đặc biệt với công ty Thiên An mà hiến tặng. Đúng rồi, trưởng ban Phương cũng có một căn, ở tầng trên hay tầng dưới gì của cậu đó. Còn xe thì lại càng không đáng để nói, đây là một vị khách đưa xe đến để gán nợ, tôi dùng để trưng bày cũng không có ích lợi gì. Thấy thủ lê không có xe, đưa cho cô ấy để đi lại. Dù sao cô ấy cũng xem như người chuyên thiết kế cho bất động sản Thiên An, tôi cũng khỏi phải trả công. Tôn Hiện Vĩ cố sức nhét tập hồ sơ này vào trong tay Hạ Tường, nghiêm trang nói. Tôi biết bằng bản lĩnh của cậu thì cậu cũng không thiếu tiền. Nhưng tôi không có cách cư xử gì thì chứng tỏ rằng cách đối nhân xử thế của tôi rất kém. Mà tôi có thể hiện thái độ mà cậu không nhận thì có nghĩa về sau cậu sẽ không bàn mưu tính kế giúp tôi. Nếu cậu không nhận, có nghĩa là một phó chủ tịch huyện như cậu, cộng với con gái của một phó thị trưởng khinh thường một tiểu thương như tôi. Không tính đến lời cuối cùng trong câu nói của Tôn Hiện Vĩ rất nặng, mà ngay ở phần đầu lời nói hắn cũng đã bày tỏ rằng trưởng ban Phương cũng có một căn phòng ở đây thì Hạ Tưởng cũng đã phải nhận. Ý tứ của y là trưởng ban Phương cũng có thì cậu cũng có thể có, nếu không chẳng khác gì không để mặt mũi cho trưởng ban Phương, cùng với trưởng ban Phương phân rõ giới tuyến. Hạ Tưởng liền cười rồi cầm lấy hai bộ hồ sơ, giả bộ tâm tình rất tốt rồi nói. Từ chối thì cũng bất kính, tôi cũng chỉ là người được ủy thác trách nhiệm này thôi. Tôi thay Thù Lê cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì, cậu đừng cao hứng sớm quá. Tôn Hiện Vĩ thấy Hạ Tưởng đồng ý nhận liền cao hứng mỉm cười. Tới lúc cậu kết hôn, tôi lúc đó sẽ không có quà cáp gì cả, vừa rồi đưa cho cậu xem như lễ vật kết hôn, ha ha. Dù sao cũng phải có một bao lì xì. Chẳng lẽ anh không biết xấu hổ cứ đến tay không thế sao? Hạ Tưởng cũng sảng khoái mỉm cười. Ngồi với Tôn Hiện Vĩ tới khoảng 5-6 giờ chiều, Hạ Tưởng thấy thời gian không còn sớm nữa, liền nói lời cáo từ. Tôn Hiện Vĩ muốn lưu Hạ Tưởng lại để cùng nhau đi ăn cơm, Hạ Tưởng khó xử nói. Lần sau đi, hôm nay quả thật tôi có việc, tối nay tôi cùng với Phó Bí Thư Vương đánh bài. Ánh mắt của Tôn Hiện Vĩ chớp liền mấy cái rồi khen. Tôi quả nhiên không nhìn lầm cậu, Phó Chủ tịch huyện Hạ. Hóa ra quan hệ của cậu và Phó Bí Thư Vương cũng rất tốt, may mắn là cậu nhận lễ vật nhỏ của tôi, nếu không thực sự tôi sẽ nghĩ rằng đây là cậu khinh thường tôi. Hạ Tưởng liền đấm cho y một cú. Ít ra vẻ lôi kéo làm quen với tôi đi, không biết sau khi tôi ra khỏi cửa thì lại có thái độ kiểu gì. Tôn Hiện Vĩ mỉm cười vẻ vô cùng hưởng thụ, đưa Hạ Tưởng xuống lầu. Thấy hắn lái xe rời đi thì trong lòng Tôn Hiện Vĩ thấy may mắn với quyết định đưa nhà và xe vừa rồi. Hạ Tưởng chẳng những suy nghĩ rất thông minh, đối nhân xử thế tốt mà con đường quan lộ của hắn đúng là tiền đồ vô lượng. Hơn nữa đối với bạn bè là dùng tâm đối đãi, ánh mắt kinh doanh của hắn cực kỳ chuẩn luôn làm người khác phải chờ mong. Không cần nói đến các ưu điểm khác, chỉ bằng ý tưởng của hắn đầu tư khu chợ rau quả phố Thập Lý thì đã đáng giá từ 20 triệu tệ trở lên. Đưa một căn hộ để ở.
cộng thêm một chiếc ô tô mà tăng mạnh được quan hệ với Hạ Tưởng, lại còn để lại một chút ân tình cho hắn, tính đi tính lại thì quyết định này vô cùng sáng suốt. Tâm tình của Tôn Hiển Vĩ trở nên rất tốt, buộc chặt được mối quan hệ với Hạ Tưởng càng lúc càng gần, về sau hắn làm quan càng lớn thì mình lại càng được lợi. Hạ Tưởng cũng không thiếu tiền, cũng đã có nhà ở, nhưng không duyên cớ lại được một căn hộ và một cái xe nên tâm tình cũng rất tốt. Trong lòng hắn tính toán, trước mắt là phải trang hoàng căn hộ của Ủy ban Nhân dân thành phố một chút, trở thành một phòng mới cũng được, nhưng không thể thường xuyên ở bên trong. Trong khu này quá nhiều ánh mắt, không quá thuận tiện. Về sau có lẽ là ở tại căn hộ ở vườn hoa Đông Long thì tốt hơn. Nhìn thời gian cũng đã đến lúc, hắn liền bấm cho Phó Bí Thư Vương một cú điện thoại, sau khi hẹn ước với nhau về địa điểm rồi hắn lại lái xe đi tiếp. Hạ Tưởng lái xe tới trước cửa của tòa nhà ở thị ủy, đứng đợi mấy phút thì Vương Bằng Phi mới từ bên trong đi ra. Y mặc một cái áo nho sĩ bằng tơ lụa, phía dưới mặc một cái quần rộng thùng thình, mới nhìn thấy giống như một nhà học giả đang rảnh rỗi. Hạ Tưởng vội xuống xe, mở cửa xe cười nói. Phó Bí Thư Vương đúng là kiểu dáng người tiên phong đạo cốt, làm cho người ta khi nhìn thấy thì trong lòng liền sinh ra sự kính phục. Vương Bằng Phi cười ha hả. Ánh mắt của tiểu hạ thật tốt. Gần đây tôi đang nghiên cứu Đạo Đức Kinh và Nam Hoa Kinh, có một số điểm tâm đắc, không biết cậu nghe có muốn nghe không vậy? Lên xe, y vẫn còn hứng thú nói tiếp. Người xưa so với người bây giờ thì có thể nói là chí hướng cao xa hơn. Chỉ đọc sách thôi mà chí hướng đã bay xa tận Bắc Hải, cảm giác rất thần kỳ, đúng là phải học tập. Hạ Tưởng ngạc nhiên nói. Phó Bí Thư Vương, tôi là một người đảng viên trung thành, tôn chỉ của đảng là phải kiên định tư tưởng chủ nghĩa duy vật. Hạ Tưởng dùng giọng điệu nói đùa, Vương Bằng Phi lại lấy một giọng điệu trầm trọng nói. Tuy rằng là đảng viên, tôi cũng đã mấy chục năm tuổi đảng, tuy nhiên nói thật, tôi cũng không phải là người kiên định ủng hộ chủ nghĩa duy vật. Mà ngược lại, tôi thấy chủ nghĩa duy vật không có tín ngưỡng, nếu mà như vậy thì đạo đức cuối cùng sẽ bị bại trận. Đâu chỉ là bại trận, thực ra chính là không có. Hạ Tưởng cảm khái, đúng là theo như lời nói của Phó Bí Thư Vương, theo sự phát triển của nền kinh tế càng lúc càng nhanh, trong nước càng ngày càng tràn ngập chủ trương chỉ tôn thờ đồng tiền lên trên hết. Không chỉ là nảy sinh sự tham ô, mà tiêu chuẩn đạo đức của mọi người cũng giảm xuống cực nhanh. Trong vài năm ngắn ngủi sau thì sẽ hiện ra những luồng thủy triều mà bây giờ không tưởng tượng được, cũng có rất nhiều điểm mấu chốt về đạo đức mà mọi người cũng không kiêng dè gì bàn luận mổ xẻ ngay trên TV, cuối cùng đã kinh động đến Bộ Thông tin, bất đắc dĩ phải tiến hành phong tỏa. Tình hình trong nước lúc này tương tự như ở Mỹ ở trong kỷ nguyên những năm 1960 đến năm 1970, cái được gọi là giải phóng tư tưởng. Tuy nhiên nước Mỹ sau khi trải qua cái gọi là luồng sóng tư tưởng mới, sau đó một đoạn thời gian rất dài là thời kỳ ngẫm nghĩ lại. Một dân tộc, một quốc gia nếu không có văn hóa và tín ngưỡng của chính mình, nếu không có một lực lượng phía trước để hướng lòng tin mọi người về thì trước sau gì cũng bị chính mình đánh bại. Có một số việc tự mình biết thì được, nhưng không có cách nào nói ra được. Hạ Tưởng liền nói theo Vương Bằng Phi. Đúng vậy, người thời xưa tuy rằng phương tiện giao thông không được thuận tiện, không có máy tính cũng không có, nhưng bọn bỏ cũng như đi vào cõi của các thần tiên. Hạnh phúc của bọn họ chưa chắc là ít hơn so với người hiện tại bây giờ. Nói rất đúng, tiểu hạ, cậu thật không đơn giản, năng lực lĩnh ngộ khá mạnh. Vương Bằng Phi nói mang theo chút cảm khái. Hạnh phúc cũng không phải là làm chức quan càng lớn lại càng hạnh phúc, cứ mỗi ngày thịt cá mà đã hạnh phúc. Hạnh phúc chính là một loại cảm giác thư sướng ở trong nội tâm. Hạnh phúc chính là thời điểm rủ nhau đánh bài mà mới có ba người, đột nhiên có thêm một người tới bổ sung cho đầy đủ. Hạ Tưởng bổ sung một câu. Nói cho cùng, ha ha, chỉ bằng câu vừa rồi của cậu, hôm nay đánh bài chắc chắn sẽ thuận lợi. Ý cười trên đôi mắt Vương Bằng Phi có thể nhìn ra được trong nội tâm ôm ấp tình cảm khá tốt. Hạ Tưởng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo, không có chút xíu xa lạ nào, vừa rồi nói mấy câu coi như cũng đã đề cập, điểm tới được vấn đề. Xem ra, bình thường dự trữ một ít tri thức đúng là có lợi rất lớn, ít nhất có thể giao tiếp. Đối đãi với lãnh đạo đang trong lúc suy ngẫm mấy câu. Hạ Tưởng vừa lái xe vừa hỏi. Phó Bí Thư Vương, nếu muốn đánh bài thì chỉ sợ còn thiếu hai người nữa. Ngài đã ước hẹn với những ai? Vừa lúc, tôi lái xe qua để đón. Người tôi đã hẹn đủ cả rồi, chính bọn họ sẽ tự đi tới Sở Phong Lâu, không cần phải đón đưa gì cả. Chúng ta tự lo cho mình là được rồi.
Phó Bí Thư Vương không nói là những ai, tự nhiên Hạ Tưởng cũng không tiện mở miệng hỏi, cũng chỉ im lặng lái xe thật tốt thẳng đường đi tới Sở Phong Lâu. Thời điểm tới Sở Phong Lâu, Phó Bí Thư Vương đột nhiên nhận được một cú điện thoại, sau khi nghe xong y bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thật là không khéo, lão Lý lúc này đột nhiên có việc không tới được. Đúng là giống như hình tượng hồi nãy cậu vừa nói, đánh bài mới có ba chân, đúng là không hạnh phúc rồi. Hạ Tưởng cười không nói lời nào, hắn đang đợi Vương Bằng Phi an bài bước tiếp theo. Trước mắt đi tới Sở Phong Lâu đã, để tôi suy nghĩ một chút. Vương Bằng Phi ngồi tựa vào ghế rồi nói. Tới nơi rồi, Hạ Tưởng vội xuống xe mở cửa xe cho Vương Bằng Phi, thấy y vẫn chưa có tuyển lựa được người nào tốt cả, nghĩ thầm rằng tận dụng cơ hội này tranh thủ cơ hội làm tiểu nhân một chút. Vì vậy, hắn đề xuất một câu. Nghe nói chủ nhiệm Tần cũng là bạn bè của Phó Bí Thư Vương, nếu chủ nhiệm Tần có thời gian, không bằng ngài mời ông ta tới đây, tìm người đánh bài thì phải tìm người quen thân mới tốt. Lập tức Vương Bằng Phi ý thức được cái gì đó, đôi mắt híp lại nhìn Hạ Tưởng, mỉm cười nói. Hôm nay cậu mời tôi ăn cơm, tìm tôi đánh bài là có dụng tâm đấy nha. Tôi muốn mượn làn gió đông của Phó Bí Thư Vương để vì dân chúng trừ hại, dụng tâm cũng rất quang minh lỗi lạc. Hơn nữa, cũng đã lâu chưa gặp Phó Bí Thư Vương, muốn cùng ngài tâm sự, trò chuyện nên tìm ngài đánh bài cũng là trọn vẹn công tư đôi đường. Nếu có điểm gì không thỏa đáng, xin Phó Bí Thư Vương cứ phê bình tôi. Thái độ của Hạ Tưởng vô cùng đoan chính. Tôi phê bình cậu cái gì? Chúng ta đều đang ở trong quan trường, mỗi tiếng nói, cử động đều thoát không được thân phận của mình, làm sao có thể phân biệt được việc công tư riêng biệt được. Muốn làm quen với chủ nhiệm Tần, không thành vấn đề, tôi sẽ mời ông ta tới đây để đánh bài. Tuy nhiên tôi cũng nói trước, tôi chỉ phụ trách công việc dẫn lối, không can thiệp được các bước phía sau đâu. Chủ nhiệm Tần cũng khó mà nói lắm, trong trường hợp mà ông ta không để ý tới cậu thì tôi cũng không có cách nào cả. Hạ Tưởng vội vàng tỏ thái độ. Cảm ơn Phó Bí Thư Vương. Cảm ơn cái gì, hôm nay cậu mời ăn cơm là được. Vương Bằng Phi phất tay cười cười, hiển nhiên cũng không để trong lòng đối với việc Hạ Tưởng lợi dụng y để tiếp cận Tần Thác Phu. Là người có chức sắc nên y cũng biết tất cả những người tiếp cận đến y đều mang theo các loại mục đích khác nhau. Con người sống ở trong một xã hội, lại ở trong chốn quan trường, cũng không thể tránh né được việc những người khác có mục đích muôn hình muôn vẻ tới lấy lòng y, nịnh bợ y. Nếu đều là công việc, Hạ Tưởng lại không tạo sự phản cảm với y, không gây bất lợi gì với y thì thuận nước đẩy thuyền tạo nhân tình luôn. Y cũng không để trong lòng đối với việc Hạ Tưởng tỉ mỉ an bài việc này. Y đi đến bên cạnh gọi một cú điện thoại, sau một lát trở về nói. Xem ra cậu tốt số, vừa lúc lão Tần cũng rảnh, ông ta lập tức tới đây. Nếu vậy để tôi đi đón chủ nhiệm Tần. Hạ Tưởng biểu lộ ra thái độ cần có. Không cần. Chúng ta ở đại sảnh của Sở Phong Lâu đợi ông ta một chút là được. Nhà ông ta cũng rất gần đây, đi tới đây cũng chỉ mất có 5 phút đồng hồ. Lão Tần rất thích tản bộ, đối với ông ta mà nói thì rèn luyện cũng là một biện pháp rất tốt. Vương Bằng Phi không để cho Hạ Tưởng kinh động tới Sở Tử Cao, liền vào khu nhà đợi của Sở Phong Lâu, ngồi ở trên ghế sofa nói chuyện phiếm một hồi. Khi nói chuyện, Hạ Tưởng mới biết được Phó Bí Thư Vương còn mời một người đánh bài nữa là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đạt Tài Quản Bình Triều. Quản Bình Triều còn tới sớm hơn Tần Thác Phu, y đeo một cái kính màu vàng tơ, bộ dáng gầy nhỏ, vẻ mặt trắng nõn, tuổi chừng 40, khi nói chuyện chậm rãi, bộ dáng không chút hoang mang làm cho người ta cảm thấy y cực kỳ nho nhã, lễ độ. Ấn tượng đầu tiên của Hạ Tưởng đối với y tốt hơn rất nhiều so với viện trưởng Dư trước đây. Mấy người lại ngồi xuống nói chuyện. Quản Bình Triều hiển nhiên cũng nghe nói qua Hạ Tưởng, có vẻ hứng thú hỏi han. Tiểu Hạ bây giờ là phó chủ tịch của huyện An, đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, tôi cảm thấy nếu cậu không theo chính trị, làm kinh doanh hay là chuyên gia thiết kế thì cũng rất nhiều đất để dụng võ. Hạ Tưởng liền khiêm tốn nói. Cũng không dám nói như vậy, tôi thiết kế một vài hạng mục, có lẽ là kết quả của sự linh cảm. Nếu thật sự muốn làm công tác thiết kế chuyên nghiệp, có lẽ linh cảm cũng không được nhiều như vậy. Hơn nữa, có lẽ nguyên nhân chính là tôi không phải là một người thiết kế chuyên nghiệp, cho nên khi thiết kế ra phương án mới làm cho người ta cảm giác mới mẻ như vậy, mới làm cho mọi người ngạc nhiên và vui mừng. Tiểu Hạ rất khiêm tốn, thiết kế quảng trường thư giãn có lẽ là có linh cảm hiện lên. Nhưng công viên rừng rậm và quảng trường nhân dân thì không chỉ là dựa vào linh cảm mà thiết kế ra được.
không chỉ nói đến bố cục khổng lồ và suy xét về chỉnh thể, chỉ riêng các chi tiết cũng đã để người ta thán phục rồi. Có thể nói, người trong viện thiết kế của tập đoàn Đạt Tài thì không ai có trình độ thiết kế có thể sánh vai cùng cậu. Lời khen này rất quá, Hạ Tưởng vội nói mấy câu khiêm tốn, lúc này mới nhớ tới việc không trách lần đầu tiên gặp mặt viện trưởng Dư đã có thái độ ghen ghét hắn, có lẽ là trong viện thiết kế của tập đoàn Đạt Tài cũng có loại đồn đại này lan truyền. Đường đường là viện trưởng, lại một nhân sĩ tên tuổi, nghe xong những lời này ông ta không sinh bất mãn mới là lạ. Một lát sau, Tần Thác Phu rốt cuộc xuất hiện. Dáng người của Tần Thác Phu cũng vừa phải, hơn béo, khuôn mặt ngăm đen, gương mặt hình sự, không giận tự có uy. Cho dù là lúc Tần Thác Phu bắt tay với Vương Bằng Phi thì vẻ tươi cười trên mặt ông ta cũng lạnh như băng, đến lúc bắt tay với Quản Bình Triều và Hạ Tưởng thì ông ta cũng không nói gì, chỉ có gật gật đầu. Quản Bình Triều chợt lóe lên ánh mắt có vẻ hơi không vui, Hạ Tưởng ở một bên quan sát thì nhận thấy rằng có lẽ Quản Bình Triều và Tần Thác Phu cũng là lần đầu tiên gặp nhau, cũng chưa quen biết nhau. Ngẫm lại Phó Bí Thư Vương cũng khá có ý tứ, trong bốn người chỉ có mình ông ta là quen biết hết cả ba người còn lại, còn ba người kia thì không biết ai ngoại trừ ông ta. Nói một cách khác, Phó Bí Thư Vương hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Theo chi tiết về sự sắp xếp này của ông ta mà đoán thì Phó Bí Thư Vương rất thích độc quyền, thích nắm sự chủ đạo, xem ra tin đồn cũng không phải là vô căn cứ. Mấy người lên trên lầu, Sở Tử Cao sớm đã chờ từ lâu, vừa thấy nhóm người Hạ Tưởng xuất hiện, cũng không hỏi nhiều liền dẫn mấy người tới một gian phòng rất nhã nhặn. Hiện tại Sở Tử Cao có ánh mắt hơn rất nhiều so với trước đây, sau khi an bài thỏa đáng, không nói thêm gì cười cười đóng cửa đi ra ngoài. Sở Tử Cao vừa đi khỏi, Vương Bằng Phi liền nhìn Hạ Tưởng cười cười nói. Hôm nay Tiểu Hạ cũng có sắp xếp một bữa tiệc, lúc này cũng đúng thời điểm đói bụng, sau khi ăn xong rồi đánh bài, thế nào? Nói là nhìn Hạ Tưởng, nhưng trên thực tế là trưng cầu ý kiến của Tần Thác Phu. Tần Thác Phu từ chối đưa ra ý kiến, gật gật đầu nói. Thế nào cũng được. Công tác chọn món ăn liền giao cho Vương Bằng Phi, Quản Bình Triều chọn thêm một món rau trộn, Hạ Tưởng cũng chọn thêm một món ăn chay. Còn Tần Thác Phu không chọn, phất tay nói. Phó Bí Thư Vương quyết định, tôi nghe theo lời của ngài. Tần Thác Phu ngồi ở phía đối diện Hạ Tưởng, trong thời gian chờ đồ ăn y vẫn trầm ngâm không nói một lời nào, bỗng nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái rồi hỏi. Hạ Tưởng, Phó Chủ tịch huyện An, có phải ban đầu cậu công tác trong văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô? Vâng, đúng là như vậy, thưa trưởng ban Tần. Thái độ của Hạ Tưởng cực kỳ nghiêm túc trả lời. Nói như vậy, cậu đúng thật là Hạ Tưởng kia. Khóe miệng Tần Thác Phu lộ ra một vẻ cười trào phúng. Là con rể của phó thị trưởng Tào, trách không được con đường quan chức đi lên rất nhanh. Tần Thác Phu xem ra người quá mức ngay thẳng, việc mình là con rể tương lai của Tào Bá đúng là không giả, nhưng trên đường đi của mình thì đúng là Hạ Tưởng không nhờ và Tào Bá ra tay giúp hắn cái gì. Có thể nói, kể cả các thế lực mà hắn hiện có cũng đều do một tay hắn tự xây dựng nên. Vì thế mới có một chút thành tích ngày hôm nay. Hôm nay mặc dù có cầu cạnh Tần Thác Phu, nhưng cũng không để y coi thường mình, Hạ Tưởng liền cười lên một tiếng. Ý tứ của trưởng ban Tần là bởi vì quan hệ với Tào Bá Bá mà tôi mới được lên làm chức phó chủ tịch huyện An. Cậu nói đi. Tần Thác Phu cười vẻ lạnh lùng. Chẳng lẽ còn là bằng chính bản lĩnh thật sự của cậu? Cậu trẻ tuổi như vậy, có bao nhiêu năng lực? Trưởng ban Tần. Phó Chủ tịch huyện Hạ có các thành tích trong các phương diện khác thì tôi không biết, nhưng khi anh ta ở trong văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô đúng là làm không ít việc lớn. Chẳng lẽ ngài đều chưa từng nghe qua? Quản Bình Triều liền thay mặt Hạ Tưởng, lên tiếng bênh vực kẻ yếu. Thiết kế công viên rừng rậm khiến thị trưởng Trần thêm phần tán thưởng không nói, còn khiến cho tập đoàn Viễn Cảnh cũng cực kỳ vừa lòng. Còn có quảng trường nhân dân vừa xong, cũng do một tay Phó Chủ tịch huyện Hạ thực hiện. Các hạng mục lớn của thành phố Yến đều có anh ta tham dự, hơn nữa Phó Chủ tịch huyện Hạ đối với hai hạng mục lớn đã được phê duyệt còn có tác dụng thúc đẩy nhất định, chẳng những thị trưởng Trần đối với Phó Chủ tịch huyện Hạ cực kỳ trân trọng, mà ngay cả Tổng Giám đốc Thành của Tập đoàn Đạt Tài chúng tôi đối với anh ta rất là tán thưởng. Có thể nói, với tài năng của Phó Chủ tịch huyện Hạ, cho dù không ở trong quan trường, kể cả là thiết kế hay kinh doanh, đều có thể làm ra được nghiệp lớn. Quản Bình Triều có lẽ bộc lộ ra sự bất mãn đối với Tần Thác Phu, cũng có lẽ là bởi ảnh hưởng của Thành Đạt Tài, lại có lẽ là chính bản thân y đúng thật là rất thưởng thức Hạ Tưởng cho nên một hơi nói ra không ít lời hay vì Hạ Tưởng. Sau khi nói xong, còn như cười như không,
nhìn về phía Vương Bằng Phi. Trong bốn người ở đây thì Vương Bằng Phi là người có chức sắc cao nhất, hắn lại đảm nhiệm việc giới thiệu Hạ Tưởng cho Tần Thác Phu, vì thế y không thể không nói thay vài câu cho Hạ Tưởng. Lão Tần, tiểu hạ đúng thật là có bản lĩnh thật sự. Trước khi cậu ấy đến thành phố Yến là cấp bậc phó phòng, sau khi đến thành phố Yến thì trong một năm lên tới cấp phó cục trưởng. Có người khác giúp đỡ cậu ta hay không thì tôi không rõ ràng lắm, nhưng phó thị trưởng Tào thì đúng là không ra mặt. Tôi có thể vì tiểu hạ mà làm chứng. Trong quá trình Hạ Tưởng từ cấp bậc nhân viên lên cấp phó phòng, tiếp đến lên cấp phó cục trưởng thì Vương Bằng Phi ít nhiều cũng biết một ít tin tức, tuy rằng không nhiều lắm nhưng y cũng đoán được Tào Vĩnh Quốc không ra tay giúp đỡ Hạ Tưởng. Hơn nữa, y cũng tin rằng cho dù Tào Vĩnh Quốc ra mặt thì cũng chưa chắc có bao nhiêu mặt mũi, vì ông ta mới tới Ủy ban Nhân dân thành phố Yến, cũng không quá thành thục với những người trong thành ủy, hơn nữa cũng là thường vụ thành ủy, cũng không tốt để mở miệng nhờ người khác. Biểu tình Tần Thác Phu trở nên ngưng trọng, kêu lên một tiếng, thế à? Rồi lại đánh giá Hạ Tưởng thêm mấy lần. Tôi đúng là nhìn lầm cậu, không nghĩ là cậu cũng khá có bản lĩnh. Chờ một lát, nhìn cậu đánh bài xem trình độ thế nào, đến lúc đó rồi sẽ nói sau. Hạ Tưởng liền cười. Tôi và chủ nhiệm Tần đối diện nhau, đáng ra phải cộng tác với nhau mới đúng. Nếu thế tôi càng phải nhìn xem cậu có ánh mắt hay không, có thể phối hợp tốt với tôi được không nữa. Tần Thác Phu cũng nở nụ cười khó có được. Tuy nhiên vẻ tươi cười của y và giả bộ cười thì giống hệt nhau, làm cho người ta nhìn mà không phát hiện ra ý cười nào cả. Trong ấn tượng cậu Hạ Tưởng thì chủ nhiệm ủy ban kỷ luật hoặc là nham hiểm, hoặc là thiết diện vô tư, xem ra Tần Thác Phu là loại người thuộc dạng thiết diện. So sánh với loại hình nham hiểm, thật ra thiết diện lại càng dễ tiếp xúc hơn một chút, chỉ cần vượt qua được cánh cửa tâm lý của y là sẽ được y tán thành, lúc đó y sẽ lộ ra bản sắc một mặt của y. So với nham hiểm thì bất đồng, vào thời khắc nào cũng mỉm cười, mình không biết khi nào thì y chân thành, khi nào thì lại ẩn chứa dao găm trong đó. Chương 266, lợi dụng đầy đủ ưu thế. Tần Thác Phu dường như cũng dễ tính trong ăn uống, có món gì là ăn món đó, cứ vùi đầu vào ăn cơm, cũng không nói chuyện với ai cả. Ngược lại Quản Bình Chiều thì lại nói không ngừng. Hết nói chuyện các vấn đề về thiết kế với Hạ Tưởng lại chuyển sang nói chuyện các lạc thú đánh bài với Vương Bằng Phi, trong quá trình nói chuyện rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, mỗi người uống cốc trà rồi bắt đầu đánh bài. Bốn người cứ dựa theo vị trí ngồi trong bữa ăn mà xếp chỗ. Hạ Tưởng và Tần Thác Phu một phe với nhau, Quản Bình Chiều và Vương Bằng Phi một phe, bắt đầu đánh bài. Ván bài đầu tiên, Hạ Tưởng và Tần Thác Phu thua. Thật ra bài của hai người cũng không tính là dở, thua là ở phối hợp kém. Không phải là Hạ Tưởng không phối hợp ăn ý với Tần Thác Phu, mà là Tần Thác Phu khi đánh bài cứ một mình một ngựa chạy, chỉ biết lấy bài y cầm trên tay, không biết tính bài thì không nói mà còn không nhìn ngó gì đến bài của Hạ Tưởng. Kết quả là phối hợp rối tinh rối mù, dẫn đến thua. Kết quả là Tần Thác Phu còn tức giận bảo Hạ Tưởng không biết đánh bài, về căn bản là đánh bài loạn, không có chút tính toán gì cả. Hạ Tưởng cũng không biết vì sao hắn luôn luôn khắc khẩu với những người bất hòa với hắn. Chịu không nổi sự trào phúng của Tần Thác Phu, Hạ Tưởng phản bác nói. Chủ nhiệm Tần, không phải là tôi muốn nói ngài, nhưng chắc chắn là khi ngài đánh ngài không tính bài, cũng không nghĩ tới các tình huống như thế nào cho có lợi, làm sao để đánh thắng được đối thủ. Ngài đánh bài, trên cơ bản đều theo trình tự đánh từ lớn xuống nhỏ, đến khi không đánh được nữa thì mới thôi. Đánh bài thì tất cả đều phải dựa vào vận khí, không có bài đẹp, làm sao để thắng được đối thủ. Tần Thác Phu đối với lý luận của Hạ Tưởng không cho là đúng. Đánh bài không theo trình tự từ lớn đến nhỏ, chẳng lẽ lại là đánh từ nhỏ tới lớn? Cậu chắc mới chơi, nên suy nghĩ mới không chính xác như vậy. Có bài đẹp nhưng không biết tính toán thì cũng có thể thua rất thảm. Nếu cầm trên tay bài xấu, nếu tính toán chuẩn thì cũng có thể đánh cho đối thủ trở tay không kịp. Cũng có cơ hội chuyển bại thành thắng. Hạ Tưởng đọc lại ván bài vừa đánh, nói các lá bài đã đánh ra, nói mục đích lúc đó của hắn là cái gì, muốn chủ nhiệm Tần phối hợp đánh cái gì, bất cứ lá bài nào cũng kể lại rất chi tiết, không sai lệch chút nào, làm cho Tần Thác Phu cả kinh phải trợn mắt, há hốc mồm. Mỗi một lá bài đánh ra cậu cũng có thể nhớ rõ ràng đến như vậy sao? Cậu cũng quá lợi hại đi, nếu cách đánh bài theo như cậu nói lúc vừa rồi thì người khác làm sao mà thắng được. Nếu như lúc đầu, Tần Thác Phu với ấn tượng Hạ Tưởng là con rể tương lai của Tào Vĩnh Quốc thì trong lòng y có ít nhiều sự khinh thị,
sau đó Quản Bình Triều giải thích và Vương Bằng Phi bổ sung làm cho ánh mắt của y đã đổi khác. Bây giờ thì ánh mắt của y nhìn Hạ Tưởng hoàn toàn đã khác với lúc trước. Là người thì ai cũng đều có tâm lý rất kỳ quái, vừa rồi Quản Bình Triều và Vương Bằng Phi lần lượt tán dương Hạ Tưởng thì Tần Thác Phu cũng không quá mức tin tưởng, tuy nhiên cũng không có tâm để phản bác. Ván bài vừa rồi, không ngờ Hạ Tưởng lại nhớ rành mạch các quân bài đến như vậy, lại còn phân tích rõ ràng các đạo lý, thay đổi các tiêu chuẩn đánh bài từ trước tới nay vẫn trong suy nghĩ của y. Lập tức y cải biến ngay cách nhìn nhận đối với Hạ Tưởng, nghĩ thầm rằng thằng nhãi này đúng là có đầu óc, từng quân bài phức tạp đến như vậy mà hắn còn nhớ rõ ràng, lại có thể tính kế trong lúc đánh, chứng tỏ cũng có tài năng đấy. Tần Thác Phu là người có xuất thân từ lớp người nghèo khó, hoàn toàn dựa vào sự cố gắng của chính mình mà đi tới chức vụ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật của thành phố Yến. Cho nên ở sâu trong nội tâm đối với Thái tử Đảng và người có bối cảnh tự nhiên có tâm lý mâu thuẫn. Hơn nữa, đã nhiều năm qua làm công tác kỷ luật, biết được không ít người xấu nên cũng không tránh né được có một số thành kiến. Đối với sự thăng chức của Hạ Tưởng quá nhanh thì y cũng không phải là ghen tị, mà từ các tin tức có được cảm thấy, nhận định Hạ Tưởng là người có bối cảnh nhưng không có năng lực. Tần Thác Phu rất thích đánh bài nhưng trình độ rất kém, đối với các cao thủ chơi bài thì vô cùng bội phục. Trước kia y cảm thấy Vương Bằng Phi là cao thủ số 1, không nghĩ tới trình độ của Hạ Tưởng so sánh với Vương Bằng Phi thì không yếu hơn chút nào, lại còn có phần nhỉnh hơn. Vì thế, y nhớ tới Quản Bình Triều và Vương Bằng Phi tán dương Hạ Tưởng lúc nãy thì trở nên rất tin tưởng, không còn nghi ngờ nữa. Tần Thác Phu là bởi vì khuôn mặt luôn phải hình sự, khi phá án lại không nể tình ai cả, dần dà liền bị người khác gọi là mặt đen. Ván thứ 2 bắt đầu. Tần Thác Phu liền nhanh chóng nhìn chằm chằm lá bài đánh ra của Hạ Tưởng, còn có mấy lần không hiểu ý tứ của Hạ Tưởng, y sốt ruột hỏi một câu, bị Vương Bằng Phi phán cho tội vi phạm luật chơi bài, cảnh cáo miệng một lần. Tần Thác Phu không phục nói. Tôi nói Phó Bí Thư Vương, ngài có muốn tôi tiến bộ không? Nếu trình độ tôi vẫn kém như vậy, ngài thắng tôi cũng rất dễ dàng, nếu vậy cũng không có hứng thú gì, đúng không? Vương Bằng Phi bị chọc cười. Lão Tần! Anh thật sự là càng thêm tuổi càng lươn lẹo. Được, đồng ý như vậy, nếu không thì thắng bên anh cũng không có ý nghĩa. Tuy nhiên trình độ đánh bài của Tần Thác Phu thật sự là quá kém, mặc dù Hạ Tưởng mạnh mẽ chống đỡ, kiên trì tới phút cuối cùng, nhưng mà vẫn còn kém một chút, ở hai quân cuối cùng thua mất một chiêu. Hạ Tưởng cảm thấy hơi tiếc nuối, Tần Thác Phu lại cực kỳ vừa lòng, cười to. Tốt, tốt, có thể làm Phó Bí Thư Vương luống cuống chân tay đến mức độ này. Một ván này dù bại vẫn quang vinh. Hạ Tưởng cũng theo Tần Thác Phu nói. Chủ nhiệm Tần đúng là làm cho người ta phải bội phục, từ lúc bắt đầu ra bài đến lúc gần cuối đều rất tốt, chỉ là mấy lá bài cuối cùng có vẻ hơi nóng nảy, bị Phó Bí Thư Vương nhìn ra ý đồ của ngài, kết quả là không thành công. Được Hạ Tưởng khen, Tần Thác Phu cao hứng mỉm cười, liếc nhìn Vương Bằng Phi một cái bất mãn rồi nói. Tôi nói thật Phó Bí Thư Vương. Ngài dù sao cũng để tôi thắng một ván đi. Tôi thua cả, không thắng lấy một ván thì cũng không có hứng thú đánh tiếp, có phải không vậy? Vương Bằng Phi cười ha hả nói. Đánh bài chính là đánh bằng bản lĩnh, bằng tính kế của mình, như thế nào để điều khiển các quân bài? Để anh thắng, vừa không công bình lại không có chút lạc thú nào cả, cậu nói xem thử Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền cười. Phó Bí Thư Vương nói đúng. Chủ nhiệm Tần. Chúng ta bằng bản lĩnh thật sự đánh cho bọn họ thua một ván, để bọn họ được tâm phục khẩu phục. Tần Thác Phu đoạt lấy bộ bài trong tay Quản Bình Triều rồi nói. Để tôi chia, tôi không tin đến chia bài cũng không phải là người biết chia. Ván thứ 3 ngay từ đầu đã rơi vào tranh đoạt kịch liệt, hai bên đều chém giết dữ dội. Tần Thác Phu rút ra được kinh nghiệm, không hề vội vã đánh ra những con bài tốt mà còn không chút hoang mang tính toán bài đánh. Lại còn âm thầm liếc mắt cùng với Hạ Tưởng như đôi bạn tri kỷ. Hai người phối hợp ăn ý, lôi kéo đối phương, vẫn luôn chiếm thế chủ động. Dưới sự phối hợp của Hạ Tưởng, cuối cùng Tần Thác Phu với một ván bài được toàn quân đẹp đã chiếm được sự toàn thắng. Tần Thác Phu cao hứng nhìn Vương Bằng Phi nói. Phó Bí Thư Vương, tôi và ngài đánh bài trong khoảng thời gian cũng không ngắn. Tiểu Hạ là người chéo cánh thông minh nhất trong những người mà tôi từng gặp qua, bọn tôi phối hợp cũng rất tốt. Tôi dưới sự bồi dưỡng luyện tập của ngài lâu như vậy, lần đầu tiên cảm ơn ngài giới thiệu một người đánh cặp rất tốt cho tôi. Vương Bằng Phi cười đầy thâm ý. Tiểu Hạ là đứa nhỏ rất thông minh, cậu ta hiểu được làm thế nào để vận dụng các ưu thế trong tay,
do đó đạt tới hiệu quả tốt nhất. Trước kia tôi giới thiệu những người đánh cặp với anh, so với Tiểu Hạ thì có đầy người có trình độ cao hơn, nhưng bọn họ khi đánh bài đều chỉ lo lấy chính mình, không hiểu phối hợp, kết quả là thua cả. Lỗi do bài xấu cũng không hoàn toàn như vậy, quan trọng nhất chính là con người, hiểu được chiến thuật phối hợp mới được. Tần Thác Phu phất tay. Đạo lý lớn thì tôi lười suy nghĩ lắm. Tôi chỉ biết Tiểu Hạ đánh bài có trình độ, có đôi khi lá bài trong tay cậu ta thật tốt mà cũng không đánh ra mà suy nghĩ chung cho toàn cục. Đúng là mầm mống tốt. Sao vậy, bây giờ lại khen cậu ta tốt? Vừa rồi ai vừa có ý kiến với Tiểu Hạ ấy nhỉ? Vương Bằng Phi trêu chọc nói. Vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ, để hiểu biết con người cần phải có thời gian, Phó Bí Thư Vương thấy có đúng không? Tần Thác Phu không có chút nào xấu hổ, dường như vừa rồi y có thành kiến đối với Hạ Tưởng cũng là việc đương nhiên vậy. Mọi người đều mỉm cười. Tần Thác Phu mặt sắt là mặt sắt, tuy nhiên bộ mặt này cũng có vẻ đáng yêu. Mọi người lại tiếp tục đánh bài. Mấy ván kế tiếp có thua có thắng, kỹ thuật đánh bài của Tần Thác Phu được nâng cao không ít, sự phối hợp với Hạ Tưởng đã trở nên nhuần nhuyễn, thường thường là chỉ một ánh mắt. Hoặc nhìn vào đối phương ra bài là không sai biệt lắm hiểu ra được ý đồ đối phương. Ở những ván cuối cùng, Hạ Tưởng và Tần Thác Phu liên tục thắng liền 3 ván. Vương Bằng Phi lắc đầu cười. Lợi hại, các anh càng lúc càng lợi hại. Tính đến lúc này vừa lúc đang hòa, hôm nay dừng ở đây thôi, còn để lưu lại kỷ niệm đẹp cho các cậu, đỡ phải ván tiếp theo thua, lại khiến lão Tần canh cánh trong lòng. Tần Thác Phu cười to. Phó Bí Thư Vương, tôi là thua quen rồi. Cho nên thắng được ngài một ván là tốt lắm rồi. Ngài vốn hay thắng, nếu tiếp mà thua một ván thì sẽ không tốt. Vậy hôm nay đánh đến đây thôi, để về sau lại chiến đấu tiếp. Mọi người lại cùng nhau uống trà, Vương Bằng Phi đề xuất là phải tới nhà vệ sinh, Quản Bình Triều cũng thức thời nói phải đi ra ngoài hút mấy điếu thuốc. Trong phòng chỉ còn lại hai người Hạ Tưởng và Tần Thác Phu. Hạ Tưởng do dự một chút rồi hỏi. Chủ nhiệm Tần, ngài là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Ngài có thái độ như thế nào đối với cán bộ lãnh đạo bao dưỡng tình nhân? Tần Thác Phu chau mày. Tiểu Hạ, tác phong cuộc sống thì nói lớn trở nên lớn, nói nhỏ thì thành nhỏ, cũng không có ranh giới rõ ràng. Tôi là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thì đúng là cũng biết không ít cán bộ lãnh đạo đều có tình nhân, nếu đều đi thăm dò thì chẳng khác nào lấy đá vá trời. Tra xét hay không tra xét, là xem ở người ta cấp cho chứng cứ gì và hậu trường phía sau đối tượng. Tần Thác Phu nhìn như người chất phác, thật ra cũng là người cẩn thận. Nếu không thì cũng không lên được chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Yến. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật có thể đóng giả làm thiết diện vô tư, những để chân chính như vậy thì chỉ có thể tồn tại trong các vở kịch ngày xưa mà thôi. Tuy nhiên tôi thấy rằng, nếu là cán bộ lãnh đạo bao dưỡng tình nhân, lại còn có con với tình nhân, chắc chắn trong này sẽ đề cập đến vấn đề kinh tế. Vấn đề kinh tế là việc lớn. Nhất là tham ô tiền xương máu của dân chúng. Ngài nói xem như thế nào? Hạ Tưởng liền nhấn mạnh thêm một chút. Tham ô tiền gì của dân chúng? Tiểu Hạ, cậu phải nói rõ ràng vấn đề một chút. Khi nhắc tới vấn đề tham ô, ánh mắt của Tần Thác Phu liền sáng lên rất nhiều. Một số tiền trên giá của cây giống. Người này ở phía trên cướp đoạt như vậy khác gì lột da người ta ra. Chủ nhiệm Tần, ngài nói xem cán bộ như vậy có đáng giận hay không? Tình tiết này rất ác liệt, phẩm hạnh cũng quá đáng. Dân chúng khổ như vậy rồi, thường ngày cũng không khá giả gì, kiếm tiền cũng không dễ dàng. Cậu kể lại tỉ mỉ cho tôi. Là như thế này, tôi nhìn thấy người này lấy mấy xu trên một cây giống. Nếu mỗi một cây giống lấy chút tiền mà chân chính cấp cho dân chúng phúc lợi thì cũng chẳng ai nói người này làm gì. Nhưng vấn đề là, người này tìm đến công ty bán cây giống không biết là lực lượng kỹ thuật quá yếu, hay còn nguyên nhân khác. Kết quả là vài năm sau dân chúng trồng ra cây táo ăn quả vừa ra quả ít lại chất lượng xấu, bán không được, chẳng khác gì vất vả mấy năm công cốc. Hạ Tưởng lại nâng cao thêm quan điểm chút nữa. Trên mặt Tần Thác Phu dần dần lộ ra vẻ giận dữ. Điều này rất là quá đáng, nếu có thể chứng minh người đó và công ty cây giống nọ có thông đồng với nhau thì việc người đó thu tiền lời cây giống từ công ty này là có thể tra xét hắn. Tần Thác Phu lại có vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hạ Tưởng. Tiểu Hạ, có phải cậu đã có chứng cứ gì không? Hạ Tưởng gật đầu, đem tập tài liệu chứng minh giao cho Tần Thác Phu, sau đó nói ra sự tình hắn và Mai Hiểu Lâm âm thầm điều tra Lệ Triều Sinh, cuối cùng lại bổ sung thêm.
Tôi và Phó Bí Thư Mai thẩm tra thấy rõ quan hệ của Bí Thư Lệ và Du Lệ, cũng thông qua y học để chứng minh y và Du Vĩnh có quan hệ cha con, có thể 100% xác định y và Du Lệ có quan hệ tình nhân với nhau. Du Lệ chắc chắn biết rất rõ ràng đối với các sự tình của Lệ Triều Sinh, nhưng có lẽ rất khó để cô ta mở miệng. Phần tài liệu này chúng tôi cũng đã chuyển cho Ủy ban Kỷ luật huyện và Ủy ban Kỷ luật thành phố. Tất cả đều như đá chìm đáy biển. Tần Thác Phu nhìn Hạ Tưởng vài lần, trong mắt có vẻ khác thường. Hạ Tưởng liền cười cười vẻ xấu hổ. Tôi biết tôi và Phó Bí Thư Mai làm như vậy là không hợp pháp, đây là công việc của bên kiểm tra kỷ luật. Tuy nhiên Phó Bí Thư Mai rất quyết tâm, hơn nữa cô ấy lại không có bao nhiêu kinh nghiệm đấu tranh chính trị. Tôi sợ cô ấy dưới sự kích động sẽ đánh cỏ làm rắn chạy mất, cho nên lập tức thay chủ ý của cô ấy, nghĩ ra thêm biện pháp này. Tần Thác Phu vẻ mặt rất nghiêm túc, không có chút cười cợt nào. Có một số việc đã xảy ra cũng đã trôi qua. Rất may mắn là cậu tìm gặp tôi, cái này xem như chưa phát sinh. Ông ta lại có chút suy nghĩ rồi nói thêm. Các bộ môn kỷ luật của huyện và thành phố đều không có phản ứng chứng tỏ năng lượng của Lệ Triều Sinh này không nhỏ. Cậu có biết hắn là người của ai không? Từ Đức Tuyền. Hạ Tưởng cũng không giấu giếm, nói ra chi tiết. Trưởng ban thư ký Từ. Tần Thác Phu đơn giản nhìn tài liệu này mấy lần. Tài liệu này để lại đây đã. Sự tình tôi sẽ phái người đi thăm dò kiểm tra. Việc này hại đến bà con nông dân là việc lớn, không thể buông tha, chỉ có điều phải có được chứng cứ rõ ràng thì trưởng ban Từ cũng không bảo lãnh được cho hắn. Tuy nhiên cho dù nhân viên của Ủy ban Kỷ luật thành phố có kinh nghiệm phong phú, nhưng phụ nữ thì thường cố chấp. Nếu Du Lệ vì Lệ Triều Sinh mà sinh ra cho hắn đứa con, chỉ sợ muốn từ miệng cô ta mở ra cửa đột phá là khó khăn rất lớn. Đương nhiên khó khăn cũng phải vượt qua, các đồng chí ở Ủy ban Kỷ luật có rất nhiều phương pháp. Suy nghĩ một lát rồi Tần Thác Phu nói. Tuy nhiên, Tiểu Hạ, sự tình này cũng rất nan giải. Cậu cũng đã âm thầm tra xét trong một thời gian mà cũng không điều tra ra Lệ Triều Sinh và công ty An Lợi có liên quan gì với nhau, đúng không? Điều này chứng tỏ tâm tư của Lệ Triều Sinh này rất sâu, làm việc cẩn thận, là người khó đối phó. Sau đó ông ta lại tự mỉm cười giễu cợt. Tôi làm trong Ủy ban Kỷ luật đã nhiều năm, luôn luôn gặp rất nhiều trường hợp, có dạng người gì mà không gặp qua. Có dạng người nào mà không khó đối phó. Một người trừ khi không làm chuyện xấu. Nếu làm chuyện xấu sẽ lưu lại dấu vết, một ngày nào đó sẽ bị phát hiện. Được rồi, chuyện này để tôi cân nhắc cho kỹ đã, không tin rằng không gặm được khúc xương cứng này. Có một câu này của Tần Thác Phu, trong lòng Hạ Tưởng xem như được cởi mở hẳn, hắn nói thêm. Theo tin tức mà tôi được biết, hắn và một vài cổ đông của công ty An Lợi cũng có mối liên hệ bí mật, hình như là một người bà con thân thích họ hàng xa thì phải, nhưng người này là ai thì vẫn chưa tra ra được. Tần Thác Phu hơi sửng sốt, suy nghĩ rồi bỗng nhiên mỉm cười đắc ý. Xa cuối chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt, căn cứ vào kinh nghiệm phá án nhiều năm của tôi thì người này cậu đã tra xét rồi, chỉ có điều cậu không biết thôi. Du Lệ. Hạ Tưởng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chủ nhiệm Tần đúng là làm tôi như bừng tỉnh giấc mộng, như thế nào mà tôi không nghĩ tới việc liên hệ Du Lệ và công ty An Lợi cùng với nhau, đúng thật là sai lầm. Tần Thác Phu cười ha hả. Đánh bài thì tôi không bằng cậu, thiết kế công trình thì cũng không bằng cậu, nhưng luận đến phá án và tra xét người thì cậu so với tôi không phải chỉ kém một nửa điểm. Mấy chục năm nay, ngày nào tôi cũng đều phải cân nhắc người này người nọ, nếu không thể mạnh hơn cậu thì rõ là tôi sống cũng uổng phí. Nếu nói Du Lệ thật sự là có liên quan tới vấn đề cổ đông của công ty An Lợi, điều này càng có thể chứng minh Lệ Triều Sinh trong vấn đề cây giống càng có vấn đề tư tâm, càng dễ dàng tìm được chứng cớ tham ô của y. Tần Thác Phu nghe được bên ngoài có tiếng bước chân, liền đem tài liệu thu vào trong người, đứng lên rồi nói. Tiểu Hạ, cậu học đánh bài với ai mà trình độ khá vậy? Hạ Tưởng biết ý tứ của ông ta muốn nói sang chuyện khác, đối với sự tình lén lút giao lưu lúc vừa rồi không cần phải nói ra cho bên ngoài, vì vậy hắn trả lời. Thời còn đang đi học, có một đoạn thời gian không lo chăm chỉ học tập mà mỗi ngày đều đánh bài, đánh cho trời đất u ám. Đánh bài mà 3 ngày không đứng lên rời khỏi chiếu. Do có đoạn thời gian này nên trình độ đánh bài cũng được nâng cao. Vương Bằng Phi và Quản Bình Triều đồng thời đẩy cửa bước vào. Vương Bằng Phi cười nói. Xem ra hai người tán gẫu khá hợp, bởi vì đánh bài mà trở thành bạn bè của nhau, công lao của tôi to lắm đây. Tần Thác Phu cười ha hả. Phó Bí Thư Vương,
ngài cần phải suy nghĩ cẩn thận một chuyện, là tiểu hạ mời ngài ăn cơm, chúng tôi là cùng ngài đánh bài, ngài đúng là thu được lợi ích rất lớn. Quản Bình Chiều đưa ra lời mời với Hạ Tưởng. Mời Phó Chủ tịch huyện Hạ có thời gian tới viện thiết kế của tập đoàn Đạt Tài giảng bài, thế nào? Hạ Tưởng liền nói không dám. Hắn cũng biết mình đang tuổi trẻ, không đủ cấp độ để người khác phục tùng, hơn nữa quả thật cũng tự cân đo đong đếm phân lượng của mình cũng không đủ, cũng chưa chắc nói ra được những suy nghĩ trong lòng cho những người thiết kế khác, vì thế sự chối từ của hắn cũng là thực lòng. Tuy nhiên, Quản Bình Chiều mời cũng cực kỳ chân thành, luôn mãi đề xuất coi như có hôm nào ngồi với nhóm thiết kế của bên y, nói cho bọn họ một chút suy nghĩ, xem như đây là một loại giao lưu học thuật. Chương 267, nhân vật mấu chốt. Vương Bằng Phi thấy Hạ Tưởng mãi chối từ, y giả bộ tức giận, sắc mặt trầm xuống. Tiểu Hạ, nghe tôi một câu đi. Vì sao lại không đi, các hạng mục của cậu thiết kế bây giờ đều là các biểu tượng kiến trúc của thành phố Yến, mặc kệ như thế nào, thành tích của cậu cũng đủ làm cho bọn họ ngưỡng mộ rồi. Nếu Phó Bí Thư Vương nói tôi phải làm thì tôi phải làm theo rồi. Hạ Tưởng thấy chuyển biến như vậy, cũng phải để mặt mũi cho Vương Bằng Phi, đành phải nhận lời. Tuy nhiên tôi nói trước, không giảng bài, không phải giao lưu học thuật gì cả, chỉ là tọa đàm nói chuyện bình thường. Tốt, quyết như vậy. Quản Bình Chiều vội vàng cười ha hả đồng ý ngay. Cuối cùng, định với nhau vào ngày thứ bảy. Hạ Tưởng muốn đưa Vương Bằng Phi trở về, Quản Bình Chiều sung phong nhận đảm trách việc đó, Vương Bằng Phi cũng nói không cần Hạ Tưởng, y ngồi xe Quản Bình Chiều tiện đường trở về là được. Hạ Tưởng cũng không níu kéo thêm. Lúc quay trở về nhà Tào gia, lúc này đã hơn 9 giờ tối, phòng đọc sách vẫn còn đèn sáng, hiển nhiên là Tào Vĩnh Quốc chưa ngủ. Hạ Tưởng cũng không quấy rầy ông ta, nhẹ nhàng bước chân đi lên, phát hiện ra phòng vẽ tầng 2 đèn vẫn sáng. Căn phòng này được hình thành sau khi lần đầu tiên cùng hợp tác thiết kế với Tào Thù Lê, sau đó đặc biệt thiết kế riêng ra một căn phòng thành phòng vẽ. Hắn nhẹ nhàng tiến lại, thấy cô bé đang tập trung tinh thần, cắn nhẹ đầu bút, mắt nhìn bản vẽ không chớp. Cô đang rất chăm chú. Hạ Tưởng biết cô không kiên nhẫn đến vậy, đã trễ như thế này mà còn chăm chú vào bản vẽ thì chắc có điểm nào rất khó khăn đây. Hắn đẩy cửa đi vào, ôm cô vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói. Quyền chuyện của anh cũng biết thức đêm à, giỏi nhỉ, tuy nhiên, thức đêm thì không tốt lắm, hay là em nên nghỉ ngơi sớm một chút đi nhé. Tào Thù Lê nhẹ nhàng áp vào Hạ Tưởng, xong rồi cô lại lấy tay đẩy ra. Đồ láo cá, đừng quấy rối, em đang còn suy nghĩ một chi tiết. Cô không một chút để ý đến Hạ Tưởng, nở nụ cười, trong vẻ tươi cười có vẻ mỏi mệt, có sự dịu dàng, lại còn có tia yêu thương nhu mì. Nếu không thì anh giúp em suy nghĩ một chút. Hạ Tưởng liền càng ôm mạnh cô vào trong ngực. Mọi người đều nói đàn ông khi chăm chú làm việc thì rất hấp dẫn, thật ra phụ nữ khi chăm chú cũng rất mê người. Cô bé Lê, bộ dáng em vừa rồi đúng thật là rất đẹp. Đôi mắt Tào Thù Lê liền trở nên mơ màng, cô đứng lên, mặc kệ Hạ Tưởng đang đứng ở phía sau lưng ôm lấy cô, làm cho đôi bàn tay của hắn được phen làm càn làm quấy trên người cô. Cô nói, theo như anh nói, bình thường chắc em là xấu. Đẹp, cô bé Lê của anh lúc nào cũng đều đẹp, kể cả khi ngủ cũng đáng yêu như chú mèo con vậy. Hạ Tưởng đứng ở phía sau, vươn mặt về phía trước hôn cô một cái thật kêu. Ngủ sớm một chút đi. Ngày mai có thời gian anh sẽ nhìn giúp em, được không? Thức đêm như vậy thì làn da sẽ không tốt, mà làn da của em không tốt, sẽ làm cảm xúc của anh giảm đi rất nhiều. Bại hoại. Tào Thù Lê nghe ra mùi vị trong lời nói, cười khanh khách, trốn khỏi bàn tay ma quái của Hạ Tưởng, chạy sang chỗ khác rồi nói. Em đi ngủ trước đây. Ngày mai nếu không có chuyện gì khác, ba em nói, phải thương lượng một chút về việc đính hôn. Đừng chạy. Để anh hôn lại một cái, vừa rồi không tính. Tào Thù Lê đã chạy nhanh xuống dưới lầu, chỉ để lại cho Hạ Tưởng một bóng dáng miên man bất định. Ngày hôm sau cả nhà nhàn nhã, sau khi ăn điểm tâm xong, Tào Vĩnh Quốc liền bày ra một tư thái quan trọng để nói chuyện, ngoài trừ Tào Thù Quân ra, toàn bộ người nhà đều có mặt, ông ta trịnh trọng đề xuất việc đính hôn giữa Hạ Tưởng và Tào Thù Lê. Hạ Tưởng không có lý do nào để phản đối, hắn cao hứng đáp ứng ngay. Cháu đã trao đổi với bố mẹ cháu thì mọi người cũng rất mừng rỡ, chờ Tào bá bá định ngày tốt, đến lúc đó hai người sẽ tới đây. Tào Vĩnh Quốc thấy Hạ Tưởng đáp ứng một cách vui sướng thì cũng khá mừng vui, liếc mắt nhìn Tào Thù Lê một cái. Tào Thù Lê ở một bên, hơi thẹn thùng,
có chút khẩn trương. Là bạn gái của Hạ Tưởng nên cô cũng cực kỳ hiểu biết, cô và Hạ Tưởng quen biết nhau cũng đã 2 năm, thực ra tới thời điểm nói về việc hôn nhân thì cô cũng có sự chờ mong đi kèm với sự bất an. Tốt lắm, thời tiết bây giờ cũng đang còn nóng, cũng đừng gây sức ép cho ba mẹ cháu quá. Thêm một đoạn thời gian nữa, đến lúc thời tiết mát mẻ một chút, đến lúc đó sẽ chọn lấy một ngày lành. Thật ra Tào Vĩnh Quốc là đang muốn chờ đến lúc ông ta xác định thời điểm tới thành phố bảo đảm nhiệm chức phụ bí thư thành ủy, trước khoảng thời gian này cũng không có nhiều thời gian. Đương nhiên, ông ta cũng có sự suy xét rất sâu sắc, ông ta vừa đi khỏi, Hạ Tưởng và con gái ông lại ở cùng một chỗ, lại là người trẻ tuổi, khó tránh được sẽ làm ra các sự tình khác người, nếu đã khó lòng phòng bị như vậy không bằng tạo cơ hội cho hai người đính hôn, ít nhất hai người lúc này cũng đã có thân phận. Buổi sáng lại đảm nhiệm đưa cô bé đi xem phim, giữa trưa hai người cùng ăn cơm ở bên ngoài. Nhìn bộ dáng sôi nổi của cô bé, tuy rằng dáng người rất đẹp, vóc dáng không thấp nhưng Hạ Tưởng lại cảm thấy cô giống như một em nhỏ, liền đùa cô. Anh càng nhìn em lại càng suy nghĩ, về sau em sẽ trở thành người vợ bé con của anh, ngẫm lại thấy cảm giác không thể tin nổi. Em nói xem thử, em có thể làm tốt vai trò vợ anh không? Tào Thù Lê cười hì hì nói. Em cũng có cảm giác không thể tin nổi, như thế nào lại gả cho anh? Anh có thể làm một người chồng tốt của em không? Cô bé hôm nay mặc một cái váy màu trắng, thời điểm đi lại tà váy cứ nhún nhảy, lộ ra bắp chân thanh xuân trắng nõn lóng lánh làm cô giống như một nàng tiên nhỏ dưới ánh mặt trời. Đi đến chỗ râm mát, mắt cô hơi nheo nheo lại, nói. Nghĩ tới việc anh hơi hư hỏng, lại hơi đen, còn có điểm làm cho người khác phải lo lắng, đúng là em cũng không muốn gả cho anh. Hạ Tưởng vội tiến lại gần, nắm lấy tay cô, nói với vẻ rất nghiêm túc. Gả cho anh thì đó là quyền của em, được không? Anh không dám cả đời lúc nào cũng đối đãi tốt với em, nhưng cam đoan vào những lúc anh với em ở cùng một chỗ với nhau, nhất định sẽ trọn vẹn 100% với em. Nghe hay đấy, vậy thời điểm em với anh không ở cùng với nhau, ai sẽ ở cùng một chỗ với anh? Tào Thù Lê bĩu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt không vui. Bại hoại. Hạ Tưởng vội cười giải thích. Em nghĩ sai lệch rồi, cô bé Lê, anh nói thời điểm không ở cùng với em như lúc đi họp, đi nhà vệ sinh, đi công tác. Đồ lừa đảo. Tào Thù Lê bị Hạ Tưởng chọc cười, hai người cầm tay nhau đi về nhà. Vào ngày thứ hai đi làm, Hạ Tưởng mới biết được Mai Hiểu Lâm không đi làm, theo thông báo thì là bị bệnh. Hạ Tưởng ngẫm lại, có lẽ mình cũng nên gọi cuộc điện thoại tới an ủi một chút, dù sao mình cũng đưa cô ấy ra đến nhà ga. Không nghĩ tới khi gọi tới thì điện thoại cô ta cũng tắt máy. Mai Hiểu Lâm bị bệnh đến tận buổi chiều thứ sáu mới thấy cô xuất hiện ở trụ sở của huyện, hơn nữa sắc mặt còn rất không tốt. Hạ Tưởng xuất phát từ sự quan tâm, chủ động đến văn phòng của cô an ủi một chút, vừa thấy mặt Mai Hiểu Lâm thì Hạ Tưởng đã nói. Phó Bí Thư Mai cuối cùng đã trở lại. Không có cô, trụ sở huyện ủy đúng là kém đi không ít. Ba hoa ít thôi. Tinh thần của Mai Hiểu Lâm không tốt. Có vẻ yếu ớt nói. Tôi miễn cưỡng chống đỡ để trở về đi làm, thân thể còn rất yếu. Tuy nhiên cũng không có cách nào, bị cảm mạo, đến thời điểm giao mùa này ăn mặc không cẩn thận, bị cảm mạo phát sốt, sau đó cả người mệt mỏi. Tuy rằng là tháng 9 rồi, nhưng để mùa thu đi qua thì cũng còn một khoảng thời gian nữa, Hạ Tưởng cũng không tiện hỏi nhiều, liền nói giỡn. Bệnh của cô và việc tôi đưa ngài đến nhà ga có quan hệ gì với nhau không? Không có, anh yên tâm đi, tôi sẽ không quy tội vào anh. Cô ho khan hai tiếng rồi lại hỏi. Sự tình có tiến triển gì hay không? Tôi quay về mà không đạt được thu hoạch nào cả, trong nhà không có ai có quan hệ với người của Ủy ban Kỷ luật thành phố Yến. Tuy nhiên tôi phái người đi âm thầm điều tra Du Lệ thì phát hiện ra một manh mối rất quan trọng, đó là Du Lệ có một bà con thân thích xa là cổ đông trong công ty An Lợi. Hạ Tưởng vui vẻ, xem ra gừng càng già càng cay. Tần Thác Phu đoán rất là chính xác, quả nhiên Lệ Triều Sinh và Du Lệ quan hệ rất phức tạp. Hạ Tưởng liền nói ra việc hắn và Tần Thác Phu tiếp xúc với nhau. Trên cơ bản có thể kết luận Lệ Triều Sinh đúng là có chuyện trong việc cây giống, có hành vi gây rối kỷ cương pháp luật. Du Lệ là đúng là nút mở, là nhân vật mấu chốt, cô ta mà không nói ra thì chúng ta cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể chờ chủ nhiệm Tần âm thầm điều tra, xem có kết quả gì không. Còn việc lấy quặng thì điều tra như thế nào rồi? Tạm thời không có tin tức. Hạ Tưởng suy nghĩ rồi nói. Để tôi gọi điện thoại hỏi một chút.
Không ngờ khi gọi thì điện thoại di động của Tiêu Ngũ tắt máy, có lẽ là ở trong thâm sơn cùng cốc không có tín hiệu, hoặc là như thế nào đó mà tắt máy. Dù sao với hiểu biết của Hạ Tưởng với y thì biết rằng chỉ cần y nhận nhiệm vụ, chắc chắn sẽ giao ra được một phần đáp án. Lại nói thêm mấy câu, hai người đều nhất trí cho rằng, trong trạng thái trước mắt chỉ có thể chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Lúc Hạ Tưởng nói lời từ biệt ra về lại dặn thêm Mai Hiểu Lâm mấy câu, bảo cô giữ gìn sức khỏe. Vài ngày sau, trong một lần hội nghị thường vụ bên ủy ban, việc làng du lịch được Thịnh Đại chính thức đề nghị. Đương nhiên Hạ Tưởng biểu lộ thái độ ủng hộ, một vài phó chủ tịch huyện khác cũng đều tỏ thái độ khen ngợi đây là việc rất tốt. Bởi vì Lý Đinh Sơn cũng đặc biệt để ý nên Khâu Tự Phong cũng không có lý do gì để phản bác, cuối cùng tất cả đều nhất trí thông qua. Thời điểm tan họp, Thịnh Đại vốn muốn mời Hạ Tưởng đến văn phòng của y, không ngờ Khâu Tự Phong lại gọi Hạ Tưởng lại. Phó chủ tịch huyện Tiểu Hạ, đến văn phòng tôi một chút, chúng ta cùng nói chuyện. Hạ Tưởng sửng sốt, giọng điệu của Khâu Tự Phong rất thân thiết, ra vẻ là bộ điệu muốn thương lượng, xem ra y chắc là có việc muốn nhờ. Văn phòng Khâu Tự Phong được bố trí toát ra một vẻ rất nghiêm túc, rất sâu sắc, ghế sofa bằng da thật, cửa sổ còn có một chậu hoa quân tử lan cũng rất đẹp. Hạ Tưởng vừa mới bước vào, Khâu Tự Phong liền nhiệt tình tự mình lấy một chén nước đưa cho Hạ Tưởng rồi nói. Phó chủ tịch huyện Tiểu Hạ đến huyện An cũng đã mấy tháng rồi, tôi đúng là càng ngày càng phát hiện ra năng lực của cậu rất xuất chúng, hơn nữa đối nhân xử thế cũng rất tốt, phải nói là rất có tiền đồ. Đột nhiên Hạ Tưởng nghe được khẩu khí quá sức nhiệt tình của Khâu Tự Phong thì trong lòng chợt căng thẳng, cái gọi là tặng lễ cho người khác chắc chắn là có việc nhờ vả, xem ra y chắc hẳn là có việc quan trọng nên muốn mời hắn hỗ trợ. Chủ tịch huyện Khâu quá khen, tuy nhiên việc tôi làm là những việc cán bộ công chức thường làm, cũng không có thành tích gì. Thái độ khiêm tốn tất nhiên phải luôn giữ vững, tư tưởng cũng không thể thả lỏng được. Ngài có việc gì thì cứ việc phân phó, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực thì nhất định tôi sẽ làm tốt. Ngồi đi Tiểu Hạ, ngồi xuống nói chuyện, đừng đứng. Khâu Tự Phong mời Hạ Tưởng ngồi xuống, sau đó y ngồi ở bên cạnh, ánh mắt y nhìn vào gương mặt còn trẻ tuổi của Hạ Tưởng thì trong lòng không biết là có cảm giác gì nữa. Vốn Hạ Tưởng đến đây thì Khâu Tự Phong có ấn tượng không tốt đối với hắn, vì hắn là người của Lý Đinh Sơn. Mà đối với Lý Đinh Sơn thì Khâu Tự Phong đã có nghiên cứu qua lý lịch, biết ông ta ở huyện Bá đã đá ngã phó chủ tịch thường trực huyện, cũng ép chủ tịch huyện tới không ngẩng đầu lên được. Hơn nữa vì Khâu Tự Phong đấu lên vị trí bí thư bị thất bại cho nên tự nhiên sinh ra mâu thuẫn tâm lý với Lý Đinh Sơn, vì vậy Hạ Tưởng có liên quan đến Lý Đinh Sơn nên trong tim của y có sẵn sự đề phòng. Hạ Tưởng đến sau, cũng coi là đã làm ra một số thành tích, nhưng trong sự kiện đánh trưởng phòng vệ sinh Kim Trường Doanh, mặc dù dường như nhìn qua thì là các sự cố cùng nhau ngẫu nhiên xảy ra, nhưng Hạ Tưởng đốt lửa, Lý Đinh Sơn nã pháo, hai người phối hợp với nhau thật kín kẽ không nhìn thấy được kẽ hở, điều này đã làm cho hắn rất buồn bực, đồng thời cũng đành phải tiếp thu một cách bất đắc dĩ rằng Hạ Tưởng đúng là người mà Lý Đinh Sơn muốn cài vào trong ủy ban như một cái đinh. Tuy rằng rất khó chịu, nhưng y không có cách nào khác. Chỉ vì công tác của Hạ Tưởng làm ra không làm cho người ta xăm soi được điều gì, lại biểu hiện ra năng lực, mạng lưới quan hệ lại phức tạp, đồng thời làm việc lại đoan chính, giống như một bộ áo giáp, không để cho người ta tìm thấy một lỗ hổng nào cả. Hơn nữa, Hạ Tưởng lại còn không bị tuổi trẻ mà kích động, gặp chuyện không chút hoang mang. Cường Giang Hải đã nhiều lần khiêu khích Hạ Tưởng nhưng không lần nào chọc giận được hắn, ngược lại còn bị Hạ Tưởng phản kích, làm cho Cường Giang Hải bị mất hết cả mặt mũi. Nếu không phải bởi vì Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm đi lại gần gũi với nhau thì thậm chí Khâu Tự Phong còn có ý tốt trong đầu, muốn lôi kéo Hạ Tưởng để sử dụng. Lý Đinh Sơn sớm muộn gì cũng phải đi, khi ông ta đi rồi, Hạ Tưởng muốn tiến bộ, muốn công tác tại huyện An tất cả đều thuận lợi thì nhất định phải cùng y hợp tác, nếu không vậy thì kể cả một nửa bước cũng khó đi, cũng đừng nghĩ mở ra được cục diện. Nhưng Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm càng lúc đi lại càng gần khiến Khâu Tự Phong bị sự ghen tị thiêu đốt, rất bực bội. Mặc dù y cũng biết hai người chưa chắc đã có chuyện tư tình, có lẽ là có chuyện công việc khác. Nhưng mặc kệ thế nào, đường đường là một người đàn ông, y không bao giờ cho phép người khác và vị hôn thê của mình lui tới thân thiết với nhau. Hơn nữa y hỏi Mai Hiểu Lâm thì Mai Hiểu Lâm cũng trả lời với y rất hợp tình hợp lý, lại còn bảo y đừng xen vào. Trong cơn giận dữ, Khâu Tự Phong đã thu hồi việc phân công Hạ Tưởng quản lý công tác du lịch cho Dương Đức Hoa, đang định muốn hái quả đào. Không nghĩ lại trúng kế của Hạ Tưởng,
cuối cùng quả đào lại rơi vào trong tay Lý Đinh Sơn. Tuy rằng Khâu Tự Phong không hề cam tâm, tuy rằng tự nhận là có hậu trường nhưng không muốn công khai hóa mâu thuẫn với Lý Đinh Sơn. Tất nhiên bao giờ bên đảng và bên chính quyền bao giờ cũng có mâu thuẫn xung đột, nhưng nếu mâu thuẫn trở nên kịch liệt và công khai thì sẽ để lại cho cấp trên ấn tượng không tốt, như vậy thì khả năng thăng chức sẽ khó khăn. Bất kể một cấp trên nào cũng hiểu được điều cơ bản nhất là phải biết cân bằng cấp dưới, hiểu được nghệ thuật lãnh đạo cấp dưới, không phải làm việc này một cách khinh suất, không để cấp dưới tạo thêm nhiều phiền toái cho cấp trên. Khâu Tự Phong rất rõ ràng ưu thế và nhược điểm của chính mình. Ưu thế là y thuộc Thái tử Đảng ở Bắc Kinh, làm cho người ta có ảo giác là có bối cảnh và hậu trường hùng mạnh. Nhược điểm là, tại tỉnh Yến này, thậm chí thành phố Yến thì căn cơ của y rất yếu, tuy rằng ở Bắc Kinh cũng có lực lượng nhất định nhưng tất cả đều ngoài tầm tay của y. Hơn nữa, nếu đã là một chủ tịch huyện mà tất cả mọi chuyện đều dựa vào người trong nhà thì cũng sẽ bị người khác coi thường, cho rằng không có năng lực gì cả dẫn đến tiền đồ sẽ bị ảnh hưởng. Y muốn tạo ra một chiến tích là hạng mục nhà máy xi măng. Vốn y cho rằng là chắc chắn trong bàn tay, không có lý do gì không thông qua, ngay cả Lý Đinh Sơn cũng khẳng định là không phản đối. Không nghĩ tới, chẳng những bị Mai Hiểu Lâm kiên quyết phản đối, ngay cả Lệ Triều Sinh cũng ngoài dự đoán của mọi người đứng dậy, lại còn cùng Cường Giang Hải ầm ĩ một trận. Kết quả là nhân dịp cơ hội Lý Đinh Sơn sử dụng quyền của mình, đè ép việc này xuống khiến mọi tính toán của y thất bại. Khâu Tự Phong vô cùng đau đớn. Dựa theo ý tưởng thiết lập của y thì sau khi thành lập nhà máy xi măng thì tổng giá trị sản lượng của huyện An có thể tăng thêm mấy chục phần trăm. Y là chủ tịch huyện, chiến tích tới trong tay thì sự tiếp nhận chức vụ bí thư là việc rất hợp logic. Ao khi ở vị trí bí thư khoảng 3 năm, 35 tuổi sẽ lên tới cấp bậc phó giám đốc sở, gần như không bị trì hoãn ở điểm nào cả. Về phần đối với việc ô nhiễm môi trường xung quanh cũng như ảnh hưởng lâu dài đối với nguồn nước, thì việc đó để sau, bởi lúc đó y đã thăng chức và rời khỏi huyện An rồi, cần gì phải suy xét lâu dài như vậy. Không nghĩ rằng Mai Hiểu Lâm không ngờ lại trở thành chướng ngại vật của y. Việc Lệ Triều Sinh đột nhiên phản bội thì Khâu Tự Phong cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều. Y chỉ đau nhất ở điểm là vị hôn thê của mình lại không nể tình mình chút nào. Cho dù không tính đến vị trí là người vợ chưa cưới thì cũng có thể nhìn đến mặt mũi của hai gia tộc đang hợp tác với nhau, kể cả có lệ một chút bề ngoài cũng được. Đằng này, kể cả một chút mặt mũi cũng không cấp, đúng là rất quá mức. Mặc dù sau đó Khâu Tự Phong cùng Lệ Triều Sinh tiếp xúc với nhau, Lệ Triều Sinh giải thích rằng đối với y thì sự kiện cây giống đã rất phức tạp rồi, sự kiện nhà máy xi măng chắc chắn sẽ khiến cho rất nhiều người bất mãn, y không thể tiếp tục phiêu lưu trong chính trị như vậy được. Tuy rằng Khâu Tự Phong không tin nhưng cũng không nói thêm điều gì. Mối quan hệ của y và Lệ Triều Sinh vốn chính là một loại quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi, ai cũng không thể yêu cầu người còn lại phải ủng hộ mình 100% được. Để cho Khâu Tự Phong tức giận chính là thái độ của Mai Hiểu Lâm, sau khi tìm đến Mai Hiểu Lâm thì y liền chất vấn cô vì sao lại không để lại cho nhau một chút tình cảm. Mai Hiểu Lâm lại nhẹ nhàng bâng quơ nói rằng cô có nguyên tắc của chính cô, sẽ không vì quan hệ với y mà buông tha cho nguyên tắc của chính mình. Khâu Tự Phong thở hổn hển nói. Tôi cũng là vì sự phát triển kinh tế của huyện An. Mai Hiểu Lâm không thay đổi sắc mặt. Ít lời hay tự tô son chát phấn vào mặt mình đi. Anh vì cái gì thì trong lòng tôi rõ ràng hết cả. Anh nói rằng tôi không nể mặt của anh, vậy còn anh? Tôi mời đến chuyên gia là vì khảo sát quặng mỏ thạch anh lại tốt nhỉ, âm thầm mua chuyên gia, bóp méo báo cáo để muốn thành lập nhà máy xi măng. Vì sao? Đừng tưởng rằng tôi không biết dự án nhà máy xi măng là dự án sẽ đưa lợi nhuận tới nhanh, vừa lúc lại nằm trong nhiệm kỳ của anh, để anh giành được một chiến tích hoành tráng. Chương 268, thái độ Khâu Tự Phong đột nhiên quá thay đổi. Tôi có chiến tích thì có gì không tốt? Khâu Tự Phong không hiểu suy nghĩ của Mai Hiểu Lâm. Tôi là chồng chưa cưới của em, cho dù em không yêu thương tôi, nhưng vì ích lợi của gia tộc thì em cũng đã phải duy trì sự nhất trí. Tôi có chiến tích, có tư cách thăng quan, đối với em như vậy càng có lợi. Hai việc này khác nhau. Không thể coi là tôi sẽ gả cho anh mà tôi sẽ thông đồng với anh làm bậy. Mai Hiểu Lâm căm giận nói. Từ xưa đến nay, vợ chồng đồng sàng dị mộng cũng đã nhiều, có thêm hai chúng ta cũng không sợ nhiều thêm. Khâu Tự Phong đóng sầm cửa bỏ đi. Chẳng qua, lúc tỉnh táo lại thì thấy tạm thời không thể không cúi đầu với Mai Hiểu Lâm được. Không có cách nào khác, gia tộc của y phải cầu cạnh Mai gia nhiều lắm, cho dù y leo lên cao đến đâu,
nhưng rời khỏi sự ủng hộ của Mai gia thì cũng chẳng nào khúc gỗ mục, không đi được lâu dài. Khâu Tự Phong cưỡng chế nỗi bất bình trong lồng ngực, gọi điện thoại tới cho Mai Hiểu Lâm, nói là lúc đó mình quá kích động, hy vọng cô có thể tha thứ. Mai Hiểu Lâm trả lời lại khiến Khâu Tự Phong gần như phát điên lên. Tôi chẳng bực tức gì cả nên chẳng có gì tha thứ. Còn nữa, quan hệ giữa tôi và Hạ Tưởng hoàn toàn là quan hệ trong công việc, anh không cần phải suy diễn cái gì. Mà kể cả có suy diễn thì cũng vô ích, cho nên tôi mới nói là không bằng không nghĩ tới. Khâu Tự Phong tức giận đến mức ném bay cả chén trà. Cơn thịnh nộ qua đi, y lại tỉnh táo lại, từ các góc độ cẩn thận phân tích thế cục trước mắt. Trong thường vụ huyện ủy của huyện An thì đại đa số là kẻ hai mặt, không có người nào chính xác luôn ủng hộ một bên nào cả. Nhưng bởi vì nguyên nhân Lý Đình Sơn là bí thư, rất nhiều người cũng phải nhìn tới sắc mặt của ông ta, bí thư một tay đỡ trời, không cúi đầu không được. Khâu Tự Phong biết người hoàn toàn nằm trong mặt trận của y, ngoại trừ Cường Giang Hải ra thì nhiều lắm là có thêm hai thường vụ huyện ủy mà thôi. Cho dù là bộ máy ủy ban, nguyên nhân là bởi vì có Hạ Tưởng. Hạ Tưởng và Thịnh Đại đi lại khá gần, người này nói một thì người kia không nói hai. Hơn nữa thái độ của Lệ Triều Sinh đột nhiên thay đổi hẳn, làm cho thế cục càng thêm phức tạp. Trong tâm tư của y muốn lôi kéo Hạ Tưởng một phen, muốn mượn Hạ Tưởng để thuyết phục Lý Đinh Sơn. Vừa nghĩ tới việc lôi kéo Hạ Tưởng, đột nhiên Khâu Tự Phong mới bừng tỉnh. Đừng nhìn Hạ Tưởng chỉ có là một phó chủ tịch huyện bình thường, hắn và Lý Đinh Sơn quan hệ vô cùng tốt, lại còn lui tới thân thiết với Mai Hiểu Lâm. Lại thường cùng Thịnh Đại ở cùng một chỗ. Vô tình, hắn trở thành một người rất mấu chốt. Thuyết phục Hạ Tưởng chẳng khác nào thuyết phục Lý Đinh Sơn, Mai Hiểu Lâm, thậm chí cả Thịnh Đại. Trong lòng Khâu Tự Phong không ngừng động đậy. Vốn ngay từ đầu y cảm thấy có chút do dự, cảm thấy có thể lúc đối diện Hạ Tưởng sẽ gặp một số trắc trở, cũng sợ làm nổi lên sự khinh thị của Hạ Tưởng, đồng thời cái mà y lo lắng nhất chính là cái nhìn của Mai Hiểu Lâm. Tuy rằng y lúc này cực kỳ không thích Mai Hiểu Lâm, thậm chí còn có một chút phiền chán, nhưng y vẫn phải coi trọng ý kiến của cô, vừa không thể làm linh tinh được, không thể thân cận quá, lại càng không thể chọc cô giận. Ai mà biết rốt cuộc giữa cô ta và Hạ Tưởng có bí mật gì? Nếu chẳng may bởi vì tiếp cận Hạ Tưởng lại chọc giận cô thì đúng là mất nhiều hơn được. Tuy nhiên, điều thúc đẩy Khâu Tự Phong hạ quyết định quyết tâm tiếp cận Hạ Tưởng, cùng với Hạ Tưởng nói chuyện điều kiện hợp tác chính là... Bởi vì lúc Mai Hiểu Lâm quay về Bắc Kinh thì y nghe được một tin tức không ngờ tới. Bởi vì Mai Hiểu Lâm bị bệnh. Cơ thể Mai Hiểu Lâm không tốt thì y cũng biết, bị cảm cúm và phát sốt, hơn nữa dáng người mảnh khảnh hay bị ốm. Thường lúc biến đổi thời tiết cũng có thể làm cho cô phát bệnh ho khan. Theo như cô nói thì lúc trước bị bệnh phong hàn chữa không dứt điểm. Khâu Tự Phong cũng không nghĩ nhiều tới việc bệnh tật hồi nhỏ của cô ta, không ngờ lúc Mai Hiểu Lâm quay về Bắc Kinh. Lúc nằm ở bệnh viện, người nhà của y đi thăm hỏi sức khỏe của cô lại hỏi thăm ra một tin tức rất đáng khiếp sợ. Tử cung của Mai Hiểu Lâm bị tổn thương quá nặng, về sau gần như không có khả năng sinh đẻ. Người nhà của Khâu gia lúc đó sắc mặt đại biến, ném đồ vật lung tung rồi xoay người rời đi, đồng thời lại thông báo cho Khâu Tự Phong, có lẽ sắp tới sẽ giải trừ hôn ước của y với Mai Hiểu Lâm. Khâu gia và Mai gia liên kết với nhau thì hôn nhân là một hòn đá tảng. Nhưng vì Mai Hiểu Lâm không có khả năng sinh đẻ, không đảm nhiệm được việc vì Khâu gia sinh con đẻ cái nối dõi tông đường nên hôn nhân hai người liền mất đi ý nghĩa. Khâu gia không thể lấy về một người vợ không sinh đẻ được. Nếu hai người không có con cái gì thì tầng lớp sau của hai gia tộc dựa vào ràng buộc gì mà tiếp tục duy trì mối quan hệ, do đó không ai xem trọng nữa. Đương nhiên Khâu gia cũng không đến mức nông cạn như vậy, cũng không ngay lập tức thay đổi thái độ. Cho dù Khâu gia biết được tình huống thân thể của Mai Hiểu Lâm thì cũng sẽ kiên nhẫn chấp nhận chuyện này. Vấn đề tình hình lúc này bất đồng, bởi vì Khâu gia và một gia tộc khác tiếp xúc với nhau, gia tộc này so với Mai gia thì còn hùng mạnh hơn rất nhiều. Hai nhà sau khi trải qua quá trình tiếp xúc, đều bước đầu có ý đồ hợp tác, vì thế nên Khâu gia ngay lập tức thể hiện thái độ. Đúng ra bởi vì có biến cố này, đột nhiên Khâu Tự Phong cảm thấy lúc này mâu thuẫn giữa y và Hạ Tưởng gần như biến mất toàn bộ. Lý Đinh Sơn muốn chiến tích, chắc chắn Hạ Tưởng cũng sẽ muốn, chỉ cần mọi người hợp tác lại với nhau là được, có đúng không? Nếu y cùng với Mai Hiểu Lâm giải trừ hôn ước, như vậy Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm kể cả có quan hệ mờ ám nào, thậm chí có thể cùng nhau lên giường thì cũng không thành quan trọng. Hơn nữa y lại không bận tâm đến cảm thụ của Mai Hiểu Lâm, chiếu cố mặt mũi cho Mai gia.
Lúc trước chẳng phải ở trong hội nghị thường vụ Mai Hiểu Lâm đã làm ngược với ý tưởng của y hay sao? Bây giờ thì tình hình khác rồi, hiện tại y không bao giờ phải cúi đầu, trước mặt Mai Hiểu Lâm phải ăn nói khép nép, hoàn toàn có thể ném Mai Hiểu Lâm sang một bên, không cần quan tâm đến. Đã không có Mai Hiểu Lâm làm rào cản, lập tức Khâu Tự Phong cảm thấy trời đất tự nhiên rộng lớn hơn. Hạ tưởng muốn Mai Hiểu Lâm như thế nào thì kệ hắn, chỉ cần hắn và mình hợp tác là được. Chính vì có suy xét như vậy nên Khâu Tự Phong mới hạ quyết tâm tìm Hạ Tưởng để nói chuyện vui vẻ với nhau. Mặc cho có chuyện gì thì cũng đều có thể ngồi xuống đàm phán, chỉ cần phù hợp lợi ích của hai bên là tốt rồi. Ngay cả gia tộc mới mà Khâu gia mới tiếp xúc, trước kia bọn họ ở trong mắt Khâu gia thì rất mong muốn nhưng không thể thành, nhưng gần đây lại đột nhiên hạ dáng người xuống, chủ động tìm tiếp xúc với Khâu gia, còn không phải coi trọng tài nguyên rộng khắp phía nam của Khâu gia hay sao? Hơn nữa nghe nói Khâu gia cũng có khả năng có đám hỏi với gia tộc lớn này. Khâu Tự Phong còn nghe nói, gia tộc lớn này sẽ cố ý bồi dưỡng hắn mà phát động lực lượng. Gia tộc lớn này là Ngô gia, nghe nói thế lực của Ngô gia cực kỳ lớn, chẳng những trong nước ở phía Bắc có mạng lưới quan hệ và lực ảnh hưởng khổng lồ mà ở phía Tây cũng có mạng lưới quan hệ sâu rộng, chẳng qua ở phía Nam thì kém hơn rất nhiều mà lực ảnh hưởng của Khâu gia ở phía Nam lại rất ăn sâu bén rễ. Ngô gia cố ý muốn phát triển thế lực ở phía Nam nên nhìn chúng mạng lưới quan hệ của Khâu gia. Hơn nữa Khâu Tự Phong còn nghe nói cô con gái của Ngô gia xinh đẹp như hoa, là nhân tài bậc nhất, so với Mai Hiểu Lâm thì tốt hơn rất nhiều, dường như cũng đang ở tại thành phố Yến. Hiện tại hai gia tộc đang trong vòng đàm phán, một khi thỏa đáng thì mới an bài y và cô tiểu thư nhà Ngô gia gặp mặt. Tâm tình của Khâu Tự Phong trước đây không vui thì bây giờ lại tràn đầy tự tin. Liền chủ động tìm Hạ Tưởng thương nghị, còn tự mình rót nước cho Hạ Tưởng, cực kỳ thân thiết. Hạ Tưởng biểu hiện ra vẻ được sủng ái quá mà lo sợ. Chủ tịch huyện Khâu có chỉ thị gì? Chỉ thị thì chưa nói tới, đây là tìm cậu để tâm tình, đàm luận về thế sự. Khâu Tự Phong lấy tay chỉ chén trà của Hạ Tưởng. Nếm thử chút, là loại trà tốt tôi mang từ Bắc Kinh đến, hương vị cũng rất được. Hạ Tưởng đối với trà thì đúng là chưa nghiên cứu tới. Chỉ có ưa thích mà thôi. Hắn liền nhấp một ngụm, cảm thấy hương vị còn đọng lại trên lưỡi, liền nói. Quả nhiên là trà tốt, còn đọng lại hương trong miệng. Chủ tịch huyện Khâu, ngài có chuyện gì cứ việc phân phó. Khâu Tự Phong sửa sang lại một chút suy nghĩ, thay đổi thành một biểu tình ngưng trọng rồi nói. Phó chủ tịch huyện Tiểu Hạ, tôi nhớ cậu và tôi có ý tưởng giống nhau, đều là muốn vì nhân dân huyện An làm chút gì đó. Làm quan một khóa, tạo phúc một phương. Nhưng nói vậy làm ra thành tích cũng khó, chính trị không phải là bức tranh, trong quan trường thì nhân vật lại muôn hình muôn vẻ, tồn tại rất nhiều ý tưởng và lợi ích. Phó Bí Thư Mai muốn khai thác quặng mỏ Thạch Anh, từ góc độ thực tế mà suy xét, có vẻ như có phần lý tưởng chủ nghĩa. Hạ Tưởng hiểu được rằng Khâu Tự Phong đối với nhà máy xi măng thì chưa từ bỏ ý định, mà muốn từ trên người hắn mở ra cửa đột phá. Quả nhiên Khâu Tự Phong còn nói. Nhà máy xi măng tuy rằng có vẻ ô nhiễm môi trường, về góc độ lâu dài đối với nước ngầm, môi trường xung quanh cũng sẽ tạo thành một ảnh hưởng nhất định, nhưng cũng không thể phủ nhận chính là trong một khoảng thời gian ngắn, nhà máy xi măng sẽ mang đến cho huyện An một hiệu quả và lợi ích kinh tế khả quan. Đứng trước lợi ích kinh tế lớn như vậy, ai có thể suy xét đến 5 năm sau, thậm chí 10 năm sau chứ? Phó Bí Thư Mai không có kinh nghiệm công tác cơ sở, có chủ nghĩa lý tưởng thì cũng có thể lý giải. Nhưng cậu và Bí Thư Lý, cũng đã từng công tác tại huyện Bá, biết tầng lớp dân chúng thấp nhất có nhu cầu là gì không? Không thể không thừa nhận lời nói của Khâu Tự Phong cũng có một số đạo lý nhất định. Nếu Hạ Tưởng mở một con mắt, nhắm một con mắt thì nhà máy xi măng cũng có thể triển khai. Nhưng bởi vì hắn là người tái sinh lại, biết nhà máy xi măng ở đời sau đúng là làm ô nhiễm toàn bộ môi trường sống, chẳng những làm không khí cực kỳ ô nhiễm, còn có ô nhiễm nước, ô nhiễm tạp âm. Hơn nữa với lực lượng và kỹ thuật trước mắt thì không thể theo căn bản giải quyết sức khỏe cho các công nhân, sẽ làm rất nhiều công nhân bị bệnh phổi, chỉ sợ là tiền lao động còn không đủ để trả tiền viện phí. Quả thật là có thể mang một lợi ích thật lớn trong thời gian ngắn, những xét về lâu dài thì hại nhiều hơn lợi. Cái chính là huyện An là huyện du lịch, sau khi nhà máy xi măng thành lập thì với luồng gió đông nam sẽ đem toàn bộ bụi bặm thổi về phía khu du lịch Tam Thạch. Khi bị tuyên truyền ra thì dòng người đổ tới khu này nhất định sẽ giảm đi. Thật ra nếu mà phân tích cẩn thận thì chẳng khác gì việc mổ gà lấy trứng.
Hạ Tưởng vẫn thể hiện vẻ mặt cung kính chăm chú lắng nghe, không tỏ thái độ. Khâu Tự Phong nghĩ rằng Hạ Tưởng đã động tâm, liền tiếp tục sử dụng ba tấc lưỡi nói không mỏi miệng thuyết phục. Nếu có thể được bí thư Lý ủng hộ, đương nhiên là có chủ tịch huyện là tôi ủng hộ rồi thì nhà máy xi măng trên cơ bản có thể tạo phúc cho dân chúng. Tôi nghĩ rằng chỉ cần triển khai không tới một năm rưỡi là có thể nhìn thấy được lợi ích và hiệu quả rồi, vừa lúc ở trong nhiệm kỳ của bí thư Lý, như vậy sẽ tạo ra hiệu quả lợi ích mà ai cũng phải khen ngợi. Khâu Tự Phong vì đã thông Hạ Tưởng mà không thể không hạ thấp tư thái, nói chuyện cũng rất cẩn thận. Y nhìn thấy thái độ của Hạ Tưởng cũng khá được, nghĩ thầm rằng thằng nhãi này thật ra cũng khá có ánh mắt, trừ bỏ háo sắc ra, sau khi đến huyện An cũng không tạo thêm sự phiền toái nào cho y. Vì thế y lại tăng mạnh thêm lời hứa hẹn có trọng lượng cao. Năng lực của cậu thì tôi cũng đã thấy được, mà trong mắt mọi người cũng đều nhận thức rõ điều này. Chuyện của Phó Chủ tịch huyện Dương cũng là rất bất đắc dĩ phải làm như vậy, dù sao tuổi anh ta cũng lớn, phải chiếu cố người có tuổi, vì thế cậu cũng đừng để tâm vào việc này. Bây giờ cậu đã làm được nhiều việc như vậy, lão Dương cũng chuẩn bị lui ra, nhiều lắm là nửa năm nữa. Cậu chịu khó chờ ông ta một chút, khi điều chỉnh phân công lại nhiệm vụ trong bộ máy ủy ban, tôi cảm thấy cậu có thể khơi mào luồng gió mới, đảm nhiệm phụ trách lĩnh vực công nghiệp của toàn huyện. Đây là lời hứa hẹn lợi ích. Hạ Tưởng thấy vẻ mặt Khâu Tự Phong nóng bỏng, nghĩ thầm rằng không hiểu vì sao y lại đột nhiên cải biến chủ ý, muốn hợp tác với mình, đồng thời cũng muốn mượn mình truyền lại cho Lý Đinh Sơn. Y có nắm chắc là thuyết phục được Mai Hiểu Lâm không? Phó Bí Thư Mai dường như thái độ khá kiên quyết, nếu không thuyết phục được cô ta thì sự tình cũng không tốt lắm. Hạ Tưởng ướm hỏi Khâu Tự Phong, muốn nhìn phản ứng của Khâu Tự Phong một chút. Đối với nhà máy xi măng thì tôi không có ý kiến gì, chủ yếu là bí thư Lý có thể có ý tưởng khác. Khâu Tự Phong thấy Hạ Tưởng không làm theo lời nói của y, đối với việc y đồng ý sau này sẽ phân công cho Hạ Tưởng quản lý về mảng công nghiệp không có tỏ vẻ gì, trong lòng chợt nguội lạnh. Đây là Hạ Tưởng muốn ăn miếng lớn hay là có dụng ý khác? Lại nghe hắn hỏi về Mai Hiểu Lâm thì trong lòng Khâu Tự Phong không khỏi oán thầm, hiện tại thì Mai Hiểu Lâm và mày mắt đưa đi. Mày liếc lại, mày lại cứ tỏ vẻ giả bộ. Nhưng Khâu Tự Phong không thể nói chuyện này ra được đành uyển chuyển nói. Việc với Phó Bí Thư Mai thì tôi sẽ đến thu xếp, nhưng nếu không đả thông được thì cũng không thể miễn cưỡng. Dù sao ý tưởng của mọi người có điểm khác nhau thì cũng là chuyện thường, chủ yếu là muốn xem mức độ ủng hộ mạnh hay yếu của Bí Thư Lý. Nhà máy xi măng mà có thể được thông qua thì đối với Bí Thư Lý cũng có điểm rất có lợi, tôi nghĩ ông ta cũng rõ ràng điểm này. Chuyện này chỉ sợ còn có sự phản đối của Phó Chủ tịch huyện Thịnh, ngài xem thử, thái độ của Phó Chủ tịch huyện Thịnh là như thế nào. Hạ Tưởng cố ý hỏi Khâu Tự Phong, cũng muốn thử xem thái độ của y đối với Thịnh Đại đến đâu. Phó Chủ tịch huyện Thịnh cũng là một người rất trí tuệ. Cậu và ông ta quan hệ rất gần gũi, tôi nghĩ thái độ của ông ta thì cậu hiểu rõ hơn tôi. Khâu Tự Phong thấy Hạ Tưởng không trả lời vấn đề của y mà cứ đặt các câu hỏi thăm dò thái độ của y thì có chút không vui. Bí thư Lý là điểm khởi đầu quan trọng nhất, tôi nghĩ Phó Chủ tịch huyện Thịnh cũng sẽ bày tỏ sự ủng hộ. Đều là vì sự phát triển kinh tế của huyện An, hạng mục làng du lịch của ông ta tôi đã giơ hai tay ủng hộ, luôn luôn bật đèn xanh cho ông ta. Hơn nữa hạng mục làng du lịch mà có được thành công thì công lao của Phó Chủ tịch huyện Thịnh cũng đủ để ông ta tiến thêm một bước nữa. Khâu Tự Phong cũng ám chỉ việc nếu Thịnh Đại ủng hộ y thì về sau y có được thành tích. Trong quá trình bộ máy điều chỉnh thì y cũng sẽ ủng hộ Thịnh Đại lên thành chủ tịch huyện. Trong lòng Hạ Tưởng cười thầm, nói hơn nửa này không thấy nhắc nhở gì đến sự tình gì liên quan đến Cường Giang Hải, nếu Cường Giang Hải biết thái độ này của Khâu Tự Phong thì không hiểu có cảm tưởng gì. Hạ Tưởng cũng biết hắn phải nói cái gì đó, dù sao Khâu Tự Phong cũng đã nói nửa ngày, thái độ cũng đã đủ rồi, hắn mà không tỏ vẻ gì thì cũng không chấp nhận được. Vì thế hắn nói. Ý tưởng của Chủ tịch huyện Khâu thì tôi sẽ truyền đạt nguyên vẹn tới Bí thư Lý, cũng sẽ tham khảo cùng ông ta về lợi và hại của nhà máy xi măng. Lúc nào có tin tức thì tôi sẽ tới báo cáo ngài ngay lập tức. Nói thế này thì tương đương như không nói gì, trong lòng Khâu Tự Phong cũng tức giận, chính mình nói hơn nửa ngày mà Hạ Tưởng nước lửa gì cũng không chọn, rất không nể tình, y có vẻ không hài lòng nói. Phó Chủ tịch huyện Tiểu Hạ, việc nghiên cứu cẩn thận chuyện này cũng là tốt. Hơn nữa việc này cũng liên quan đến rất nhiều lợi ích của cậu, nếu không tận dụng thời cơ thì dịp may cũng qua mất. Lập tức Hạ Tưởng vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói. Vâng, Chủ tịch huyện Khâu nói rất phải, tôi
tôi sẽ nghiên cứu thật kỹ để lĩnh hội ý tưởng của ngài, sau đó sẽ trao đổi lại với bí thư Lý. Đừng quên còn có phó chủ tịch huyện Thịnh. Khâu Tự Phong còn nhắc nhở thêm một câu. Hạ Tưởng vừa mới đi ra văn phòng Khâu Tự Phong liền nhìn thấy Thịnh Đại đang đứng ở góc hàng hiên, trong chớp mắt bóng người chợt biến mất không thấy nữa. Lại là một người nóng vội, Hạ Tưởng lắc đầu liền đi đến văn phòng của Thịnh Đại. Trải qua cuộc nói chuyện vừa rồi, hình tượng của Khâu Tự Phong trong mắt của Hạ Tưởng lại bị rơi xuống một cấp. Có thể nói, y chưa có cái nhìn đại cục và ánh mắt nhìn xa trông rộng, lại có vẻ như khi đang tuyệt vọng thì cái gì cũng dám thử qua, vội vàng sao động. Mặc dù y là thái tử đảng, đáng tiếc chính là ánh mắt cũng rất thiển cận. Tuy rằng Hạ Tưởng không có tư cách tham gia hội nghị thường ủy, nhưng hiện tại hắn cũng biết là giai đoạn không nên nhắc lại sự kiện nhà máy xi măng. Lý Đình Sơn sẽ không đồng ý, Lệ Triều Sinh sẽ kiên quyết phản đối, mà Thịnh Đại lại đang bắt tay vào thực hiện làng du lịch và cũng đã biểu lộ thái độ của ông ta với nhà máy xi măng là sẽ không ủng hộ, tinh lực của ông ta chủ yếu đặt trên hạng mục làng du lịch. Về phần Mai Hiểu Lâm thì căn bản là không có khả năng thuyết phục. Trước mặt nhiều thanh âm hoài nghi và phản đối như vậy mà Khâu Tự Phong còn muốn thực hiện hạng mục nhà máy xi măng thì đúng là nhiệm vụ bất khả thi. Hơn nữa, trong hội nghị thường ủy, Mai Hiểu Lâm đã công khai tuyên bố, Cường Giang Hải là người lắt léo, ai dám tin tưởng. Cho dù có một vài thường ủy đang lắc lư thì vào phút cuối cũng chưa chắc chịu phiêu lưu mạo hiểm để ủng hộ Khâu Tự Phong. Bởi vì Phó Bí Thư Mai rất mạnh mẽ, cái gì cũng đều dám nói, cái gì cũng đều dám làm. Lý Đình Sơn coi trọng nông nghiệp, đối với việc khai thác mỏ thì vốn thể hiện thái độ từ chối cho ý kiến. Lúc này thì Khâu Tự Phong chỉ có một cơ hội duy nhất như vậy, chắc chắn sẽ mừng rỡ bắt lấy, định dùng quy định để áp chế. Hạ Tưởng hiểu rằng, cho dù hắn ra mặt cũng chưa chắc có thể thay đổi chủ ý của Lý Đình Sơn và Mai Hiểu Lâm, hơn nữa hắn căn bản sẽ không đi làm đồng lõa với Khâu Tự Phong. Chương 269, khúc chiết không ngừng. Tuy nhiên thái độ của Khâu Tự Phong thuyết minh một vấn đề, quan hệ của y và Mai Hiểu Lâm đã xảy ra biến hóa tinh tế. Hạ Tưởng đã nghĩ đến việc sau khi nói chuyện với Thịnh Đại xong sẽ tìm Mai Hiểu Lâm nói chuyện. Thịnh Đại mở cửa chờ sẵn, thấy Hạ Tưởng đến vội vàng tươi cười ra đón, y nói. Chờ cậu đã nửa ngày, chủ tịch huyện Khâu cũng thật là cực kỳ, giữ chặt cậu không rời, có phải là định nhờ cậu thuyết phục bí thư Lý ủng hộ hạng mục nhà máy xi măng của anh ta? Đúng là ánh mắt của Phó Chủ tịch huyện Thịnh thật tinh tường, liếc mắt một cái liền nhìn thấu được bản chất của sự việc. Hạ Tưởng liền khen Thịnh Đại một câu. Nhìn thấu cái rắm chó gì, Khâu Tự Phong không phải là người có tầm mắt lâu dài. Thằng cha này tìm cậu nói chuyện, chắc chắn là vì muốn giải quyết khốn cảnh trước mắt. Mà khốn cảnh trước mắt thì chỉ có một việc. Thịnh Đại cũng không quan tâm đang có Hạ Tưởng trước mặt mà nói lời thô tục. Ngoại trừ hạng mục nhà máy xi măng thì bây giờ cái gì hắn cũng không quan tâm. Tôi chỉ dùng mông để nghĩ thôi cũng biết được hắn tìm cậu là có việc gì. Câu châm ngôn này rất đúng, dùng mông quyết định thay đầu, ha ha. Hạ Tưởng cũng mỉm cười. Không nói tới anh ta nữa, nói tình huống của làng du lịch xem, bước tiếp theo nên làm như thế nào. Đã được duyệt, hiện tại có thể tiến hành công tác thu hút đầu tư. Hay nói cách khác. Toàn bộ quá trình sau này đều nhìn cả vào cậu. Thịnh Đại cười ha hả ôm lấy bả vai Hạ Tưởng, thân thiết nói. Thế nào, có chắc thắng hay không? Vẻ mặt của Hạ Tưởng đau khổ nói. Phó Chủ tịch huyện Thịnh, ngài cũng quá coi trọng tôi đi, làng du lịch là hạng mục lớn, ít nhất cũng phải mấy chục triệu tệ trở lên đổ vào đầu tư, ngài lại rất dễ dàng giao nó cho tôi, rất không có trách nhiệm đấy. Ít xưng hô là ngài đi, cậu cứ gọi tôi là Thịnh Đại là được rồi. Nếu có thể kéo nhà đầu tư đến đây thì tôi tôn xưng cậu lên làm ngài mới đúng. Thịnh Đại cũng là một người biết dựa vào người khác, y cười ha hả nói. Ai chẳng biết Phó Chủ tịch huyện Hạ có thần thông quảng đại, khu du lịch Tam Thạch cần vốn đầu tư 50 triệu tệ, không nói một tiếng nào kéo các nhà đầu tư nườm nượp tới, cái này gọi là chân nhân thì không lộ mặt thật, rất cao minh. Tôi cũng không phải không biết lý lịch của cậu. Thời điểm cậu ở tổ cải tạo thôn nội đô đã có rất nhiều quan hệ chặt chẽ với nhà đầu tư, tùy tiện tìm lấy hai nhà đầu tư lại đây là đã uy danh lừng lẫy rồi, đúng không? Hạ Tưởng bị Thịnh Đại thân thiết vỗ bồm bộp vào người, chỉ có thể cười khổ. Phó Chủ tịch huyện Thịnh, chúng tay nói vào công việc, đừng có nhiệt tình như vậy, được không? Tôi sợ lắm. Thịnh Đại đối với tư thái của Hạ Tưởng như vậy thì có vẻ rất hưởng thụ, cười ha hả, buông Hạ Tưởng ra. Người chính trực không nói lời gian dối,
trong thời điểm không có ai thì cậu chính là em trai của tôi. Ông em, chú trả lời anh xem, có nắm chắc được việc lôi kéo các nhà đầu tư đến đây không? Anh đã phí sức lực lớn để phê duyệt được khu đất, cũng không phải chỉ để đó cho đẹp, rất muốn triển khai một kế hoạch lớn và lâu dài. Ông em, chỉ cần kéo được nhà đầu tư đến đây thì ông em và bí thư Lý chiếm phần lớn công lao, còn tôi chỉ cần một chút là được, thế nào? Tư thái Thịnh Đại hạ mình xuống còn thấp hơn Hạ Tưởng, cười hì hì hoàn toàn không có hình tượng của một thường ủy huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện. Hạ Tưởng lại biết đây là điểm thông minh của Thịnh Đại, dùng tư thái như vậy để biểu thị ông ta không có ý gì khác, cùng thân mật khăng khít với Hạ Tưởng, lại đồng thời có cùng một chiến tuyến trận địa, làm Hạ Tưởng không có cách nào mà từ chối. Vốn Hạ Tưởng cũng đã đáp ứng với Thịnh Đại là sẽ kéo nhà đầu tư tới. Cho dù Thịnh Đại không nói thì hắn cũng cố ý thúc đẩy tập đoàn Đạt Tài đến huyện An để đầu tư. Thịnh tình của Thịnh Đại thì không thể chối từ, ông ta lại biểu hiện ra đủ thành ý, vì thế hắn ngượng ngùng, có chút đắn đó rồi nói. Được rồi, Phó Chủ tịch huyện Thịnh, chúng ta cũng không phải quen nhau ngày một ngày hai, mọi người đều là thân quen cả, cũng đừng có quy chụp như vậy, tôi sẽ cố làm hết sức. Từ văn phòng Thịnh Đại đi ra, Hạ Tưởng trở lại văn phòng của mình. Sau khi ngồi xuống liền gọi một cuộc điện thoại cho Liên Nhược Hạm. Lần trước khi quay về thành phố Yến không kịp tới gặp mặt cô, trong cuộc điện thoại Hạ Tưởng nói đơn giản một chút tình huống hiện tại, muốn Liên Nhược Hạm tham gia diễn trò lấy danh nghĩa tập đoàn viễn cảnh đến huyện An khảo sát hạng mục làng du lịch, động tác càng lớn càng tốt, tốt nhất là làm cho truyền bá thật huyên náo, làm cho tất cả các nhà đầu tư ở thành phố Yến có thể nghe thấy thì mới tốt. Liên Nhược Hạm nghe xong thì cười khanh khách nói. Làm như vậy thì khác nào anh đem tập đoàn viễn cảnh của bọn em làm viên gạch lót đường. Thả con tép, bắt con tôm, vậy ai là tôm đây? Cô bé khá thông minh, Hạ Tưởng cũng mỉm cười. Cần gì phải biết là ai, dù sao cũng không hại em là được rồi. Khi nào thì lại đây? Anh đại biểu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện rất nhiệt liệt hoan nghênh đối với hoạt động khảo sát của tập đoàn viễn cảnh. Đừng giả bộ giả giọng trịch trưởng như vậy, ghét anh quá. Thanh âm kiều mị của Liên Nhược Hạm mà không mất đi vẻ nhẹ nhàng thoải mái. Để em sắp xếp một chút, ngày mai trả lời. Dù sao cũng phải mang một ít người trong công ty đi chứ, người càng nhiều thì càng tỏ vẻ coi trọng, có đúng không? Đúng, đúng vậy, Cao lão nếu có rảnh thì cũng mời ông ta đến đây đi, nói chuyện giải sầu cũng tốt. Hạ Tưởng cũng có chút hồi tưởng lại tính tình thật sự của Cao lão. Cũng tốt, cũng vừa lúc có một việc em cũng muốn nói cho anh. Muốn cùng anh thương lượng một chút, chuyện rất quan trọng. Giọng nói của Liên Nhược Hạm rất nhấn mạnh. Nếu chẳng may, em bảo đây là chẳng may, bọn em thấy hàng du lịch này đúng là một vùng đất phong thủy đẹp, là vùng đất vàng, muốn đầu tư thì làm sao bây giờ? Hạ Tưởng nghe xong thì gật đầu đại, nói. Để đến đây đã rồi nói sau. Vừa mới nói chuyện điện thoại xong với Liên Nhược Hạm, đang muốn gọi điện cho Mai Hiểu Lâm thì có tiếng gõ ngoài cửa. Ngoài ý muốn cô ta đã đến ở trước cửa văn phòng Hạ Tưởng. Sau khi Mai Hiểu Lâm bước vào, sắc mặt có chút u buồn, có dáng vẻ không vui. Cô tiến đến ngồi trên ghế sofa, cúi đầu một hồi không nói lời nào, sau một lúc lâu mới đột nhiên ngẩng đầu thốt lên một câu. Tôi có lẽ là không còn ai muốn nữa rồi. Hạ Tưởng sửng sốt hỏi. Có ý tứ gì vậy? Người chồng chưa cưới của tôi đã từ hôn tôi rồi. Mai Hiểu Lâm hơi ủy khuất nói. Không phải là không có khả năng sinh con sao, có gì đặc biệt đâu, cùng lắm là nhận một đứa con về nuôi là được mà. Hạ Tưởng luôn trấn tĩnh, tuy nhiên lúc này nghe được lời nói từ trong miệng của Mai Hiểu Lâm nói ra, không để ý đến phép lịch sự nữa, mồm miệng há hốc ra. Không thể sinh con, người cô có bệnh sao? Lời vừa ra khỏi miệng mới ý thức được việc mặc kệ là nói như thế nào thì Mai Hiểu Lâm cũng là cấp trên, lại là việc hôn lễ của con gái. Trực tiếp nói chuyện về vấn đề thân thể của cô thì quả thực là có chút không ổn. Vì thế Hạ Tưởng có vẻ ngượng ngùng, tỏ vẻ cười cười. Không sao, cũng không tính đây là việc gì mất mặt nên cũng không cần giấu giếm. Mai Hiểu Lâm đúng là người ngay thẳng, cô nói. Trước đây tôi thích leo núi nên bị bệnh phong hàn. Cơ thể tôi vốn yếu nên mắc nhiều bệnh, ở trong núi thì không được trị liệu tốt lắm, sau đó quay về Bắc Kinh nên chữa bệnh không dứt điểm. Sau đó lúc về đây lại bị mắc bệnh, khi kiểm tra sức khỏe tổng thể thì kết quả là phát hiện tử cung có vấn đề. Hạ Tưởng hơi xấu hổ, hai tay chà vào nhau, đúng là, hai người cô nam quả nữ lại đi bàn luận về vấn đề tử cung, đúng là cũng hơi thái quá.
Hắn vụng trộm liếc nhìn Mai Hiểu Lâm, thấy cô không có cảm giác gì là đang nói ra một vấn đề tế nhị, hắn đành phải lắc đầu cười, quên đi, người ta con gái còn chẳng thấy gì thì việc gì mình phải bối rối. Bác sĩ nói khả năng rất lớn là không có khả năng sinh đẻ. Khâu Gia lúc ấy vừa nghe xong thì liền thay đổi sắc mặt, ném đồ vật linh tinh rồi bỏ đi, ngày hôm sau liền đề xuất ra việc từ hôn. Trên đôi mắt Mai Hiểu Lâm có nước mắt chạy vần quanh. Hủy thì thôi, cũng chẳng ai cần phải gả cho Khâu Tự Phong. Đáng giận chính là sau đó Khâu Gia quay người lại cùng với Ngô Gia đàm phán điều kiện, ném bỏ Mai Gia chúng ta sang một bên. Khâu Gia, là Khâu Gia nào? Mai Hiểu Lâm không nghĩ qua lời nói lọt miệng vừa rồi liền bị Hạ Tưởng cố tình hỏi rõ. Người chồng chưa cưới của tôi trước đây là Khâu Tự Phong, dù sao bây giờ cũng không sợ là cậu biết, nên nói cho cậu biết nguồn cơn cũng được. Mai Hiểu Lâm liền nói tiếp. Mai gia chúng tôi và Khâu gia xuất phát từ lợi ích chính trị cộng đồng của hai gia tộc nên có giao ước đám hỏi với nhau, tôi và Khâu Tự Phong trở thành vật hy sinh. Kết quả lại ngược lại, lúc vừa rồi tôi bị bệnh quay về Bắc Kinh, được bác sĩ tìm ra vấn đề của tử cung thì Khâu gia lập tức không cần tôi. Nói thật, tôi cực kỳ không thích Khâu Tự Phong, vừa keo kiệt, nhỏ nhen, không độ lượng, không có tính đàn ông, không lấy y thì hơn. Tuy nhiên cảm giác bị người vứt bỏ thì không tốt lắm. Vì thế đến đây nói chuyện chút đỉnh với cậu, nếu không nghẹn lại ở trong lòng, rất khó chịu. Cái gì, cô và chủ tịch huyện Khâu là? Hạ Tưởng biểu hiện ra vẻ khiếp sợ thích hợp. Có cái gì mà kinh hoàng vậy, đúng là. Mai Hiểu Lâm không cho là đúng liền nói. Hai gia tộc lớn vì mục đích là ích lợi cho bản thân thì chuyện đám hỏi chính trị cũng là chuyện bình thường. Chúng tôi là người trong gia tộc, được hưởng hết thảy các ưu đãi trong gia tộc thì đồng nghĩa cũng phải có trách nhiệm trả giá. Hạ Tường tiếp tục kinh hoàng. Tôi thấy cô cực kỳ ngay thẳng, tâm tình cũng cởi mở, không nghĩ tới lại có chuyện như vậy phát sinh trên người cô. Cùng với người mà mình không yêu mến chút nào sống với nhau trọn đời, cô có chịu được không? Chịu không nổi cũng phải chịu, dù sao ai cũng phải lập gia đình, ai cũng phải có chồng. Hơn nữa, trước kia tôi cũng từng rất yêu mến một người đàn ông, cuối cùng là bị hắn lừa. Vì thế nên đàn ông cũng không có người nào tốt. Nếu đều là người xấu thì tùy tiện lấy một người cũng được, lại còn có thể cống hiến vì gia tộc. Mai Hiểu Lâm không thèm để ý đến Hạ Tưởng mà ngay trước mặt hắn công kích đàn ông. Làm người không thể ích kỷ, muốn cái gì được cái đấy. Tôi cũng đã có lần chống đối, tuy nhiên không gặp được người yêu tôi thật lòng, vì thế cũng đã hết hy vọng. Thật lâu sau Hạ Tưởng không nói gì. So với Mai Hiểu Lâm thì tính chống đối của Liên Nhược Hạ mãnh liệt hơn rất nhiều. Gần như không bận tâm chút nào về áp lực của gia tộc. Không nói tới việc trước kia một mình một xe chạy loạn ở khắp nơi, bây giờ một mình ở tại thành phố Yến, đến ngay cả ngày Tết cũng không trở về, qua đó có thể thấy được tính cách và quyết tâm của cô. Mặc dù cô kiên cường, mạnh mẽ hơn nhiều so với Mai Hiểu Lâm, tuy nhiên cũng cô cũng có nỗi bất hạnh rất lớn, chính là hy vọng về một người mà không thuộc về mình. Bởi vì người mà cô yêu mến là hắn. Mà hắn thì lại không thể có sự hứa hẹn hôn nhân cùng với cô. Cô có lẽ là lớn mật hơn nhiều so với Mai Hiểu Lâm, cũng không có sự đồng cảm với cảm giác bị bạn trai vứt bỏ của Mai Hiểu Lâm. Tuy rằng Liên Nhược Hạm và hắn là tâm đầu ý hợp, nhưng hắn cũng không thể cùng cô sống với nhau đến đầu bạc răng long. Về lâu dài mà nói, Liên Nhược Hạm so với Mai Hiểu Lâm thì sự mệt mỏi trong tâm tư càng lúc càng nhiều, Mai Hiểu Lâm rõ ràng là buông tha cho hy vọng. Mà cô thì lại luôn khư khư giữ lấy một kết quả không có hy vọng gì. Tâm tình Hạ Tưởng liền trở nên trầm trọng, Liên Nhược Hạm là một cô gái thật tốt, đối xử với hắn thật tốt, hoàn toàn là một mối chân tình, không có chút gì giả dối. Mà hắn, về phần công khai không thể cấp cô một điều kiện hứa hẹn, lúc ở cùng một chỗ với cô thì luôn sở hữu trong lòng một chút sự ích kỷ, lòng tham sao. Về sau, dòng đời theo năm tháng, làm sao hắn có thể an ủi sự cô tịch trong lòng cô đây? Hạ Tưởng lâm vào sự xót xa ân hận, hắn cũng biết, hiện tại hắn không rời khỏi Liên Nhược Hạm thì Liên Nhược Hạm lại càng không rời khỏi hắn. Mà hắn lại chỉ có thể lấy Tào Thù Lê, chỉ có thể để Liên Nhược Hạm là người phụ nữ đứng trong bóng tối của hắn. Dù cho cô cam tâm đi theo hắn cả đời thì trong lòng hắn cũng có sự hổ thẹn đối với cô. Trước kia không biết Liên Nhược Hạm quý báu, không nghĩ tới hôm nay bởi vì quan hệ với Mai Hiểu Lâm, đột nhiên Hạ Tưởng lại có cảm giác mãnh liệt rằng cô thật là tốt. Cô thật là thùy mị và dịu dàng. Mai Hiểu Lâm không chú ý tới sự thất thố của Hạ Tưởng, cô còn đắm chìm vào trong nỗi thương tâm của chính mình.
dù sao quá khứ cũng sẽ trôi qua, cũng không cần nghĩ tới. Hơn nữa, tôi cũng không có khả năng sinh đẻ, đời này sống một mình cũng là điều tốt. May mắn là tôi được biết cậu, vào những lúc phiền lòng còn có thể tìm đến cậu để trò chuyện, đúng không? Hạ Tưởng từ trong giấc mộng tỉnh lại. Đúng, đúng vậy, đừng suy nghĩ nhiều quá, về sau chắc chắn sẽ gặp được người thích hợp. Hơn nữa, bác sĩ nói rằng có khả năng không sinh được, cũng không nói rằng chắc chắn như vậy, từ từ điều dưỡng lại cơ thể, có lẽ sau này sẽ tốt thôi. Mai Hiểu Lâm mỉm cười. Không nghĩ tới cậu cũng lại an ủi như vậy. Tốt lắm, nói được những lời trong lòng ra thì tôi cảm thấy thư tai rất nhiều, tôi đi trước đây. Cô đi tới cửa, bỗng nhiên lại dừng lại. Ngô gia cũng có một cô con gái, nghe nói cũng đang ở tại tỉnh Yến. Tuy nhiên cô bé này cực kỳ ương bướng, không mang họ Ngô, cô ta mang họ mẹ, chỉ có điều không rõ lắm là họ gì. Nghe nói, cô ta có thể sẽ có đám hỏi với Khâu Tự Phong. Lời nói của Mai Hiểu Lâm là vô tâm nhưng Hạ Tưởng nghe xong thì trong lòng lại trầm hẳn xuống, dường như có cái gì đó trong lòng thật quý giá bị người khác cướp đi, đau buốt như kim châm. Sao lại vậy? Hắn trở nên ngơ ngẩn cả nửa ngày, không có chút phản ứng nào. Buổi tối liền nhận được điện thoại của Liên Nhược Hạm, cô nói có thể ngày kia cô tới. Nghe giọng quen thuộc của Liên Nhược Hạm, trong lòng Hạ Tưởng đột nhiên thấy đau đớn. Nhược Hạm, anh nhớ em nhiều lắm. Liên Nhược Hạm giật mình kinh hãi, sau đó lập tức mỉm cười. Lần đầu tiên em nghe anh nói vậy, anh nói xem, có phải có tâm tình gì không? Hoặc là thổ lộ yêu đương với cô gái nào đó bị từ chối rồi mới nhớ tới em? Hạ Tưởng không cười, trong lòng tồn tại một nỗi đa cảm không rõ ràng được. Không phải, anh đột nhiên nghĩ tới có ngày đột nhiên em rời bỏ anh, lúc đó anh sẽ đau thương đến thế nào? Liên Nhược Hạm cũng không mỉm cười. Bị sự sầu đau của Hạ Tưởng lây nhiễm, cũng hơi có vẻ buồn bã nói. Có phải anh nghe thấy phong thanh gì phải không? Em sẽ không rời xa anh, cũng không tách khỏi anh, nếu có thì cũng chỉ tạm thời. Chấm dứt cuộc điện thoại với Liên Nhược Hạm, trong lòng Hạ Tưởng vô cùng bị đè nén, cảm thấy dường như có việc gì đó phát sinh nhưng không nghĩ ra được. Trong lòng hắn có chút bực bội, đi tới đi lui trong văn phòng. Bỗng nhiên nghe được có tiếng người gõ cửa, liền không kiên nhẫn nói. Ai vậy, cửa không khóa, vào đi. Người bước vào chính là chánh văn phòng ủy ban nhân dân Hứa Lương. Hứa Lương lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng tức giận của Hạ Tưởng thì trong lòng kinh sợ, nghĩ đến việc Hạ Tưởng rất bất mãn đối với công tác của y. Mà đúng là vậy, sau khi Hạ Tưởng đến đây, y mặc kệ Hạ Tưởng, không điều hành xe, cũng không sắm sửa thêm đồ đạc trong văn phòng Hạ Tưởng. Trong các phó chủ tịch huyện thì Hạ Tưởng là sự suy xét cuối cùng của y. Mà hiện tại thì thế lực của Phó Chủ tịch huyện Hạ đang rất mạnh, trong tâm tư của Hạ Tưởng đối với hắn có sự bất mãn cũng là bình thường. Hứa Lương cẩn thận nói. Phó Chủ tịch huyện Hạ, tôi muốn báo cáo một việc với ngài, hiện tại có một chiếc xe công mới, tôi thấy công tác của ngài bận rộn, trước kia vẫn đi nhờ xe của các Phó Chủ tịch huyện khác, chưa có xe của chính mình. Vì vậy, tôi quyết định điều cái xe này để phục vụ ngài. Hạ Tưởng lần đầu tiên không có thái độ hòa nhã nói chuyện với Hứa Lương. Không kiên nhẫn phất tay nói. Xem thử có phó chủ tịch huyện nào cần thì tránh văn phòng Hứa điều cho người đó, tôi có xe của mình rồi, không cần. Hứa Lương sừng sốt, hôm nay chụp vào mông ngựa thế nào lại thành chụp vào đùi ngựa vậy? Phó chủ tịch huyện Hạ hôm nay sao vậy, không phải bình thường luôn rất tốt sao, sắc mặt cũng không được tốt. Hắn vội vàng thể hiện nụ cười trên mặt nói. Chỉ là một cái xe, nếu phó chủ tịch huyện Hạ có tấm lòng đức độ như vậy. Chỉ có điều chiếc xe công sắp tới không biết khi nào thì mới có. Còn có việc sao? Hạ Tưởng không muốn tiếp tục nói chuyện với y nữa, trực tiếp cắt ngang lời nói của y. Nếu không có việc gì thì anh về văn phòng mình đi. Trong lòng Hứa Lương nhảy lên mấy cái, hỏng rồi, phó chủ tịch huyện Hạ ghi hận thù mình rồi. Chẳng lẽ là cái lần phó bí thư Mai đến văn phòng của hắn bị mình đem việc này đâm thọc với chủ tịch huyện Khâu đã bị hắn biết? Không xong. Bị phó chủ tịch huyện Hạ biết thì cũng là bị phó bí thư Mai biết, phó bí thư Mai là thường ủy, cô ta tìm mình mà gây phiền toái thì đúng là rất dễ dàng. Hứa Lương lau vội mồ hôi trên mặt, cúi đầu khom lưng rời khỏi văn phòng Hạ Tưởng, lo nghĩ nửa ngày cảm thấy hay là đi sang bên huyện ủy tìm hiểu tin tức cho thỏa đáng, nếu chẳng may đắc tội phó bí thư Mai thì cũng không phải là chuyện tốt. Ai chẳng biết phó bí thư Mai cái gì cũng đều dám nói, khiến nhiều người rất e sợ. Hạ Tưởng không biết trong lúc vô ý, không kiên nhẫn lại làm cho Hứa Lương lo lắng,
cuộc sống của y trở nên không yên ổn. Hạ Tường lại càng không biết chính là việc đang ở lúc hắn bực bội bất an thì đồng thời Khâu Tự Phong cũng rất nổi giận. Khâu Tự Phong nổi giận với trưởng phòng công thương Cha Phương, nhưng nguyên nhân bốc lửa cũng không phải bởi vì Cha Phương, mà chính là Hạ Tường. Cha Phương chẳng qua là vận khí không tốt, đến để báo cáo công tác, không may mắn thế nào vừa lúc đụng vào lúc Khâu Tự Phong đang nổi giận. Cha Phương đến báo cáo công tác vốn để báo cáo thành tích, lại được Khâu Tự Phong sau khi tiếp một cú điện thoại thì vẻ mặt ôn hòa của chủ tịch huyện Khâu đột nhiên trở nên đại biến, thay đổi hẳn thái độ, đối với công tác của y không ngừng hung hăng phê bình, chỉ trích, càng nói càng trào dâng, cuối cùng không sai biệt lắm là khẩu khí khiển trách. Chương 270, đánh lén. Điều này làm cho Cha Phương mặt mày xám như tro, trong lòng lại tức giận, bất bình, nghĩ rằng mình là người đáng phải bị mắng chửi vậy sao? Công tác của phòng công thương luôn luôn khai triển tốt, cho dù có một vài điểm xấu nhỏ cũng là việc bình thường, bây giờ chủ tịch huyện Khâu không nể tình chút nào, ngay tại mặt bắt bẻ, đúng là không chịu nổi. Oán thầm là việc oán thầm, bên ngoài mặt y vẫn biểu hiện ra vẻ cung kính, chờ cho chủ tịch huyện Khâu mắng chửi trong mấy phút. Có lẽ là mắng mỏ sinh mệt mỏi, cũng có lẽ là thấy mắng mỏ y cũng không có ý nghĩa gì, liền phất phất tay cho Cha Phương bỏ của chạy lấy người. Cha Phương vừa đi, Khâu Tự Phong đột nhiên mắng to một tiếng. Hạ Tường, tao và mày không đội trời chung. Sự phẫn nộ của Khâu Tự Phong có nguyên do là y nhận được một cuộc điện thoại từ Bắc Kinh, nói cho hắn một tin tức vô cùng khiếp sợ cũng như vô cùng phẫn nộ, khiến những điều hắn đang chờ mong đều trở thành một cơn lửa giận. Gia tộc số 1 của Bắc Kinh, cô con gái của Ngô gia chính xác đang ở thành phố Yến, cô tên là Liên Nhược Hạm, bây giờ là tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Cảnh. Liên Nhược Hạm, không ngờ là Liên Nhược Hạm. Khâu Tự Phong vốn đang cùng chờ mong vào đám hỏi với Ngô gia, đám hỏi của y với Mai Hiểu Lâm thất bại khiến hắn gần như khi đối diện với cuộc hôn nhân do gia tộc sắp xếp trở nên hoàn toàn mất đi hứng thú, cũng vốn không xem việc này quá trọng yếu nhưng mơ hồ nghe nói cô con gái của Ngô gia vô cùng giỏi giang, cực kỳ xinh đẹp, tuổi so với Mai Hiểu Lâm cũng ít hơn mấy tuổi, hơn nữa còn nghe nói còn chưa có yêu đương ai. Là đàn ông thì đều có tâm lý muốn độc chiếm, Khâu Tự Phong tự cho là đã nhặt được bảo bối của thiên hạ. Cho rằng cuối cùng vận khí của y cũng vận chuyển, có lẽ còn có thể tình đầu ý hợp với cô con gái của Ngô gia, trở nên có một tình yêu chân chính. Nhưng y thật không ngờ, người con gái của Ngô gia chính là Liên Nhược Hạm. Vì sao lại chính là Liên Nhược Hạm? Vì sao lại không thể là người khác? Khâu Tự Phong gần như trở nên như cuồng bạo. Nếu đúng ra mà nói thì quan hệ giữa Hạ Tường và Mai Hiểu Lâm chỉ là sự phỏng đoán của y thì độ thân mật quyến luyến của Hạ Tường và Liên Nhược Hạm thì nhìn thấy được. Cho dù Liên Nhược Hạm không phải là bạn gái của Hạ Tường, nhưng cô đối với Hạ Tường đúng là có tình cảm thắm thiết, điều khác thì không nói, chỉ bằng việc cô đem chính cái xe mình yêu thích nhất cho Hạ Tường sử dụng là đã đủ thuyết minh mọi vấn đề. Đột nhiên y nhớ rất rõ ánh mắt của Liên Nhược Hạm chưa bao giờ rời khỏi người Hạ Tường, vẻ dịu dàng trong ánh mắt thể hiện rõ ra ngoài. Bây giờ nghĩ lại, không phải là đang say đắm trong tình yêu thì là cái gì? Khâu Tự Phong càng nghĩ càng nổi giận, không kìm chế nổi. Vì sao Hạ Tường lại giống như là khắc tinh của y, luôn luôn trở thành chướng ngại vật ngăn cản y? Nếu vậy sao không tìm người diệt trừ thằng nhãi này nhỉ? Trong cơn thịnh nộ, thậm chí Khâu Tự Phong còn nảy ra ý niệm độc ác này. Trước kia, khi ở Bắc Kinh, lúc y giận dữ người nào thì thường đánh gãy tay chân của người ấy, hoặc là đuổi kẻ địch ra khỏi Bắc Kinh, cũng đã thực hiện qua một số thủ đoạn nhơ bẩn. Nhưng đó là lúc tuổi trẻ còn bồng bột. Từ khi y theo chính trị tới nay thì tính tình cũng được kiềm chế rất nhiều, hiểu được là phải suy xét vấn đề từ cái nhìn toàn cục, học được các thủ đoạn đánh bọc hậu, cũng từ từ nhận biết được rằng chỉ một bộ phận rất nhỏ trên thế giới giải quyết các mâu thuẫn bằng bạo lực, phần lớn còn lại là phải dùng đến trí tuệ để hòa giải. Khâu Tự Phong cũng bị ý niệm trong đầu của y làm cho hoảng sợ. Sau đó tự lắc đầu cười giễu cợt mình, đã lớn rồi mà bất cứ lúc manh động nào cũng nghĩ đến việc diệt trừ người khác. Đây đâu phải là hình tượng của một người lớn lên trong một gia tộc lớn, thuộc Thái tử Đảng. Những người này thường thể hiện bản lĩnh một cách chân chính, quang minh chính đại đánh bại đối thủ, lấy cánh tay mình đè đối thủ xuống, làm cho đối thủ không phản kháng được, thắng lợi như vậy mới sung sướng chứ. Suy nghĩ thông suốt, lại trải qua quá trình phát hỏa hồi nãy đã đá bay mấy cái ghế dựa, Khâu Tự Phong chậm rãi bình tĩnh trở lại, lấy điện thoại gọi Cường Giang Hải lại. Cường Giang Hải vừa bước vào thì Khâu Tự Phong đã yêu cầu y đóng cửa chặt lại rồi nói. Tìm một vài người tin tưởng được theo dõi Hạ Tường,
xem có thể điều tra ra chút manh mối nào không. Cường Giang Hải không rõ vì sao đột nhiên Khâu Tự Phong lại sinh ra hứng thú với Hạ Tưởng, y hỏi. Sốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Chủ tịch huyện Khâu, ngài muốn tra xét điều gì, tham ô hay vấn đề khác? Điều tra về vấn đề tác phong sinh hoạt. Khâu Tự Phong cũng biết với vị trí hiện tại của Hạ Tưởng thì cũng không có bao nhiêu cơ hội để tham ô. Hạ Tưởng còn chưa kết hôn thì làm sao có vấn đề gì trong tác phong cuộc sống? Cường Giang Hải khó hiểu hỏi. Bạn gái hắn là con gái của phó thị trưởng Tào, điều tra xem thử hắn có quan hệ mờ ám với cô gái nào khác không? Chủ tịch huyện Khâu, Hạ Tưởng còn chưa kết hôn, cho dù chân hắn đứng trên hai chiếc thuyền, cùng một lúc yêu đương với mấy người con gái thì cũng không có việc gì lớn cả. Cho dù hắn thực sự như vậy, bị chúng ta túm được nhược điểm thì cũng không làm gì được hắn, không thể uy hiếp hắn thì làm thế nào? Cường Giang Hải đối với ý tưởng của Khâu Tự Phong thì cũng không hiểu, cảm thấy tự dưng không có việc gì lại đi kiếm việc phiền toái làm gì. Bảo anh điều tra thì anh cứ điều tra, lắm lời làm gì. Khâu Tự Phong bị Cường Giang Hải hỏi liên tục nên không giữ được kiên nhẫn, khoát tay nói. Tìm một vài người tin tưởng được và có ánh mắt ấy, đừng có làm bại lộ tung tích ra, trước mắt âm thầm điều tra hắn một khoảng thời gian đã rồi tính sau. Cường Giang Hải buồn bực rời khỏi văn phòng Khâu Tự Phong. Lúc trở lại văn phòng của mình, y suy nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho Hứa Đại Căn. Hứa Đại Căn là tên côn đồ sinh ra và lớn lên tại đất huyện An này, cách đối nhân xử thế của y với người khác cũng khá nghĩa khí, lại hay tranh cường háo thắng với người khác. Cường Giang Hải và y qua mấy lần tiếp xúc, cảm thấy y cũng là người có thể tin cậy được, vì thế nên đem chuyện này giao cho y đi làm. Đại Căn, tôi là Cường Giang Hải, có chuyện này tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một chút. Giọng nói của Cường Giang Hải đầy nhiệt tình nhưng không mất vẻ uy nghiêm. Phó Chủ tịch huyện Cường có điều gì xin nói ra, Hứa Đại Căn tôi không có bản lĩnh gì cả, nhưng đối với bạn bè mà làm được điều gì thì sẽ không tiếc cả mạng sống này để làm bằng được. Hứa Đại Căn vừa nói ra đã làm cho lỗ tai của Cường Giang Hải bị chấn động. Cường Giang Hải nhíu nhíu lông mày. Thật ra y không muốn giao tiếp với một người như Hứa Đại Căn bởi cảm thấy những người như thế này không làm được chuyện gì, nhưng với việc theo ngầm theo dõi người khác thì dạng người như thế này lại là đúng sở trường. Vì thế y liền nhẫn nhịn nói. Giúp tôi theo dõi một người, tên hắn ta là Hạ Tưởng, là phó chủ tịch huyện. Tôi sẽ phải biết các tin tức rằng 7 ngày một tuần hắn đi làm ra sao, đã gặp qua những người nào. Cung cấp tin càng tỉ mỉ càng tốt, vậy cậu có làm tốt được hay không vậy? Theo dõi phó chủ tịch huyện à, chuyện này là chuyện lớn đấy, cũng khá khó khăn. Giọng nói của Hứa Đại Căn vừa the thé lại vừa khó nghe làm Cường Giang Hải đúng là muốn quẳng cả điện thoại xuống nhưng rồi cũng phải nhẫn nhịn xuống. Y biết rằng Hứa Đại Căn cố ý nói như vậy là để đưa ra điều kiện. Quả nhiên, Hứa Đại Căn dừng lại một chút, sau đó lại nói. Là phó chủ tịch huyện thì đều có lai lịch không nhỏ, nếu vậy thì sự phiêu lưu mạo hiểm của anh em tôi rất lớn. Không biết phó chủ tịch huyện Cường có cách nói nào thuyết phục không? Được, xảy ra vấn đề gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Mặt khác, các chi phí, vật dụng trong quá trình vất vả điều tra thì tôi sẽ để bên thuế vụ tạo cho cậu ít ưu đãi. Hứa Đại Căn có mở một phòng khiêu vũ và một nhà hàng, một cú điện thoại vừa rồi của Cường Giang Hải là có thể miễn giảm cho y không ít tiền thuế. Hứa Đại Căn hừ hừ mấy tiếng rồi nói. Những cái đó cũng chưa thật đầy đủ, nhưng mà tôi sẽ báo cáo tình hình cho ngài. Buông điện thoại ra, Cường Giang Hải mắng một câu. Cái loại đồ lưu manh, về sau ông dẫm mày chết. Đối với các hành động như vậy của đối phương thì Hạ Tưởng hoàn toàn không hay biết gì cả. Hắn đang bận rộn với việc thu xếp việc trong ngày mai thì tập đoàn Viễn Cảnh tới khảo sát hạng mục làng du lịch. Tin tức này thì cũng đã có tiếng gió truyền ra ngoài, tập đoàn Đạt Tài tạm thời không có động tĩnh. Hạ Tưởng liền quyết định chờ sau khi tập đoàn Viễn Cảnh tới khảo sát sẽ lại thu xếp để bất động sản Thiên An tới tiếp tục khảo sát. Hắn không tin là thành Đạt Tài sẽ không động tâm. Hắn cũng đã gọi điện thoại cho Thẩm Lập Xuân. Thẩm Lập Xuân nói đã báo cáo với thành Đạt Tài nhưng Tổng Giám Đốc Thành vẫn chưa tỏ thái độ. Khả năng là vẫn còn đang do dự. Thành Đạt Tài vẫn không coi trọng thị trường tại các huyện, Hạ Tưởng đối với điều này cũng có hiểu biết. Vì thế nên muốn Thành Đạt Tài có hành động thì phải làm cho y thay đổi chủ ý, điều này cũng không dễ dàng gì. Tuy nhiên, Hạ Tưởng tin tưởng chỉ cần đưa thanh thế chuyện này lên đủ lớn, tiếp đó tập đoàn Viễn Cảnh lên giọng tỏ vẻ có sự thích thú nồng nhiệt với làng du lịch thì lúc đó Thành Đạt Tài sẽ thay đổi chủ ý.
Thành Đạt Tài vẫn luôn muốn giành thắng lợi, nếu có một nguồn sinh lợi nào mới mà bị tập đoàn Viễn Cảnh đoạt mất thì chắc chắn trong lòng Thành Đạt Tài sẽ không vui. Hình thức đầu tư quảng trường nhân dân có chút bắt chước công viên rừng rậm, mặc dù Thành Đạt Tài không muốn thừa nhận nhưng trong ván bài về công viên rừng rậm thì tập đoàn của y đã chậm một bước so với tập đoàn Viễn Cảnh. Chắc chắn y đang có ý định tìm cơ hội để gỡ hòa. Hơn 9 giờ sáng, mấy chiếc xe ô tô của tập đoàn Viễn Cảnh đã đi vào trụ sở của huyện ủy huyện An. Lý Đình Sơn thay mặt cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện cảm ơn Liên Nhược Hạm, tỏ vẻ hoan nghênh. Sau khi mời Liên Nhược Hạm tới một nhà hàng thì Lý Đình Sơn liền giao cho Hạ Tưởng và Thịnh Đại. Điều rất lạ chính là việc tập đoàn Viễn Cảnh tới khảo sát là một việc lớn của huyện An, Khâu Tự Phong là chủ tịch huyện nhưng lại không lộ diện, điều này làm cho người ta không đoán ra việc gì cả. Liên Nhược Hạm khéo léo ứng phó xã giao, sau khi khách sáo với Thịnh Đại mấy câu rồi đi lại trước người Hạ Tưởng, cười duyên dáng nói. Phó chủ tịch huyện Hạ, chúng ta lại gặp nhau. Lúc trước khi còn ở thành phố Yến, ngài đã vì tập đoàn Viễn Cảnh của chúng tôi mà làm không ít việc tốt. Vì thế, nếu là hạng mục công việc mà phó chủ tịch huyện Hạ coi trọng thì tập đoàn Viễn Cảnh chúng tôi sẽ ủng hộ một cách mạnh mẽ. Thịnh Đại ở một bên, nghe xong mặt mày cứ hớn hở cả lên. Cao lão từ phía sau tiến lại, nắm lấy cánh tay Hạ Tưởng, lay mạnh mấy cái. Tiểu Hạ, đã lâu rồi không gặp cậu. Nói thật ra, đúng là cũng có lúc nhớ cậu. Lại đây, tôi có một số ý tưởng, chúng ta sẽ ngồi trao đổi tham luận với nhau một chút. Thịnh Đại không biết Cao lão là ai, lại thấy ông ta cứ gọi thẳng Hạ Tưởng là Tiểu Hạ, ngay cả chức vụ phó chủ tịch huyện cũng không nói ra, trong lòng y nghĩ rằng ông lão này và Hạ Tưởng thân thiết như vậy, chẳng lẽ là thân thích của nhau. Tuy nhiên, cho dù là thân thích, ở đây nhiều người như vậy thì dù sao cũng phải gọi nhau là phó chủ tịch huyện Hạ, dù sao trong chốn quan trường thì mọi người cực kỳ để ý đến tiếng xưng hô chức vụ này. Hạ Tưởng nếu nói cho Thịnh Đại biết rằng ngay cả phó chủ tịch tỉnh Cao khi ở trước mặt Cao lão cũng chẳng khác gì một học sinh tiểu học thì có lẽ Thịnh Đại miệng sẽ há to ra, một câu cũng không dám nói ra. Hạ Tưởng cũng nghiêm trang bắt tay lấy Liên Nhược Hạm, cười nói. Hoan nghênh Tổng Giám Đốc Liên tới huyện An khảo sát. Huyện An có núi rừng như tranh vẽ, là nơi địa kiệt nhân linh, tin rằng sẽ làm cho Tổng Giám Đốc Liên cảm thấy hài lòng. Liên Nhược Hạm dùng ngón tay cào nhẹ lòng bàn tay của Hạ Tưởng, ý tứ là anh giả bộ cũng khá đấy. Vẻ mặt của Hạ Tưởng vừa giống như là phụng phịu, lại đang gắng sức làm cho bộ dạng nghiêm túc, điều này làm Liên Nhược Hạm thiếu chút nữa phải bật cười. Khâu Tự Phong đứng ở trên cửa sổ nhìn ra thấy Liên Nhược Hạm và Hạ Tưởng hàn huyên với nhau thì nghiến răng nghiến lợi. Ở trong mắt người khác thì đây chỉ là lễ tiết bình thường, nhưng lúc này trong mắt y thì cứ nhìn thế nào mà ra hai người đang mắt đưa đi mày đưa lại. Khâu Tự Phong quay người lại, hung hăng đá mạnh một cái vào cái ghế sofa. Sau đó, đột nhiên đúng lúc này, y lại cảm thấy dường như mình trải qua một trận lao tâm lao lực quá độ. Liên Nhược Hạm là người của Ngô gia, lại là tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Cảnh, nghe nói tính tình của cô mạnh mẽ, không phục tùng sự quản giáo của gia tộc, vẫn một mình sống ở bên ngoài, người trong gia tộc nói cũng chẳng làm cô thay đổi gì. Tuy rằng Khâu Tự Phong cũng nghe gia tộc mình nói qua, Ngô gia lộ ra ý tứ đám hỏi nhưng còn chưa chính thức đề xuất là bởi vì việc này có được hay không thì bọn họ cũng chưa nắm chắc được. Công bằng mà nói, sau khi lần trước Khâu Tự Phong gặp qua Liên Nhược Hạm thì rất có cảm tình tốt với cô. Liên Nhược Hạm xinh đẹp cao quý, lại có nét kiêu ngạo, vẻ xinh đẹp của cô đã thoát khỏi tục giới, hoàn toàn phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của y. Vì thế khi nghe nói Liên Nhược Hạm là con gái của Ngô gia thì y lập tức mừng rỡ, hận không thể ngay tức thì đính hôn và tổ chức luôn đám cưới với cô. Y cũng biết khi nào y còn sống thì chắc chắn không thoát khỏi sự sắp xếp về đám hỏi chính trị, nhưng cưới người mình thích so với cưới một người mà mình không có chút cảm giác nào thì đúng là hạnh phúc hơn gấp trăm lần. Gặp được Liên Nhược Hạm, y đúng là vừa lòng 100%. Nhưng lập tức y lại nghĩ tới quan hệ lúc này của Liên Nhược Hạm và Hạ Tưởng, điều này giống như trời mùa hè nóng bức, đang định uống một cốc nước có đá mát lạnh, uống vào đến cổ lại đột nhiên phát hiện ra là nước nóng đến bỏng lưỡi, cảm giác khó chịu này làm y muốn nhảy dựng lên mà chửi. Hạ Tưởng ơi là Hạ Tưởng, trước hết mày có thân phận là một cái đinh do Lý Đinh Sơn cắm vào trong bộ máy của Ủy ban huyện An. Được rồi. Tao thừa nhận tác dụng của cái đinh mày, chẳng những quan hệ tốt với Thịnh Đại mà ngay cả Mai Hiểu Lâm đối với mày thì cũng như là nói gì nghe nấy, tại sao lại vậy? Khâu Tự Phong đối với Hạ Tưởng đúng là hận thấu xương. Nhưng y hận thì hận,
nhưng cũng biết rằng lúc này y ở huyện An là để làm việc lấy thành tích, mà làm được việc này thì phải triển khai được hạng mục nhà máy xi măng, mà điều này thì không rời khỏi được sự ủng hộ của Hạ Tưởng. Khâu Tự Phong ở thế khó xử, vừa muốn nhờ vả Hạ Tưởng lại vừa muốn đẩy Hạ Tưởng vào chỗ chết. Mặt khác y cũng biết rằng đừng nhìn Hạ Tưởng tuổi tác không lớn, cấp bậc không cao, nhưng tại thành phố Yến thì lại có quan hệ rất rắc rối, phức tạp. Với tầm ảnh hưởng của Khâu gia tại tỉnh Yến và thành phố Yến thì tạm thời chưa động chạm được Hạ Tưởng. Hơn nữa, Hạ Tưởng lại khéo đưa đẩy trong đối nhân xử thế, mọi việc đều thuận lợi, tại huyện An cũng từ từ có căn cơ và mạng lưới quan hệ. Chỉ cần Lý Đinh Sơn còn làm đây một ngày thì y cũng rất khó lấy ra khuyết điểm của Hạ Tưởng. Thậm chí, có thể nói, y không bị Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn liên kết tính kế để mắc lỗi là đã may lắm rồi. Chẳng lẽ phải nuốt khúc xương to như vậy xuống họng? Khâu Tự Phong đắn đo suy tính một hồi cũng không nghĩ ra được biện pháp nào. Bỗng nhiên hai mắt y trở nên sáng ngời, đúng rồi, đã có lời đồn đại nói bạn gái Hạ Tưởng là con gái của phó thị trưởng Tào, như vậy sẽ không có khả năng ở cùng một chỗ với Liên Nhược Hạm được. Nghĩ đến đây, y liền cầm lấy điện thoại gọi về Bắc Kinh. Ông bảo người con gái của Ngô gia tên là Liên Nhược Hạm còn chưa có bạn trai đúng không ạ? Chưa có, Ngô gia nói tầm mắt của Liên Nhược Hạm rất cao, người bình thường về cơ bản là không lọt được vào mắt của cô ta, là cô gái thanh khiết như ngọc. Mà sao vậy, Tự Phong, cháu nghe được lời đồn đại gì? Một âm thanh già nua truyền đến. Cũng không tính là lời đồn đại gì, chỉ có điều cháu nhìn thấy Liên Nhược Hạm và một người đi lại khá gần nhau, quan hệ của bọn họ có vẻ rất mật thiết. Vì thế nên cháu mới hỏi. À, việc này đợi đến Ngô gia đưa ra lời cầu hôn chính thức thì ông sẽ nêu ra để hỏi cho rõ. Mà người kia tên là gì? Hạ Tưởng, là phó chủ tịch huyện An. Hạ Tưởng, được, ông đã nhớ kỹ. Chấm dứt cuộc điện thoại, Khâu Tự Phong tiến lại phía cửa sổ, phát hiện nhóm người Hạ Tưởng đã rời đi. Y hơi lộ ra vẻ mỉm cười, Hạ Tưởng, mày đừng có đắc ý vội, mày muốn kết hôn với con gái của đương kim phó thị trưởng. Vậy thì đừng trêu chọc Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm là con gái của một trong năm gia tộc số một ở Bắc Kinh, mày không xứng để cưới cô ta. Thế lực của Ngô gia thì mày chưa thể tưởng tượng được đâu, cho dù Khâu gia của hắn ở Bắc Kinh cũng thuộc dạng có số má thế mà khi so sánh với Ngô gia thì không thể so bì được. Vì thế mà nói, khi Ngô gia chủ động đề xuất đám hỏi thì hắn vừa mừng lại vừa sợ, có cảm giác được sủng ái quá mà sinh ra lo lắng. Hạ Tưởng không ngờ quan hệ không minh bạch của hắn và Liên Nhược Hạm lại làm nổi lên trận lôi đình của Ngô gia. Ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thường trực huyện Thịnh Đại, phó chủ tịch huyện Dương Đức Hoa, phó chủ tịch huyện Hạ Tưởng và tổng giám đốc tập đoàn Viễn Cảnh Liên Nhược Hạm cùng sánh vai đi thành một hàng đi khảo sát thực địa dự án làng du lịch. Bởi vì Liên Nhược Hạm đã có Thịnh Đại và phó chủ tịch huyện được phân công quản lý chuyên ngành là Dương Đức Hoa cùng đi, Hạ Tưởng vốn cũng chẳng muốn tiến lên để góp vui mà là đi chậm lại. Cùng nói chuyện với Cao Lão. Cao Lão cùng thảo luận với Hạ Tưởng việc sau khi rời nhà máy thép và nhà máy dược đi rồi thì nên xây dựng thành khu nhà cao tầng hay các khu liên hợp nhiều loại nhà. Ý tứ Liên Nhược Hạm là xây dựng các khu nhà liên hợp nhiều dạng nhà hoặc xây biệt thự. Ý tứ Cao Lão lại muốn xây dựng thành các khu cao tầng, bởi vì xu thế phát triển của khu nhà cao tầng về sau này lớn hơn, hơn nữa lợi nhuận do tiết kiệm được không gian cũng lớn hơn một chút. Hạ Tưởng rất rõ trong 10 năm tới quả thật phương hướng chính là phát triển nhà cao tầng. Nhưng sau đó 10 năm, bởi vì nhà cao tầng càng ngày càng nhiều nên lúc này trong con mắt của người dân thành thị thì nhà cao tầng mất đi cảm giác xa hoa thần bí, đồng thời lại trải qua các luận chứng khoa học chứng minh thì ở tại các tầng cao thì cư dân càng dễ dàng hít lượng lớn bụi bặm và ô nhiễm trong không khí, từ từ các khu nhà cao tầng lại bị chứng lại. Chương 271, gia tộc số 1 ở Bắc Kinh. Đáng tiếc chính là dân số bùng nổ, người nhiều ít đất, không thể xây dựng các khu nhà thấp tầng, vì thế nhà cao tầng lại càng lúc càng nhiều. Nhưng giai đoạn hiện tại mà nói thì nhà cao tầng là thích hợp nhất, một hạng mục đầu tư không thể chờ được chu kỳ 10 năm để bùng nổ, mà trọng yếu nhất chính là lợi ích trong giai đoạn hiện tại. Hạ Tưởng nói, cháu ủng hộ ý tưởng của Cao Lão, nhà cao tầng trong vòng 10 năm tới vẫn là chủ đạo, không chỉ là ở thành phố Yến, mà nói chung trong toàn quốc. Đất đai càng lúc càng ít vì thế nhà cao tầng là giải pháp chủ yếu về vấn đề nhà ở cho mọi người. Ý tưởng của Tổng Giám đốc Liên hơi xa rời với thực tế, cô ấy luôn dựa vào khả năng chi tiêu của cô ấy để phỏng đoán xu hướng chung. Cô ấy không biết rằng khoảng cách giữa khả năng chi tiêu của cô ấy với người bình thường là như một trời một vực.
cậu dám nói cô ấy xa rời thực tế, tôi thì không dám. Cao lão cũng khá có ý tứ, người già người trẻ cùng nhau không ngừng cười ha hả. Cậu giúp tôi khuyên nhủ cô ấy, để cô ấy thay đổi chủ ý. Bây giờ trong thành phố đã có phong thanh tin tức truyền ra rằng nhà máy thép và nhà máy dược có khả năng mùa xuân sang năm sẽ bắt đầu di rời, có không ít người bắt đầu động tâm với hai khu đất vàng này, nghe nói bất động sản Lĩnh Tiên và tập đoàn Đạt Tài đều có ý nhúng tay vào. Sự tình đúng càng ngày càng phức tạp, Hạ Tưởng nghe xong không khỏi nhức đầu. Bất động sản Lĩnh Tiên hiện đã nhúng sâu vào trong vũng bùn của khu biệt thự Tây Thủy, thế mà hiện tại không kiềm chế, lại còn muốn nhúng tay vào trong khu đất của nhà máy thép và nhà máy dược, chẳng lẽ bọn họ định mượn việc này để khắc phục khó khăn? Động cơ của tập đoàn Đạt Tài thì đã được dự kiến từ trước. Thành Đạt Tài rất rõ ràng với sách lược của tập đoàn Viễn Cảnh trong việc dùng đầu tư công viên rừng rậm để kéo giá đất các khu xung quanh. Tuy rằng đã biết ý đồ của tập đoàn Viễn Cảnh nhưng vẫn chậm một bước, không thể xâm nhập vào khu đất xung quanh công viên rừng rậm. Mặc dù hiện tại y đã đầu tư vào quảng trường nhân dân, nhưng nếu có cơ hội đánh tập đoàn Viễn Cảnh một cú thì tất nhiên là y không thể bỏ qua. Để có được danh hiệu là tập đoàn đứng đầu tỉnh Yến về ngành bất động sản không phải là cái thùng rỗng kêu to. Nếu tập đoàn Đạt Tài có được đất của nhà máy thép và nhà máy dược thì sẽ giáng cho ý đồ tiến quân của tập đoàn Viễn Cảnh vào tỉnh Yến một cú, chẳng những khiến các tính toán của tập đoàn Viễn Cảnh thất bại, làm trò cười cho người khác mà hơn nữa còn có ảnh hưởng rất lớn, làm chậm bước đi của tập đoàn Viễn Cảnh ở thành phố Yến, thậm chí ở cả tỉnh Yến. Có thể nói đây là một phát tên bắn được hai con chim. Hạ Tưởng biết rằng chỉ sợ đến lúc đó khu đất của nhà máy thép và nhà máy dược sẽ rơi vào cuộc chiến tranh đoạt, sẽ trở nên cực kỳ thảm khốc. Từ trong tấm lòng của hắn, tất nhiên hắn sẽ cố hết sức lực mà ủng hộ Liên Nhược Hạm. Dự án làng du lịch thì vừa mới được phê duyệt, ngay tại khu du lịch ở một chỗ giữa các sườn núi chỉ mới là một khu đất trống, chỉ có một số nhân viên công tác ở đây dựng lên một số rào chắn đơn giản bao quanh. Tuy nhiên, phong cảnh nơi này đúng là rất đẹp, gió núi miên man, đưa mắt nhìn bốn phía thấy một khoảng trời thật mênh mông, làm cho người ta lập tức thấy mình thật bé nhỏ. Duy nhất một khuyết điểm đó chính là khu này ở trên lưng chừng sườn núi, nếu muốn xuống núi thì cần đi bộ khoảng nửa tiếng. Người có tiền đều toàn là những người lười, không giải quyết được vấn đề đi lại thì việc tiêu thụ của làng du lịch sẽ không tốt được. May mắn là Thịnh Đại cũng đã sớm có đối sách, y chủ động giải thích cho Liên Nhược Hạm. Nếu ở khu này mà làm đường giao thông đi xuống thì rất không thuận lợi. Huyện đã quyết định bỏ vốn, vì làng du lịch mà xây dựng hai trạm cáp treo, chỉ cung cấp riêng cho những hộ gia đình ở trong làng du lịch. Liên Nhược Hạm quay đầu liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, thấy hắn và Cao Lão nói chuyện rất sôi nổi, trong lòng cũng khá tức giận. Cô nghĩ rằng, à, anh gọi em đến đây khảo sát, em cảm thấy khu vực này đúng là cũng rất được, tập đoàn Viễn Cảnh tới nơi này để phát triển cũng không phải là không thể, thế mà anh lại như không có việc gì, cứ núp ở phía sau nói chuyện phiếm với người khác, đúng là rất đáng giận. Khi quay về, lúc trước mặt Thịnh Đại thì Liên Nhược Hạm cũng thể hiện một phong thái của một tổng giám đốc tập đoàn đầy tri thức và xinh đẹp, cũng tỏ ra đắn đo rất đúng kiểu. Các phương diện mà Phó Chủ tịch huyện Thịnh suy xét đúng là rất chu toàn, đúng là một lãnh đạo thật tâm vì công việc. Tập đoàn Viễn Cảnh chúng tôi rất vui mừng vì được tiếp xúc với một người như ngài. Có thể nói, khu đất này rất được, vừa trong lành lại vừa có không gian, lại nằm giữa làng du lịch. Ngoại trừ việc hơi xa trung tâm, vốn đầu tư cũng hơi cao một chút thì tạm thời vào lúc này cũng không phát hiện thêm khuyết điểm nào nữa. Tập đoàn Viễn Cảnh chúng tôi sẽ suy xét một cách cẩn thận về hạng mục này. Sau khi trở về, bước đầu thì tôi sẽ để bộ phận chuyên môn đảm nhiệm triển khai, sẽ đưa ra một hợp đồng. Thịnh Đại mừng rỡ. Ánh mắt của Tổng Giám Đốc Liên thật sáng suốt, các hạng mục ưu đãi cũng như chính sách của huyện thì cũng không cần phải nói. Nếu thực sự tập đoàn Viễn Cảnh quyết định đầu tư dự án làng du lịch thì tôi có thể đề nghị với Chủ tịch huyện Khâu để Phó Chủ tịch huyện Hạ được phân công quản lý cả khối xây dựng và du lịch. Đến lúc đó Phó Chủ tịch huyện Hạ ra mặt, cùng giao tiếp với Tổng Giám Đốc Liên thì như vậy sẽ càng vui vẻ hơn. Liên Nhược Hạm khẽ mỉm cười, không nói gì, nghĩ thầm rằng Thịnh Đại đúng là một nhân vật khéo léo, đã nhìn ra quan hệ giữa cô và Hạ Tưởng là không tầm thường, vì thế đã tung ra một hứa hẹn cũng đủ thành ý. Liên Nhược Hạm đúng thật là đã động tâm, muốn đến huyện An đầu tư vào làng du lịch. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới Khâu Tự Phong là chủ tịch huyện thì trong lòng đang có cảm giác tốt đẹp bỗng nhiên hiện ra một màn sương mù, làm cho lòng cô trở nên cực kỳ không thoải mái. Gia tộc cũng quả thực quá đáng,
không ngờ đề xuất việc liên kết với Khâu gia, lại còn muốn lấy cô để làm công cụ cho đám hỏi chính trị. Cũng tốt đấy, Khâu gia ở Bắc Kinh cũng xem như là một gia tộc lớn, nhưng còn chưa xứng với Ngô gia. Khi Liên Nhược Hạm nhận được cuộc điện thoại đầu tiên của gia tộc, nghe được đối phương đề xuất việc có khả năng sẽ có một đám hỏi chính trị thì cô không chút do dự nói một câu, đừng nói với cháu việc đó, không có đâu. Sau đó không chút khách khí liền chấm dứt cuộc điện thoại. Cô không bận tâm một chút nào về việc đối phương có thân phận là bậc bề trên của cô. Thời điểm cuộc điện thoại lần thứ hai được gọi đến thì giọng điệu của đối phương cũng mềm mỏng đi rất nhiều. Nhược Hạm, cháu là con gái trưởng của gia tộc, những người khác thì cũng được nhưng so về mức độ trọng yếu trong gia tộc thì còn cách cháu khoảng cách rất xa. Cháu cũng nên vì tiền đồ của gia tộc mà suy xét. Liên Nhược Hạm sử dụng một giọng điệu không có cửa để thương lượng. Rất xin lỗi chú có thể để cho ba cháu tự gọi điện cho cháu, để ông ấy thuyết phục cháu. Nếu ông ấy không gọi tới mà chú lại tiếp tục gọi thì chú đừng trách là cháu không nghe máy. Mặt khác, tập đoàn Viễn Cảnh là sản nghiệp của bản thân cháu, từ trước đến bây giờ cháu cũng không lấy một đồng tiền nào của gia tộc cũng không phải tạo ra tiền đồ cho cháu. Vì thế không nên nói rằng cháu phải phục vụ cho lợi ích của gia tộc. Ngoại trừ cháu là con gái của Ngô Gia Gia thì cháu và gia tộc cũng không có gì liên quan nhau, ngay cả họ của cháu cũng là theo họ mẹ. Càn quấy, đừng tưởng gia tộc sẽ không sử dụng lực lượng để đàn áp. Một tập đoàn Viễn Cảnh nhỏ nhoi thì có thể gây ra được sóng gió gì. Cháu là con gái của ba cháu, mặc kệ là họ gì thì cũng là người của Ngô Gia. Giọng nói của người chú đã để lộ ra vẻ uy nghiêm và uy hiếp. Cháu lớn rồi, nên biết điều. Đừng có gây náo loạn nữa. Đứng trước mặt lợi ích của gia tộc thì tất cả những ích lợi gì của cháu đều phải từ bỏ. Cháu họ Liên, không phải họ Ngô, điều này đã biểu lộ thái độ rồi đó. Liên Nhược Hạm lại một lần nữa kiên quyết chấm dứt cuộc điện thoại. Những điều phải nói thì cũng đã nói. Tuy nhiên Liên Nhược Hạm cũng biết, chú của cô tuy rằng uy nghiêm nhưng cực kỳ yêu thương cô, nhưng ông bác thì lại khó mà nói. Nếu gia tộc thật sự dùng lực lượng để đè cô thì cô lấy sức đâu mà chống trả. Đấu tranh không lại với thế lực và mạng lưới khổng lồ của gia tộc thì sao? Cùng lắm là vỗ tay hai cái rồi giải tán, chỉ sợ nhất là tìm đến hạ tưởng để đàn áp. Nếu gia tộc tiếp tục chủ động tạo đám hỏi chính trị với cô, thì cũng rất đơn giản cô sẽ bỏ đi nước ngoài, lúc đó thì ai sợ ai. Tính tình của Liên Nhược Hạm rất quật cường, nếu đã muốn làm thì ai ngăn cũng không được. Năm đó cô vì trốn tránh sự sắp xếp của gia tộc đối với cô nên một thân một mình du ngoạn ở bên ngoài, chưa từng lúc nào tỏ ra sợ sệt. So sánh với cô thì Tào Thù Lê, Tiếu Giai, thậm chí là cả Hạ Tưởng cũng thua cô về mặt cương quyết. Vào buổi trưa, Thịnh Đại thay mặt cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện mở bữa tiệc chiêu đãi nhóm người Liên Nhược Hạm ở nhà khách của huyện. Cao lão không thích tham dự nên muốn tìm một chỗ bên ngoài để ăn cơm. Hạ Tưởng đang còn muốn trốn thì bị Liên Nhược Hạm gọi quay trở lại, bộ dáng cô vừa oán giận lại vừa có vẻ vui đùa. Phó Chủ tịch huyện Hạ, tôi là vì nể mặt mũi ngài nên mới xuống huyện An khảo sát. Thế mà ngài lại bỏ mặc tôi để đi nói chuyện riêng tư với Cao Lão, điều này có chút không phù hợp đấy. Hạ Tưởng thấy Liên Nhược Hạm mất hứng, cũng không biết làm sao để chọc cô cả, đành phải cười trừ. Tổng Giám đốc Liên nói đùa. Sự thịnh tình của Cao Lão như vậy thì làm sao tôi cự tuyệt được. Tuy nhiên, nếu Tổng Giám đốc Liên đã nói như vậy, Cao Lão, thôi chúng ta ở lại được không? Hạ Tưởng đem bóng sút trả cho Cao Lão. Cao Lão là ông cụ đã thành tinh, tất nhiên biết rằng Liên Nhược Hạm không muốn Hạ Tưởng rời khỏi tầm mắt của cô, vì thế nên cười nói. Tốt, vậy chúng ta sẽ không riêng biệt hóa, đợi nghe chỉ bảo của Tổng Giám đốc Liên, ở lại thôi. Hạ Tưởng và Cao Lão hai người phân biệt ngồi ở hai bên người của Liên Nhược Hạm, điều này lẽ ra là không đúng với quy củ, nhưng tập đoàn Viễn Cảnh muốn vậy nên phải chiều. Hơn nữa, Thịnh Đại và Hạ Tưởng cũng có quan hệ tốt nên không thèm để ý đến nhiều điều lắm. Phó Chủ tịch huyện Dương ngồi ở phía dưới, trong lòng có chút tức giận, vì cái gì Hạ Tưởng lại ngồi ở ghế trên mình. Tuổi thì ít, thế mà một chút quy củ cũng không tuân theo. Thịnh Đại nhận thấy vẻ bất mãn của Phó Chủ tịch huyện Dương thể hiện ở trên nét mặt, nghĩ thầm rằng thằng cha này thật hồ đồ, thế mà không nhìn ra được Tổng Giám đốc Liên rất coi trọng Hạ Tưởng, cũng nhìn không ra được Liên Nhược Hạm là vì mặt mũi của Hạ Tưởng mới tới huyện An khảo sát. Nếu không có Hạ Tưởng thì một người như Dương Đức Hoa mày cũng đừng có cơ hội ngồi cùng chỗ với Tổng Giám đốc Liên, ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có. Tập đoàn Viễn Cảnh là tập đoàn gì?
là nhà đầu tư công viên rừng rậm, là tập đoàn lớn đã đầu tư hơn 100 triệu tệ mà có thể chờ đợi mấy năm không cần phải hồi báo, ngay cả thị trưởng Trần cũng phải nhìn mặt mà cười nói với nhà đầu tư ở Bắc Kinh này. Nếu không có quan hệ của Hạ Tưởng, thành phố Yến có 10 mấy huyện, so với huyện An thì huyện có điều kiện tốt hơn cũng có rất nhiều. Đừng nói tập đoàn Viễn Cảnh không tới huyện để đầu tư, cho dù có đầu tư thì cũng không tới lượt tới huyện An. Là người hồ đồ, bị người ta dùng làm súng rồi còn không biết tự trọng. Thịnh Đại càng lúc càng nhìn Dương Đức Hoa không vừa mắt. Rất tốt là tất cả mọi người ở đây đều là những người ngoại giao khéo léo, độ náo nhiệt của bữa tiệc đạt tới hiệu quả mong muốn của Thịnh Đại. Sau khi ăn xong, Thịnh Đại lấy cớ có việc đề xuất cáo từ, y nói. Phó Chủ tịch huyện Hạ và Tổng Giám đốc Liên quen biết đã lâu, vậy thì ở đây bồi tiếp Tổng Giám đốc Liên đi nhé. Tôi chút nữa phải chủ trì một cuộc họp, do đó không thể tiếp tục bồi tiếp Tổng Giám đốc Liên nữa, xin Tổng Giám đốc Liên tha thứ. Chủ trì cái gì mà chủ trì, ông lại nghĩ là tôi không biết à? Hạ Tưởng thấy lời nói dối của Thịnh Đại vừa thấy bực mình lại vừa thấy buồn cười, nói dối cũng không ra hồn. Dương Đức Hoa thì lại không có ánh mắt như vậy, muốn ở lại để nói chuyện với Cao Lão về làng du lịch, hỏi ông ta về việc như thế nào để lợi dụng đầy đủ các ưu thế tài nguyên của khu du lịch. Cao Lão ứng phó mấy câu, ông ta cũng biết tập đoàn Viễn Cảnh cũng không tính toán là đầu tư vào làng du lịch, đồng thời đối với Dương Đức Hoa chỉ là một quan chức thuần túy đầy quan liêu nên ngay cả một chút hứng thú mà ông ta cũng không có. Không ngờ Dương Đức Hoa cứ quấn quýt không rời, Cao Lão rất bực mình. Phó Chủ tịch huyện Dương, tôi thường có thói quen nghỉ ngơi vào buổi trưa. Bây giờ tôi phải đi nghỉ trưa rồi, xin lỗi nhé. Dương Đức Hoa nét mặt đầy vẻ xấu hổ, vội nói. Là tôi vô ý, rất xin lỗi Cao Lão. Vậy tôi xin cáo từ trước. Y muốn đi thì cứ đi, lúc này lại lắm miệng nói một câu. Phó Chủ tịch huyện Hạ, cùng nhau trở về thôi. Tôi và Tiểu Hạ là bạn vong niên, tôi có chuyện cá nhân cùng nói chuyện với anh ta chút. Cao Lão vẻ mặt tức giận, quả thật là hết cách nói với Dương Đức Hoa. Dương Đức Hoa phẫn nộ rời khỏi, khi đi xuống dưới lầu còn bất mãn nói. Có chuyện gì thì đều nói chuyện bí mật với Phó Chủ tịch huyện Hạ. Nếu vậy thì tôi là một Phó Chủ tịch huyện được phân công quản lý lĩnh vực này chỉ để trang trí thôi à? Thịnh Đại đi một bên cạnh thình lình nói ra một câu. Lão Dương, hiện tại nếu cậu chủ động lui ra thì không chừng còn có thể mò được một chút chỗ tốt, nếu không. Ha ha! Thịnh Đại nói xong liền bước đi, Dương Đức Hoa đứng sững sờ tại chỗ một hồi lâu, cuối cùng lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Ra rồi, quên đi, không nghĩ nữa. Cao Lão nói thói quen nghỉ trưa cũng không phải là để lừa gạt người khác. Dương Đức Hoa vừa rời khỏi, ông ta cũng không kìm chế nổi nữa, liền sang phòng bên cạnh ngủ. Nhà khách huyện ủy dành riêng cho tập đoàn Viễn Cảnh 5 phòng để bọn họ có thể nghỉ ngơi tại đây. Tất nhiên Hạ Tưởng đi đến phòng của Liên Nhược Hạm, hắn biết, Liên Nhược Hạm chắc chắn nói ra suy nghĩ của mình. Quả nhiên, chờ mọi người rời khỏi, đột nhiên Liên Nhược Hạm liền nhào vào trong lòng ngực của Hạ Tưởng, dịu dàng nói. Ôm em chặt vào. Một cơ thể mềm mại đẹp như viên ngọc nằm ở trong lòng, Hạ Tưởng ôm chặt lấy cái eo nhỏ của cô, dùng sức ghì chặt vào người mình, rồi hắn nhỏ giọng nói bên tai cô. Anh không biết em đang xảy ra vấn đề gì, nói cho anh. Có phải người trong nhà lại ép em việc gì đó? Liên Nhược Hạm gật đầu giống như một con gà đang mổ thóc vậy, cái cuối cùng đập mạnh vào trong ngực của Hạ Tưởng, làm cho hắn có chút đau đớn âm ỉ. Giọng điệu cô có vẻ buồn bã nhưng cũng rất quyết liệt. Bọn họ muốn ép em lập gia đình, yêu cầu em làm vật hy sinh cho đám hỏi chính trị. Bọn họ muốn bài binh bố trận với em, đừng mơ. Em vẫn không nói cho anh, thật ra tập đoàn Viễn Cảnh là tài sản của cá nhân em. Không có một chút quan hệ nào với gia tộc cả, không phải là tài sản của gia tộc. Hơn nữa, em cũng chưa từng nhận qua lợi ích nào từ phía gia tộc. Tuy nhiên, một ít người trong tập đoàn là người trong gia tộc, còn có những người là do gia tộc cử tới để âm thầm giám thị em. Còn có việc này nữa, Phó Chủ tịch tỉnh Cao đến tỉnh Yến là để bành trướng thế lực, mặt khác cũng là để tạo áp lực cho em, để em biết rằng em vĩnh viễn không thể thoát ly được phạm vi thế lực và sự khống chế của gia tộc. Hơn nữa, Cao Lão trên danh nghĩa là tổng phụ trách về mặt thiết kế, trên thực tế cũng là để giám thị nhất cử nhất động của em rồi báo cáo về gia tộc, có đúng không? Liên Nhược Hạm nói chưa dứt câu thì Hạ Tưởng lập tức đoán được vai trò hai mặt của Cao Lão. Đúng vậy, Cao Lão là một trong những thành viên trung tâm của gia tộc.
Tuy rằng ông ta không nằm trong tầng lớp đưa ra các quyết sách, nhưng ý kiến của ông ta rất được coi trọng. Vậy Cao lão có thường xuyên báo cáo với gia tộc về những việc mà em đã làm? Hạ Tưởng quan tâm đến một người hòa ái, dễ gần như Cao lão, nhưng quả thật sự có mặt của ông ta lại giống như một gián điệp, điều này làm cho người khác đúng là thất vọng. Em cũng không rõ lắm, tuy nhiên theo em đoán những gì nên nói thì Cao lão nói, những gì không nên nói thì chưa nói. Đột nhiên sắc mặt Liên Nhược Hàm hơi đổi, khuôn mặt nhỏ nhắn thể hiện vẻ mặt kiên nghị. Em luôn tôn trọng Cao lão, nhưng nếu ông ta đúng là một người hay đâm thọc thì em cũng không lưu tình với ông ta. Hạ Tưởng thở dài một tiếng. Sự tình còn có phương pháp khác để giải quyết, anh sẽ đích thân nói chuyện với Cao lão để chứng thực việc này. Nếu ông ta thực sự đứng ở phía đối lập, thì ngay cả anh cũng đành phải cắt đứt quan hệ với ông ta. Nếu vậy với việc ông ta mới quen đã thân, nếu tiếp tục nói chuyện tiếp với ông ta thì chỉ sợ sẽ có bất lợi với em. Vì thế, anh cũng phải phòng bị. Liên Nhược Hàm nhẹ nhàng, vâng, một tiếng, giọng điệu ngọt ngào như mật. Dù sao em cũng là của anh, ai cũng đừng nghĩ tới việc chia rẽ chúng ta. Bỗng nhiên cô lại ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Hạ Tưởng. Anh có biết bọn họ muốn em đính hôn với ai không? Sự bất an, phiền muộn không rõ lý do trong lòng Hạ Tưởng trước đây bỗng nhiên tìm ra được một cửa để giải phóng. Khâu Tự Phong, Ngô gia của em ở Bắc Kinh rốt cuộc là một gia tộc khủng bố kiểu gì? Em vẫn chưa nói cho anh về gia tộc của em. Thứ nhất là bởi vì em không có cảm tình với bọn họ, thứ hai là đối với thế lực của bọn họ thì em cũng không rõ lắm. Ba của em đứng hàng thứ hai trong nhà, còn có một bác, một chú và một cô. Nhưng quan hệ của em với bọn họ đã sớm bất hòa, kể cả ba em. Ba em, bác cả, chú đều là cán bộ cấp tỉnh, cũng không tính là giỏi, trong gia tộc em người có quyền uy nhất chính là ông nội em, ông ấy. Thôi, tốt nhất là không nói tới ông ấy. Chương 272, ước định với Liên Nhược Hàm. Rốt cuộc Liên Nhược Hàm cũng mở nội tâm ra, nói về gia cảnh của cô với Hạ Tưởng. Lúc em 3 tuổi thì mẹ và ba em ly hôn với nhau. Sau đó mẹ em đi ra nước ngoài, từ đó về sau không quay về nhà nữa. Mà sau đó ba em tái hôn, luôn làm quan ở phía Nam và Tây Bắc, quay về Bắc Kinh rất ít. Bởi vì nguyên nhân là có bà vợ sau nên ông ta luôn lấy lý do là công tác rất bận rộn, không mang em theo bên người. Em một mình ở Bắc Kinh, lớn lên trong nhóm các anh em con chú con bác. Mỗi lần nhìn thấy người khác có ba mẹ để quây quần thì trong lòng em lại như muốn khóc lên. Sau khi lớn lên, đối với ba em thì càng ngày em càng hận, có lẽ trong sự hận thù của em còn có sự trộn lẫn của sự bất mãn vì không được yêu mến, tóm lại là yêu hận đan xen. Em thề trong lòng, em chỉ là người thuộc về em, không thuộc về bất cứ người nào, không thuộc về ba hay mẹ, lại càng không phụ thuộc vào gia tộc. Vì thế, khi học ở trung học thì em đã bắt đầu công việc buôn bán, từ từ rồi càng ngày làm càng lớn, đến lúc tốt nghiệp đại học thì đã thành lập nên tập đoàn Viễn Cảnh. Không ngờ khi vừa tốt nghiệp đại học thì gia tộc lại lấy đám hỏi chính trị ra để sắp xếp cho em. Em là người chẳng có cảm tình gì cả đối với gia tộc, ngay cả ba và mẹ em thì trong đầu của em cũng chỉ là những hình bóng mơ hồ, vậy nên gia tộc đã là cái gì? Vì thế em cự tuyệt sự an bài của bọn họ. Bọn họ rất bất mãn, bảo với ba em gọi điện thoại để gây áp lực cho em. Em chỉ hỏi ba em ba câu, ba nói cho con biết vì sao ba và mẹ chia tay nhau. Ba nói xem nhiều năm như vậy ba có thương yêu con không? Ba nói cho con biết là con nên vì tình yêu và sự nghiệp của ba, nếu vậy lúc ba bỏ con ở lại Bắc Kinh thì trong lòng ba có chút áy náy nào không? Hỏi xong ba câu này, ông ta không trả lời nổi một câu liền dập điện thoại, từ đó tới nay cũng không dám gọi điện thoại lại cho em nữa. Không nghĩ tới Liên Nhược Hàm lại có chuyện thương tâm như vậy, Hạ Tưởng ôm cô thật chặt, trong lòng trở nên rất xúc động. Cô là người có hoàn cảnh bất hạnh. Trách không được thời điểm mới quen cô ở huyện bá thì tính tình của cô vừa quật cường lại vừa có vẻ tự do. Thế lực của gia tộc của Liên Nhược Hàm rất khổng lồ, tuy rằng cô nói rất đơn giản nhưng trong lòng Hạ Tưởng không tự tin chút nào. Với tuổi của Liên Nhược Hàm thì bậc cha chú của cô làm quan tới cấp tỉnh hay bộ là việc bình thường, chủ yếu là ông nội cô rốt cuộc là thần thánh phương nào. Có lẽ với tầm ảnh hưởng của ông cụ có lẽ giống như tồn tại một tồn tại của cấp bậc khủng bố. Hạ Tưởng không dám đoán bừa. Tuy nhiên, bọn họ cũng không buông tha cho em, muốn dùng mọi biện pháp để ép em phải đồng ý. Vì thế, em đem công ty giao cho người khác xử lý, còn em thì chạy đến một nơi thật xa, thứ nhất là để giải sầu, thứ hai là tránh giằng co với bọn họ.
vào đúng thời điểm đó, rất không may là lại gặp anh. Trong mắt Liên Nhược Hàm có cái gì đó lóng lánh, cô bình tĩnh nhìn Hạ Tường, cười có vẻ có chút cổ quái mà lại vui vẻ. Bây giờ em mới biết được, so với nỗi bất hạnh trước kia thì việc gặp anh mới là nỗi bất hạnh lớn nhất trong đời em. Hạ Tường lấy tay nhéo cái tai của cô. Anh thực sự tốt vậy sao? Anh cũng không biết hóa ra uy lực của anh lại lớn đến như vậy. Xì, đã được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Nếu không gặp anh, thì làm sao em lại tới nông nỗi như ngày hôm nay? Liên Nhược Hàm đánh một cái vào trong lồng ngực rắn chắc của Hạ Tường, vẫn còn chưa hết căm hận, lại giơ chân đá hắn một cái. Anh thì tốt rồi, định trêu em à? Làm hại em bây giờ ở vào thế nửa vời. Anh nói xem, không cưới em thì rốt cuộc em phải làm sao bây giờ? Hạ Tường nghe xong lời nói của Liên Nhược Hàm, bỗng nhiên nghĩ thông suốt vấn đề. Nghe em nói như vậy thì dường như lực ảnh hưởng của gia tộc đối với em cũng rất hữu hạn. Vậy trước kia em nói với anh, với áp lực của gia tộc em, nếu anh cưới em thì em không cách nào ở cùng với anh một chỗ được, sẽ bị gia tộc tìm cách hãm hại, rốt cuộc là chuyện đó thật hay giả? Anh là người thật khờ hay là đang muốn chọc giận? Liên Nhược Hàm bất mãn nói. Lực ảnh hưởng của gia tộc đối với em thì hữu hạn, những bọn họ có biện pháp để cho anh đi vào khuôn khổ. Cũng có khi đưa ra những biện pháp để cho tiền đồ của anh ảm đạm, chỉ cần bọn họ phát hiện ra được anh tồn tại thì sẽ là như vậy. Đương nhiên, em cũng không ngốc, là một cô gái thì ai chẳng muốn cùng với người mình yêu quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Em cũng muốn dùng một số phương pháp giả giả thật thật, làm cho anh phải quyết định cưới em. Liên Nhược Hàm lớn mật mà nói ra lời từ tận sâu trong cõi lòng. Cô nhìn Hạ Tường không chớp mắt, chờ hắn trả lời. Chỉ hận là chúng ta biết nhau chậm một chút, nếu bây giờ anh phụ bạc cô bé Lê để cưới em có thể tưởng tượng ra cô bé sẽ thương tâm đến cỡ nào. Có thể làm ra việc ngốc như vậy không? Hạ Tường lại đem Liên Nhược Hàm ôm vào lòng, biết nỗi tâm tư của cô. Có thể nói rằng lúc này lòng dạ của cô hẹp hòi cũng được, mà cố ý ép buộc hắn phải cưới cô cũng được. Theo góc độ cô mà suy xét ra thì cũng không có gì đáng trách. Cô bé Lê so với em thì mỏng manh hơn nhiều. Không được kiên cường như em. Nếu làm thương tổn cô bé, anh cũng không dám tưởng tượng. Liên Nhược Hàm nhẹ nhàng nói. Em cũng biết, em không có quyền cướp đoạt anh từ trong tay của cô bé. Nếu là một người khác, chắc chắn em sẽ không cam lòng, nhưng đối với cô bé Lê, em cũng không đành lòng để cô ấy bị tổn thương. Cô bé quá thiện lương, rất đáng yêu. Bỗng nhiên, vẻ mặt của cô lại trở nên thoải mái và mỉm cười, dẫy khỏi sự ôm ấp của Hạ Tường. Bây giờ em đang nghĩ thông rồi. Nghĩ thông cái gì? Không nói cho anh biết, anh đoán thử xem. Anh đoán không ra. Nếu đoán không ra thì tự nghẹn trong lòng đi. Người vợ chưa cưới trước kia của Khâu Tự Phong là Mai Hiểu Lâm. Em đã biết, ừ, cũng là vừa mới được biết. Vậy em có cảm giác như thế nào với Khâu Tự Phong? Hạ Tường làm bộ mặt rất khẩn trương hỏi thăm. Em cảm thấy cũng được, người trắng trẻo, đeo cặp kính mắt. Nói chuyện khá khách khí, đi đứng nhẹ nhàng, có vẻ là người tốt. Liên Nhược Hàm liền cố ý chọc giận Hạ Tường, còn làm cho vẻ mặt có vẻ là không phục lắm. Gả cho y cũng không tính là chịu thiệt, có đúng không? Sao không thiệt? Vẻ mặt của Hạ Tường như ăn phải giấm chua nói. Vẻ mặt của Khâu Tự Phong trắng nõn, khi còn trẻ thì đây chính là một công tử bột, về già thì đây chính là người đại gian đại ác. Hiện tại thì bên ngoài tỏ vẻ cười nhưng bên trong lại không có chút nào tươi cười cả, em thấy thế nào, có giống như là thái giám ngày xưa không? Thái giám? Liên Nhược Hàm sửng sốt, sau đó cười vui vẻ rồi đánh Hạ Tường một cái. Anh cũng thật là xấu xa, đây là lần đầu tiên em được nghe anh mắng chửi người khác. Chẳng lẽ đúng là anh để ý tới em? Đương nhiên là anh để ý, em là sinh mạng của anh, không để ý sao được? Hạ Tường ngang ngược nói. Để dụ dỗ một cô gái, có đôi khi cũng cần phải nói dối. Liên Nhược Hàm cảm động, cô nắm chặt lấy cánh tay của Hạ Tường. Em biết là anh không nói thật, tuy nhiên đối với em thế là đủ rồi. Sự tình với Khâu Tự Phong thì anh không cần phải lo lắng, việc cần diễn ra thế nào rồi nó sẽ diễn ra thế đó, anh không phải xen lấn vào. Em không phải là Mai Hiểu Lâm, đối với gia tộc thì cũng không có lòng trung thành lắm, nếu áp bức quá, cùng lắm là em ra nước ngoài. Nhắc tới nước ngoài, Hạ Tường bỗng nhiên nghĩ ra một việc. Có khi việc đó đối với em cũng có điểm lợi. Việc này là dễ làm nhất, em sẽ nghĩ ra một biện pháp.
anh nói em có nên nhập quốc tịch Mỹ không? Liên Nhược Hạm đúng là rất nghe lời Hạ Tưởng, hắn vừa nói ra liền làm cô thấy động tâm. Tuy rằng đất nước Mỹ đúng là một quốc gia chủ nghĩa tư bản gian ác, để Liên Nhược Hạm của anh đi tới nơi đó thì anh cũng không yên tâm lắm. Tuy nhiên ngẫm nghĩ lại, với bản lĩnh và tính cách của Nhược Hạm thì sang Mỹ cũng không bị thiệt thòi, xem như trợ giúp nhân dân đất nước Mỹ tiến bộ. Lời nói của Hạ Tưởng làm Liên Nhược Hạm phải bật cười. Cô cắn môi, cặp mắt trở nên thật quyến rũ, cúi xuống nói bên tai Hạ Tưởng một câu. Lập tức Hạ Tưởng trở nên có chút sững sờ, sau đó mới phản ứng lại được, nói với vẻ rất khó tin. Thật sự, tất nhiên là thật, tuy nhiên em còn có hai điều kiện khác nữa. Liên Nhược Hạm tiếp tục biểu lộ một vẻ mặt mị hoặc yêu kiều khiến trong lòng Hạ Tưởng trở nên ngứa ngáy. Điều kiện gì? Hạ Tưởng vội vàng hỏi. Tạm thời không nói trước với anh được, đến lúc đó nói sau. Hạ Tưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Em càng ngày càng trở nên yêu nghiệt, anh chịu thua em. Em cũng không phải là vợ của anh, cả đời này, anh cũng đừng hy vọng trị được em. Liên Nhược Hạm nghiến răng nghiến lợi nói. Từ đây cũng có thể thấy được đối với việc Hạ Tưởng không thể cưới cô làm cô vẫn luôn canh cánh trong lòng. Buổi chiều Thịnh Đại tới đi cùng với Liên Nhược Hạm, kể ra một cách tỉ mỉ các chính sách ưu đãi. Lúc y nói, Liên Nhược Hạm chỉ nghe, không phát biểu ý kiến gì cả. Vì Hạ Tưởng nói là muốn tập đoàn đạt tài đến đầu tư nên cô đã chặt đứt các ý niệm tới Huyện An để đầu tư trong đầu. Nhất là sau khi Hạ Tưởng biết Ngô Gia muốn cùng với Khâu Gia làm đám hỏi thì lại càng không cho phép cô đi lại nhiều tới Huyện An. Chưa kể nói tới việc Hạ Tưởng có vẻ rất khẩn trương làm Liên Nhược Hạm đúng là hơi có chút đắc ý. Cô gái nào cũng đều thích mình là người được để ý, Hạ Tưởng lộ vẻ khẩn trương và nhỏ mọn, điều này chứng tỏ trong lòng hắn đúng là có ăn phải quả đắng. Hạ Tưởng ghen là ghen, nhưng việc chính thì vẫn phải làm. Hắn một mình tránh ở trong phòng cùng với Cao Lão thảo luận về vấn đề nhà ở cao tầng. Vào lúc thảo luận rất sôi nổi, đột nhiên hắn hỏi một câu. Cao Lão, nếu một ngày nào đó bỗng nhiên cháu phát hiện được một người mà cháu luôn cực kỳ coi trọng âm thầm làm một việc có lỗi với cháu. Lúc này cháu nên đối mặt như thế nào? Vẻ mặt tươi cười trên mặt Cao Lão lập tức đọng lại, ánh mắt nhìn Hạ Tưởng một hồi lâu không chớp mắt, bỗng nhiên cười đầy thâm ý. Ông bạn nhỏ! Ngụ ý của cậu là nói tôi già mà không đáng kính, âm thầm mật báo cho gia tộc phải không? Cháu cũng không dám chỉ trích Cao Lão. Cao Lão đức cao vọng trọng, cháu không có tư cách để nói là ngài không phải. Hạ Tưởng nói rất khách khí, tuy nhiên giọng điệu không có vẻ tôn kính như vậy. Hắn kết giao với người khác thì luôn luôn hiền lành, rất ít khi trở mặt với người khác. Nhưng hắn cũng nắm chắc trận tuyến của mình, Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm là các giới hạn không thể chạm của hắn. Cao Lão ngây người sửng sốt, bỗng nhiên cười ha hả. Tiểu Hạ ơi Tiểu Hạ, cho tới nay tôi còn tưởng cậu đã điềm đạm, thành thục và chắc chắn, không bao giờ lộ tâm huyết và kích động. Không nghĩ tới hôm nay cũng có thể nhìn thấy lúc cậu thất thố. Ha ha, điều này mới làm tôi cảm giác được cậu là một người rất rõ ràng. Thanh niên trẻ tuổi, vì hồng nhan của mình mà trở nên giận dữ mới đúng là có tình cảm thực sự. Sau khi cười xong, Cao Lão lại thay đổi một bộ mặt rất nghiêm túc. Tôi già rồi, lại là người xuất thân từ thiết kế, đối với quyền lực thì không có ham muốn gì, do đó không có gì có thể chế ước được tôi cả. Hơn nữa, bên trong gia tộc, tôi ở vị trí không cao cũng không thấp, tuy rằng không có tư cách tham dự các quyết sách trọng đại gì, nhưng khi nói chuyện cũng có một chút phân lượng. Tuy nhiên tôi cũng có một ưu điểm, đó là việc gì không nên nói thì tôi không nói. Vì thế... Bọn họ đối với một ông lão như tôi xem ra cũng khá tôn trọng, cũng có sự yên tâm. Bọn họ yêu cầu tôi báo cáo định kỳ các hành tung của Liên Nhược Hạm, nhất là vấn đề về phương diện tình cảm của cô ấy. Tôi vốn không muốn, tuy nhiên vì có thể tới thành phố Yến để nhìn một cái, muốn thể hiện tài năng của mình ở thành phố này, lưu lại bút tích của chính mình. Vì thế tôi cũng phải miễn cưỡng mà đáp ứng. Hạ Tưởng nghe chính mồm Cao Lão thừa nhận rằng ông ta đúng là giám thị các hành động của Liên Nhược Hạm. Trong lòng hắn bỗng xuất hiện cảm giác mà không hiểu cảm thụ như thế nào. Cao Lão tiếp tục nói. Nói thật, tôi khá thích cô bé Liên Nhược Hạm này, rất tùy hứng nhưng lại không mất đi tính nguyên tắc. Trông có vẻ kiên cường nhưng thật ra lại rất yếu đuối. Từ nhỏ tới lớn, tuy cô bé rất được gia tộc sủng ái, nhưng cô và bọn họ không hợp nhau. Tôi nhìn cô bé lớn lên, vẫn xem như cô bé là con gái của tôi để đối đãi. Đối với cô bé, tôi chỉ có một kỳ vọng. Chính là hy vọng cô bé có thể sung sướng, vui vẻ,
có thể làm việc mà cô bé muốn làm, có thể thích người mà cô ấy thích, chẳng sợ người kia không thể có hôn nhân với cô bé. Hạ Tưởng cúi đầu, mắt của Cao lão sáng như đuốc, đã sớm nhìn ra tình cảm giữa hắn và Liên Nhược Hạm, và cũng biết rằng lựa chọn của hắn chính là Tào Thù Lê. Cao lão thấy bộ dáng của Hạ Tưởng như vậy thì cười ha hả. Đừng xấu hổ, mấy ngàn năm qua một người đàn ông vẫn có mấy bà vợ và nàng hầu, một vợ một chồng cũng chỉ mới mấy chục năm qua, nếu muốn ngay lập tức để đàn ông giữ nguyên đức tính thành thật như vậy thì cũng không phải là dễ dàng. Tôi cũng không phải là một ông lão cổ hủ, có một số việc trong lòng tôi rất rõ ràng, tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết. Đương nhiên, các việc liên quan tới Nhược Hạm thì tôi phải báo cáo cho gia tộc, nếu không báo cáo thì bọn họ sẽ phái người khác tới. Mỗi lần báo cáo như vậy tôi cũng chỉ có hai chữ, đó là bình thường. Mặc dầu bọn họ cũng không quá tin tưởng nhưng cũng không dám hỏi tôi nhiều. Hừ, ở trước mặt tôi mà muốn nghi ngờ thì bọn họ cũng phải đủ tư cách mới được. Cao lão giống như một đứa trẻ, vẻ mặt cười xấu xa như đã thực hiện được âm mưu nào đó, ông ta nói. Thế nào anh bạn, một ông lão như tôi xem như xứng trước đấy chứ? Cậu còn có ý kiến nào với tôi nữa không? Không có. Hạ Tưởng khuất phục, so với tính trẻ con của Cao lão thì vẻ già trước tuổi của mình, hắn phát hiện ra vẫn còn non nớt hơn hẳn, đành phải nhận thua. Rất xin lỗi Cao lão, tôi hiểu lầm ngài. Nếu cậu không vì Nhược Hạm mà đứng ra chất vấn thì mới làm tôi xem thường. Cao lão giơ tay gõ một cái không nặng cũng không nhẹ trên đầu Hạ Tưởng. Tuy nhiên, tôi cũng phải đánh cậu một chút, ai cho cậu được tiện nghi như vậy. Nhược Hạm tốt như thế, sau này đi theo cậu thì cậu phải đối đãi tốt với cô ấy một chút, nếu không tôi cũng phải tìm tới cậu để gây phiền toái. Hạ Tưởng xoa xoa lấy đầu, cười ngây ngô một hồi. Tốt rồi, chuyện phiếm nói xong, chúng ta tiếp tục thảo luận sang việc chính sự. Cậu cảm thấy giai đoạn hiện tại nếu thiết kế nhà cao tầng ở thành phố Yến thì thị trường thế nào? Cao lão lại bắt đầu thảo luận sang vấn đề bất động sản và quy hoạch, đúng là không chịu ngừng nghỉ đi một giây phút nào cả. Hạ Tưởng cũng bị ông ta làm cho đau đầu, lúc này cũng không thể không vận động hết tinh thần ứng phó, ai bảo Cao lão đã thay hắn và Liên Nhược Hạm giấu giếm chân tướng sự thực. Bởi vì nguyên nhân là Cao lão nên tập đoàn Viễn Cảnh buổi chiều mới quay về. Đợi cho tập đoàn Viễn Cảnh rời khỏi, Thịnh Đại bước thấp bước cao, trong lòng tràn đầy vui mừng khi nghĩ đến tập đoàn Viễn Cảnh sẽ tới đầu tư tại huyện An này. Chờ Liên Nhược Hạm đi khỏi, Thịnh Đại liền muốn lôi kéo Hạ Tưởng cùng nhau đi ăn cơm, muốn từ trong miệng hắn moi móc một ít tin tức. Hạ Tưởng không chịu nổi sự nhiệt tình nên đành cùng ăn cơm với y, đồng thời nói cho y rằng cũng không nên gấp gáp. Tập đoàn Viễn Cảnh lên giọng là phải tham gia vào làng du lịch của huyện An thì chắc chắn các nhà đầu tư khác cũng sẽ có ý tưởng tương tự. Đến lúc đó lôi kéo mấy nhà, xem nhà nào điều kiện ưu đãi nhất rồi sẽ chọn lấy một. Tuy rằng Thịnh Đại cảm thấy tập đoàn Viễn Cảnh là lựa chọn tốt nhất, nhưng Hạ Tưởng với một bộ dạng tất cả đã được định liệu trước rồi nên cũng không tốt nói thêm điều gì nữa. Vì thế y nói, ngày mai tôi sẽ đề nghị với chủ tịch huyện Khâu để Lão Dương nghỉ ngơi một chút đi. Hiện tại ông ta cũng hơi già mà hồ đồ rồi. Đừng, tôi thấy là việc này nên để bí thư Lý chỉ đạo, còn tôi xem như là chân chạy cho ngài, tôi cũng không muốn xuất đầu lộ diện đâu. Hạ Tưởng suy xét hiện tại chắc chắn Khâu Tự Phong cũng đã biết quan hệ chặt chẽ giữa mình và Liên Nhược Hạm, khẳng định là y cực kỳ khó chịu. Lúc này không phải là lúc để chủ động tìm sự phiền phức. Trong lòng Thịnh Đại thì lại lý giải rằng Hạ Tưởng không kể công, đây là vì y mà suy nghĩ. Vì thế trong lòng y cảm động, vỗ vỗ bả vai Hạ Tưởng nói. Ông em Hạ, lúc này cậu giúp tôi vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, về sau tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu. Dưới sự vận tác của Hạ Tưởng, hai ngày sau thì bất động sản Thiên An với Tổng Giám đốc là Tôn Hiện Vĩ cũng đến huyện An để khảo sát hạng mục làng du lịch, đối với hạng mục này cũng tỏ ra vẻ cực kỳ hứng thú. Cùng với bất động sản Thiên An kéo tới còn có các phóng viên của các tòa soạn báo trong tỉnh. Lại còn cả phóng viên của đài truyền hình thành phố cũng đi theo. Hạ Tưởng thấy phong cách làm việc của Tôn Hiện Vĩ cũng cảm thấy rất vừa lòng. Bất động sản Thiên An đi rồi, tại phạm vi trong thành phố Yến xem như đã tiến hành tuyên truyền một lần, tuy rằng quy mô không lớn nhưng bởi vì có tập đoàn Viễn Cảnh tham gia nên huyện An đã làm dẫn nổi đến vô số người chú ý. Rất nhiều người dân thành phố Yến đã đem ánh mắt nhìn về phía huyện An ở phía tây của thành phố Yến, nơi cách thành phố Yến 70 km. Mọi người đều đoán giả đoán non, không hiểu thế nào mà huyện An lại lập tức trở thành một huyện ngôi sao như vậy. Thật ra trong quan trường,
Bởi vì huyện An có 3 người trẻ tuổi làm lãnh đạo cấp phó chủ tịch huyện trở lên thì đã sớm trở thành một huyện ngôi sao. Nhưng người dân bình thường thì hiển nhiên có tiêu điểm khác với cán bộ. Bọn họ cảm thấy hứng thú nhất chính là huyện An đã thu hút được sự chú ý của một số tập đoàn nổi tiếng. Bởi vì tất cả mọi người đối với tập đoàn Viễn Cảnh thì rất quen thuộc, đối với bất động sản Thiên An cũng xem như có chút ấn tượng, vì mỗi người đều phải mua thực phẩm mà chợ bán sỉ rau quả ở phố Thập Lý là kiệt tác của bất động sản Thiên An, ai ai cũng rõ điều này. Bởi vậy, mượn ảnh hưởng của tập đoàn Viễn Cảnh và bất động sản Thiên An, huyện An càng lúc càng trở nên nổi tiếng. Chương 273, Đầu tư và tra án. Tại Ủy ban Nhân dân thành phố Yến, trong phòng làm việc của thị trường, Trần Phong thấy báo giấy đã đưa tin, cười ha hả nói với Giang Thiên. Không cần phải nói, đây chính là bút tích của Hạ Tưởng. Cậu nói xem tiểu hạ sao lại mưu ma trước quỷ nhiều đến như vậy. Xem ra biện pháp vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, hơn nữa biện pháp này mới nhìn qua thì cũng không thấy có chút gì thần kỳ. Nhưng xem xét cẩn thận thì biện pháp của cậu ta luôn luôn có rất nhiều ứng dụng, vừa có thể mượn lực để đẩy lực, lại vừa có thể ngang ngạnh tấn công. Tôi thật sự cũng có điểm khâm phục, đầu óc của cậu ta đúng là rất tốt. Giang Thiên cười nói. Phó chủ tịch huyện Hạ có năng lực, lại có ánh mắt kinh doanh xuất chúng. Bất kể là đi đến nơi đâu, anh ta cũng đều có đất dụng võ. Trần Phong quan sát Giang Thiên vài lần, đột nhiên hỏi. Giang Thiên, cậu theo tôi thời gian cũng không ngắn, có phải cũng có ý tưởng được đi ra bên ngoài không? Thị trưởng Trần, tôi. Giang Thiên đột nhiên kích động mà đứng lên. Xoa xoa tay, bộ dáng chân tay có vẻ luống cuống. Tôi không xa rời được lãnh đạo. Trần Phong khoát tay. Không xa rời cũng phải rời khỏi. Tôi cũng không muốn để cậu ra ngoài, dù sao để tìm một thư ký có đủ tư cách cũng không dễ dàng, tuy nhiên cũng không thể làm chậm trễ tiền đồ của cậu được. Chủ tịch huyện của huyện cảnh bị điều đi, cậu đi tới huyện cảnh làm chủ tịch huyện, thế nào? Tôi, mặc Giang Thiên đỏ lên, cho tới nay. Y đều hy vọng có thể chủ quản một phương, do chính mình làm chủ, không muốn đi theo phía sau của lãnh đạo. Bởi vì mặc kệ là người hầu lớn hay hầu bé, tóm lại cũng chỉ là người hầu. Không nghĩ tới cơ hội mong muốn lại đến, khiến Y ngay cả một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có. Hơn nữa, lời nói của Trần Phong thì quả thật Y cũng hơi cảm động. Y nói năng có chút lộn xộn. Cảm ơn thị trưởng Trần đã bồi dưỡng, nhất định tôi sẽ không phụ sự phó thác của ngài. Biểu hiện của Giang Thiên khiến cho Trần Phong cảm thấy vừa lòng. Không biết vì sao, y lại nhớ tới Hạ Tưởng, nghĩ tới chàng trai vừa có vẻ giảo hoạt lại vừa có vẻ thành khẩn đang tươi cười, càng nghĩ càng cảm thấy cách nói chuyện và làm việc của Hạ Tưởng làm cho người ta cảm thấy trong lòng thoải mái. Tuy nhiên, y cũng nhớ tới việc đã từ lâu Hạ Tưởng không gọi điện thoại cho y, trong lòng không khỏi hơi sinh ra sự tức giận. Tiểu hạ này, nói rằng làm việc có bận rộn đến mấy thì thời gian dài như vậy cũng không thấy hắn lại đây. Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, điều này đúng là không thể nói nổi. Trần Phong bất mãn thì tất nhiên Hạ Tưởng không biết, nhưng hắn cũng biết rằng mình đã một khoảng thời gian không có liên hệ với Trần Phong, cũng ý thức được việc mình làm có vẻ không đúng. Hắn không phải không muốn gặp Trần Phong, cũng không phải không muốn gọi điện thoại cho ông ta mà là tìm mãi không kiếm ra một lý do thích hợp. Hạ Tưởng tự nhận là nợ Trần Phong cũng nhiều, gần đây làm không ít công việc, nhưng tất cả đều không dính dáng gì tới Trần Phong. Hắn đúng là muốn tìm một cơ hội thích hợp, mặt đối mặt nói chuyện với Trần Phong một lần, nói chuyện với ông ta về cái nhìn thế cục của tỉnh Yến. Tập đoàn Viễn Cảnh và Bất Động Sản Thiên An tới khảo sát huyện An tự nhiên lan ra, truyền tới trong tai của Thành Đạt Tài. Tại căn biệt thự nhà ở của Thành Đạt Tài và Vương Bằng Phi đang ngồi đối diện nhau uống trà. Anh bạn nhỏ đang diễn trò để tôi xem, cũng hơi có ý tứ. Thật ra làng du lịch của huyện An có triển vọng. Có thể kiếm tiền, nhưng so với quy hoạch sắp tới của tôi thì không phù hợp, tôi không nghĩ là sẽ nhúng tay vào. Thành Đạt Tài ngồi rất tùy ý phía đối diện với Vương Bằng Phi, thân hình hơi dựa vào lưng ghế sofa, thái độ nói chuyện với Vương Bằng Phi cũng rất thoải mái. Hiển nhiên, nhân vật số 3 của thành phố Yến là Vương Bằng Phi còn chưa đủ tư cách được y đối xử ngang hàng. Tuy nhiên, Hạ Tưởng này cũng có những điều làm cho người khác không thể buông ra hoàn toàn. Thành Đạt Tài vươn hai ngón tay, nhéo nhéo vào hai mắt, cười bất đắc dĩ. Không phù hợp với quy hoạch sắp tới của tôi nhưng với quy hoạch lâu dài của tôi thì lại không hẹn mà hợp. Nếu hiện tại tôi bỏ qua cơ hội này, tôi tin tưởng rằng bằng mối giao tình của cậu ta với tập đoàn Viễn Cảnh và Bất Động Sản Thiên An,
thì trong hai nhà này sẽ có một nhà tới đầu tư vào làng du lịch. Như vậy, tập đoàn chúng ta với vai trò là anh cả lại bị các nhà đầu tư khác tới khai phá các vùng đất bên ngoài trước thì đúng là rất mất mặt. Vương Bằng Phi thản nhiên cười. Ý tứ của Tổng Giám Đốc Thành là hạ tưởng suy tính chuẩn, biết tập đoàn Đà Tài nhất định sẽ ra tay. Vậy hắn có mục đích gì đây? Tôi cũng chỉ đoán, cảm giác rằng cậu ta cố ý để tập đoàn Đà Tài tới đầu tư, bởi vì người mà cậu ta để lộ hạng mục này ra là Thẩm Lập Xuân. Thành Đà Tài bỗng nhiên lòng tự tin nổi dậy. Cũng không chừng là cậu ta thuận miệng nói với Thẩm Lập Xuân. Nếu không vậy sao không tiết lộ thêm thông tin gì với tập đoàn chúng ta, ngược lại đi mời tập đoàn Viễn Cảnh và Bất Động Sản Thiên An. Chàng trai trẻ này đúng là rất có ý tứ. Lão Vương, theo ý của ngài thì tập đoàn chúng ta có nên đầu tư hay không? Chỉ cần có triển vọng là đầu tư được. Vương Bằng Phi vốn đoán Hạ Tưởng có thể mượn việc kiến thiết làng du lịch để cố ý kéo tập đoàn Đà Tài tới đầu tư, từ đó có thể có cơ hội để nâng cao độ gắn kết quan hệ với tập đoàn Đà Tài thêm một tầng. Không nghĩ là ý kiến của Thành Đà Tài lại khác, vì thế nên y cũng trở nên không tự tin lắm, đoán không chính xác được tâm tư của Hạ Tưởng. Có lẽ cũng chỉ là một hoạt động thu hút đầu tư bình thường mà thôi. Nếu Tổng Giám Đốc Thành cho rằng đầu tư làng du lịch cũng có ý nghĩa, vậy thì ngài hãy sớm ra tay. Nếu không chậm một bước, nói không chừng sẽ không có cơ hội để ký kết các hiệp nghị. Hạ Tưởng làm việc rất điềm đạm và chắc chắn. Nếu cậu ta thấy hiệu quả rõ ràng thì cũng sẽ không gióng trống khua chiêng lớn tiếng đến thế. Đây chắc chắn là muốn mượn cơ hội để tuyên truyền một chút. Đợi khoảng 2 ngày nữa, tôi sẽ yêu cầu Thẩm Lập Xuân liên hệ với huyện An, cử người tới khảo sát thực địa. Thành Đà Tài hạ quyết tâm. Nếu Hạ Tưởng biết bởi vì sự nhất thời do dự của Thành Đà Tài mới khiến một người tinh thông trong chốn quan trường như Vương Bằng Phi cũng không đoán ra được dụng ý của hắn, không chừng hắn sẽ cười to một hồi. Đương nhiên, hiện tại thì hắn tạm thời không cười nổi, bởi vì sự tình Lệ Triều Sinh vẫn không có gì tiến triển. Mai Hiểu Lâm cũng đã biết Liên Nhược Hạm chính là cô con gái của Ngô gia, cô tìm được Hạ Tưởng, vẻ mặt kinh ngạc. Cậu sinh ra vốn trời sắp xếp là phải đối đầu với Khâu Tự Phong đúng không? Thời điểm tôi còn là vợ chưa cưới của anh ta thì cậu vẫn thường ở cùng một chỗ với tôi, còn làm cho anh ta phải bốc lửa phừng phừng. Hiện tại thì vợ chưa cưới sắp tới của anh ta là Liên Nhược Hạm không ngờ cũng là một cô bạn gái của cậu. Xin ngài, Phó Bí Thư Mai, ngài tốt xấu gì cũng là một đảng viên ưu tú, một chiến sĩ cộng sản chân chính, là người mà quần chúng nhân dân tín nhiệm và kính yêu, là Phó Bí Thư Huyện ủy. Trước khi mở miệng nói, ngài có thể uốn lưỡi khoảng 3 phút không? Hạ Tưởng đối với Mai Hiểu Lâm thì đúng thực là cũng phải dở khóc dở cười, cách nói chuyện của cô cũng rất trực tiếp, chẳng có chút hàm xúc nào cả. Tôi và Tổng Giám Đốc Liên chỉ là những người bạn bình thường, không giống như cô tưởng tượng đâu. Thôi đi, còn muốn lừa tôi. Ánh mắt của cậu đã bán đứng cậu, nói cho cậu biết, người bình thường nói láo tôi còn biết được, huống hồ gì ánh mắt của cậu thế kia. Mà tôi cũng không có ý tứ gì khác, ngược lại, tôi rất cao hứng. Khâu Tự Phong bị như vậy thật sự là rất xứng đáng. Sớm biết Khâu gia không có trình độ như vậy, trước khi giải trừ hôn ước tôi phải cho trên đỉnh đầu anh ta cắm một loạt sừng thì mới phải. Cô lại liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Xem như là cậu được tiện nghi. Hạ Tưởng xấu hổ thiếu chút nữa phải chui xuống đất, Mai Hiểu Lâm đứng trước mặt mà hắn thủy chung không có cảm giác chút nào là như một cô gái. Hắn lắc đầu nói, cô không còn cơ hội nữa rồi, chỉ giỏi việc vui sướng sau khi người khác gặp họa mà thôi. Được rồi, không nói việc này nữa, nói sang việc của Lệ Triều Sinh đi. Lệ Triều Sinh, y thì có gì hay để nói? Không phải cậu đã gửi một tập tài liệu rồi sao, tôi nghĩ người của Ủy ban Kỷ luật chắc hẳn đã âm thầm hành động. Cô lại lấy ra một phần tài liệu nữa. Đây là các tài liệu về cổ đông trong công ty An Lợi và quan hệ thân thích ẩn nấp của Du Lệ. Cậu có thể tiếp tục giao cho người của Ủy ban Kỷ luật, tôi tin tưởng rằng Lệ Triều Sinh nhất định sẽ bị chúng ta đánh bại. Sau đó cô lại nhìn Hạ Tưởng mà cười vẻ mờ ám. Tiểu Hạ tốt lắm, tôi ủng hộ cậu. Mặc kệ là Liên Nhược Hạm có đính hôn với Khâu Tự Phong hay không nhưng cậu và cô ta nên có chuyện tốt trước rồi nói sau, tiên hạ thủ vi cường ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Hạ Tưởng sờ sờ mặt, cảm giác da trên mặt mình có vẻ hơi cứng ngắc. Nói ra cũng chẳng ai tin, đường đường là một phó bí thư huyện ủy mà lại nói một câu như vậy, câu này được nói ra làm một đại trượng phu như hắn nghe xong mà cũng cảm thấy khó có thể tin được. Hơn nữa, phó bí thư còn lại là một cô gái rất xinh đẹp.
Hạ Tưởng liền cảm thấy áp lực rất lớn. Sự tình Lệ Triều Sinh trước mắt cứ để như vậy đã, trước khi Tiêu Ngũ tìm được các chứng cứ mới, nếu không tạm thời bây giờ cũng không có cách nào. Hai ngày sau, Thẩm Lập Xuân đại diện cho tập đoàn Đạt Tài tới huyện An để khảo sát hạng mục làng du lịch. Mấy ngày này Khâu Tự Phong trở nên rất bực dọc, sau khi liên hệ mấy lần với Bắc Kinh thì biết được Ngô Gia đã uyển chuyển nói rằng đám hỏi này khả năng tạm thời hoãn lại một thời gian. Y nghe xong liền biết rằng chắc chắn Liên Nhược Hạm không thích mình, suy nghĩ một đoạn thời gian thì y liền quyết định tạm thời không có động thái gì để chờ xem diễn biến, xem Ngô Gia làm như thế nào để thu thập Hạ Tưởng. Còn y lúc này thì vẻ bề ngoài vẫn làm như phải giữ gìn cục diện yên ổn, đoàn kết. Tuy nhiên, đối với việc Ngô Gia chủ động đề xuất ra đám hỏi này thì khi rảnh rỗi trong đầu Khâu Tự Phong lại hiện ra một ý niệm, có phải là Ngô Gia đang tung ra một miếng mồi hay không? Tuy nhiên, nếu vậy thì bẫy Khâu Gia thì để làm gì? Vì thế khi người của tập đoàn Đạt Tài tới, y chủ động đề xuất việc phải ra mặt để tiếp đón. Tuy nhiên, theo trình tự thì y còn xếp phía sau Lý Đinh Sơn. Sau khi Lý Đinh Sơn biểu diễn xong phần vai của mình thì mới đến lượt Khâu Tự Phong bước lên sân khấu, phát biểu nhiệt tình rào rạt, đại khái là nhiệt liệt chào mừng hoan nghênh, cuối cùng nồng nhiệt bắt tay với Thẩm Lập Xuân. Thẩm Lập Xuân đã từng nhìn qua các loại muôn hình muôn vẻ của các dạng quan chức, nên liếc mắt một cái là nhìn ra Khâu Tự Phong, Thịnh Đại và Hạ Tưởng cũng không phải là đang đối phó. Vì thế cũng nồng nhiệt ứng phó mấy câu, sau đó thừa dịp nói giỡn. Chủ tịch huyện Khâu, tôi là người có khuyết điểm, đó chính là làm việc theo tình cảm. Nếu tôi đã quen biết và tin tưởng một người nào đó thì tôi luôn nguyện ý cùng hợp tác với người đó, chẳng băn khoăn gì với việc có lợi ích gì hay không, chỉ cầu làm việc vui vẻ với nhau. Tôi và Phó Chủ tịch huyện Hạ xem như là bạn tri kỷ, rất hợp ý, có anh ta ở đây thì chúng tôi đến huyện An cũng rất an tâm. Rất nhiều cán bộ cơ sở khi đối mặt với vấn đề tài chính và khát vọng có chiến tích thì giống như đứa bé đang đói sữa nhìn thấy mẹ về. Cũng có một số địa phương, thậm chí đưa ra các chính sách đối với người có công lôi kéo các nhà đầu tư về huyện thì có thể bổ nhiệm trực tiếp làm phó chủ tịch huyện. Tập đoàn Đạt Tài ở tại tỉnh Yên là tập đoàn số 1, thực lực thì không phải hoài nghi rồi, mà lực ảnh hưởng thì không người nào khác có thể sánh bằng. Nếu Thẩm Lập Xuân đã đại biểu cho tập đoàn Đạt Tài tới khảo sát thì cũng có thể thấy y thuộc vào nhân vật trung tâm của tập đoàn Đạt Tài. Lời nói vừa rồi của y, có thể nói có ý vị vô cùng sâu xa. Rõ ràng là muốn tâng cao Hạ Tưởng lên, hơn nữa không phải là sự tâng bốc bình thường mà trực tiếp đặt Hạ Tưởng lên nóc nhà, ngụ ý rất rõ ràng rằng có Hạ Tưởng phụ trách công việc này giống như sự bảo đảm cho sự đầu tư của tập đoàn Đạt Tài. Quả nhiên là thế. Trên mặt Khâu Tự Phong vẫn nở nụ cười, tuy nhiên trong lòng thì sóng to gió lớn đã nổi lên. Y vẫn cho rằng hậu trường lớn nhất của Hạ Tưởng chính là Tào Vĩnh Quốc, thường vụ thành ủy, phó thị trưởng thường trực thành phố Yên. Hạ Tưởng có thể có được ngày hôm nay thì toàn bộ đều do Tào Vĩnh Quốc chiếu cố mà có. Không nghĩ tới, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đạt Tài Thẩm Lập Xuân không ngờ lại nói rằng bởi vì có Hạ Tưởng ở đây nên mới tới đầu tư. Ảnh hưởng của Tập đoàn Đạt Tài thì Khâu Tự Phong rất rõ ràng. Tập đoàn Đạt Tài là một con quái vật lớn mà ngay cả bí thư tỉnh ủy cũng phải nhường nhịn ba phần. Nghe nói Tổng Giám đốc Thành Đạt Tài của Tập đoàn Đạt Tài là một người mà ngay cả các phó thị trưởng thành phố Yên muốn mời cũng khó. Ngay cả Trần Phong ở trước mặt Thành Đạt Tài cũng chưa chắc đã có được sắc mặt tốt, huống chi người không có căn cơ như Tào Vĩnh Quốc. Khâu Tự Phong hiểu rằng lời nói vừa rồi của Thẩm Lập Xuân thì tuyệt đối không bởi vì mặt mũi của Tào Vĩnh Quốc. Vậy Hạ Tưởng kia dựa vào cái gì mà tập đoàn Đạt Tài lại có thể coi trọng như vậy? Bỗng nhiên y cảm giác có luồng khí lạnh chạy nhẹ nhẹ sau sống lưng. Mặc dù y thuộc Thái Tử Đảng, Khâu gia ở Bắc Kinh cũng là một gia lớn, cũng có năng lực có thể ảnh hưởng tới các tỉnh. Thành phố, tuy vậy cũng không phải là có ảnh hưởng quyết định nên có những lời đã nói ra cũng chưa chắc là tỉnh Yên sẽ nghe, cũng chưa chắc thành phố Yên sẽ nể tình. Rốt cuộc Hạ Tưởng có hậu trường vững chắc nào mà ngay cả tập đoàn Đạt Tài cũng phải đề cao hắn mấy phần như vậy. Khâu Tự Phong nhìn sang thấy Hạ Tưởng đang cười tủm tỉm một bên, đột nhiên trong lòng dùng mình một cái, cảm giác vẻ tươi cười của Hạ Tưởng nhìn qua thì có vẻ rất chất phác, không biết ẩn náu phía sau có những bí mật đáng sợ nào. Ở trong quan trường, có một chút bí mật thôi thì chẳng những là đáng sợ, mà hơn nữa đây là chí mạng. Trong nháy mắt, bỗng nhiên Khâu Tự Phong đưa ra quyết định rằng sau này sẽ không chính diện xung đột với Hạ Tưởng, tốt nhất là tạo các điều kiện tốt cho hắn, để hắn không làm hại gì mình, ít ra cũng bề ngoài thể hiện là cũng muốn chung sống hòa bình, về sau rồi sẽ kiếm một cơ hội từ phía sau lưng đâm cho hắn một đao.
hạ tưởng là cái đinh của Lý Đinh Sơn cài vào, lại dường như từng có điều mờ ám với Mai Hiểu Lâm, lại có mối quan hệ không minh bạch với Liên Nhược Hạm. Làm người thì phải biết nhẫn nhịn, Khâu Tự Phong không có biện pháp nào khác, dường như lần này hắn phải nuốt một quả bồ hòn lớn vậy. Nhưng y cũng biết rằng bằng năng lực của y thì không làm động đậy được Hạ Tưởng. Nếu đã như vậy thì biện pháp tốt nhất chính là đầu tiên sẽ tạo điều kiện cho Hạ Tưởng, để Hạ Tưởng như ngấm ma túy, sau đó y sẽ mượn đao giết người. Bởi vì sự tình của Liên Nhược Hạm nên chắc chắn Ngô gia sẽ không bỏ qua Hạ Tưởng, y chỉ cần trốn ở sau lưng châm lửa, thổi gió là được. Xã giao xong, Khâu Tự Phong cười ha hả vỗ vỗ bả vai Hạ Tưởng. Phó Chủ tịch huyện Tiểu Hạ, cậu đúng là người rất có tiền đồ. Cậu cố gắng làm cho tốt, nhân dân huyện An sẽ không quên công của cậu. Cảm ơn Chủ tịch huyện Khâu, tôi sẽ cố gắng. Hạ Tưởng cũng dặn vẻ tươi cười rất thành khẩn. Hắn đối với Khâu Tự Phong cứ như hai người không có chuyện gì cả, không có thái độ gì để sinh ra lòng cảnh giác. Người mà bất cứ sự việc gì cũng thể hiện trên nét mặt là người rất dễ dàng đối phó, người mà mừng hay giận cũng không thể hiện trên nét mặt, giống như Khâu Tự Phong thì mới là người khó đối phó nhất. Quá trình khảo sát cũng rất chóng vánh, cũng may là trước đó Thẩm Lập Xuân đã được Hạ Tưởng cung cấp tư liệu, đối với dự án làng du lịch này thì đã nắm rõ như lòng bàn tay. Sau khi cùng với Thịnh Đại đi ngắm nghía một chút thì y liền đại biểu cho tập đoàn Đà Tài để ký kết hợp đồng. Với sự xuất hiện của Thẩm Lập Xuân thì đầu óc của Thịnh Đại gần như bị vây trong trạng thái mê muội, không nghĩ tới, không bao giờ nghĩ được Hạ Tưởng lại có thể kéo được tập đoàn Đà Tài tới đây. Ai chẳng biết sự ảnh hưởng và thực lực của tập đoàn Đà Tài, từ lúc thành lập tới nay thì các hạng mục mà tập đoàn Đà Tài đầu tư chưa bao giờ bị thua lỗ. Càng làm cho Thịnh Đại cảm thấy mừng rỡ chính là Thẩm Lập Xuân. Đường đường một phó tổng giám đốc của tập đoàn Đà Tài mà chẳng thèm nề hà điều gì, rất sảng khoái ký kết các hợp đồng sơ bộ, cảm giác lúc này đối với y thì từ bầu trời rơi xuống một cái bánh cũng chẳng khác nhau mấy. Mãi cho tới khi cô biên tập viên nổi tiếng thu ái của truyền hình tỉnh hiện ra trước mắt Thịnh Đại thì y mới tỉnh lại được. Tuy nhiên khi nhìn thoáng qua thu ái thì Thịnh Đại lại cảm thấy hoài nghi rằng có phải là mình đang nằm mơ hay không. Thu ái không phải là biên tập viên sao? Sao cô lại đang giơ microphone phỏng vấn Thẩm Lập Xuân, cô đổi nghề làm phóng viên khi nào vậy? Đương nhiên, Thu Ái không đổi nghề làm phóng viên. Lần này cô tới đây chủ yếu là trên đài truyền hình tỉnh đã có một quy định không thành văn, chỉ cần có hướng đi quan trọng nào của tập đoàn Đà Tài thì nhất định đài truyền hình phải đi theo để đúng lúc thu thập tin tức. Thật ra cũng không cần phải cô đi đến phỏng vấn. Tuy nhiên sau khi phát sinh xung đột tại huyện An lần trước với Mai Hiểu Lâm, lúc cô trở về đài truyền hình, gặp Lưu Tuyết và chuyển lời của Mai Hiểu Lâm cho y. Lưu Tuyết sau khi nghe xong, lập tức trở nên rất nhiệt tình với Thu Ái, liền hỏi về mối quan hệ giữa Thu Ái và Mai Hiểu Lâm. Thu Ái do dự một lát, mà xui quỷ khiến thế nào mà lại nói ra là bạn bè. Lưu Tuyết sau khi nghe xong cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu rồi đi. Vài ngày sau, Thu Ái được thông báo cô được thăng cấp lên làm phó phòng. Lúc này cô mới biết được rằng lời nói của Mai Hiểu Lâm trong mắt của giám đốc đài truyền hình có độ trọng yếu như thế nào. Tuy nhiên, đây là cô đang ngụy trang là bạn của Mai Hiểu Lâm, thay Mai Hiểu Lâm chuyển tới giám đốc đài truyền hình Lưu một câu mà giám đốc đài truyền hình Lưu đã lầm tưởng rằng cô đúng thật là bạn của Mai Hiểu Lâm, lập tức thăng chức cho cô. Nếu phó bí thư Mai Hiểu Lâm có thể trực diện thay cô nói chuyện với giám đốc đài truyền hình Lưu một câu thì chẳng cần phải lo lắng, cô cũng được thăng chức vào vị trí trung tâm của đài truyền hình. Một người con gái thì có bao nhiêu tuổi thanh xuân chứ, giỏi lắm thì cô cũng chỉ có thể tiếp tục hiện hữu trên màn ảnh TV được một vài năm nữa. Các cô gái thanh xuân Mỹ miều mọc lên như nấm, người ta chọn lựa không xuể, mà tuổi thanh xuân thì chỉ trong nháy mắt sẽ trôi qua đi. Cho nên, vừa nghe nói lại có nhiệm vụ phỏng vấn ở huyện An là Thu Ái liền chủ động xung phong nhận công việc này. Mục đích của cô là muốn tìm cách quan hệ với Mai Hiểu Lâm, thứ nhất là không để cô ta nói toạc ra sự thật. Thứ hai là cũng từ trong thâm tâm muốn cảm tạ Mai Hiểu Lâm một chút. Thu Ái đối với cảm giác khiếp sợ của Thịnh Đại thì cũng thích thú, cô cực kỳ sung sướng khi thấy người khác nhìn cô với vẻ mặt như vậy. Tuy nhiên, khiến cô cũng hơi thất vọng chính là Thịnh Đại rất nhanh khôi phục lại sự bình tĩnh, tiếp nhận cuộc phỏng vấn ngắn gọn của cô một cách tự nhiên. Sau khi phỏng vấn xong Thịnh Đại, Thu Ái lại tiếp tục phỏng vấn Thẩm Lập Xuân. Thẩm Lập Xuân cũng không dành cho cô nhiều thời gian, tùy tiện nói mấy câu. Rõ ràng là giọng điệu ứng phó. Trong lòng Thu Ái cũng không vui lắm nhưng cũng không có cách nào, tập đoàn Đà Tài thì không thể trêu vào được, đành phải vui vẻ nói năng một cách cẩn thận.
Sau đó cô lại đi tới bên cạnh Hạ Tường. Hạ Tường đối với Thu Ái thì cũng không có ấn tượng tốt lắm. Tuy nhiên, sau sự việc lần trước, cô ta trở về cũng đã đề cao được phong cảnh của khu du lịch Tam Thạch, do đó hắn cũng rất khách khí đối với cô. Thu Ái cũng rất thức thời, không tiếp tục giằng co với Hạ Tường. Sau khi khách sáo mấy câu, cô liền hỏi. Phó Bí Thư Mai sao lại không ở đây vậy? Việc tiếp đón các nhà đầu tư như thế này thì còn chưa tới lượt Mai Hiểu Lâm ra mặt, tuy nhiên cũng không thể nói như vậy, Hạ Tường liền uyển chuyển nói. Phó Bí Thư Mai đang có chút việc bận, cô định tìm cô ta có việc sao? Cũng không có gì, tôi chỉ định hỏi thăm sức khỏe cô ấy thôi. Thu Ái nói dối, lúc nói ánh mắt của cô ta nhìn về nơi khác. Cũng không biết vì sao mà trước mặt Hạ Tường thì Thu Ái lại có chút mất tự nhiên. Nếu thay là người khác đứng trước mặt thì cô cũng không có một chút chớp mắt kể cả có nói dối như cuội. Cô ấy ở tầng 4, cô có thể trực tiếp tìm cô ta. Hạ Tường nói cho Thu Ái biết văn phòng làm việc của Mai Hiểu Lâm, có lẽ Thu Ái hỏi Mai Hiểu Lâm chắc là có mục đích. Sự tình Thu Ái thì trong nháy mắt đã bị hắn quên lãng ngay lập tức, bởi vì tiếp theo là trao đổi bàn bạc về công việc đầu tư cụ thể với Thẩm Lập Xuân. Trên cơ bản, việc tập đoàn Đạt Tài tới đầu tư ở làng du lịch đã là chuyện thật. Thịnh Đại cao hứng thiếu chút nữa đã uống rượu say. Đoạn việc về sau tương đối dễ dàng, rất đơn giản Hạ Tưởng liền buông tay mặc kệ, toàn quyền để cho Thịnh Đại xử lý. Thẩm Lập Xuân cũng chỉ định một gã thủ hạ đắc lực, để gã phụ trách các đàm phán cụ thể với Thịnh Đại. Hạ Tưởng liền cùng với Thẩm Lập Xuân tâm sự với nhau, ôn lại chuyện cũ, sau đó hắn cùng Thẩm Lập Xuân quay trở về thành phố Yến. Bởi vì gần đây Tiếu Giai luôn ở Bắc Kinh, công việc của cô rất bận nên Hạ Tưởng cũng không muốn làm phiền cô. Hơn nữa, hiện tại công việc của hắn cũng rất vội, có nhiều việc đang làm hắn rất nhức đầu. Việc Tiêu Ngũ âm thầm điều tra Lệ Triều Sinh vẫn chưa có tin tức, cũng không thấy liên hệ, xem ra là khó khăn rất lớn. Mà càng như vậy, càng nói lên rằng quả thật Lệ Triều Sinh có vấn đề, hơn nữa y rất giỏi ngụy trang và che giấu. Hạ Tưởng cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm điều tra và phá án nên cũng không hiểu nên làm thế nào, chỉ có thể dựa vào các ý nghĩ của mình để trợ giúp ủy ban kỷ luật một tay mà thôi. Tới thành phố Yến, Hạ Tưởng liền cáo biệt với Thẩm Lập Xuân, sau đó đi tới ủy ban nhân dân thành phố Yến. Hiện tại thì gọi là trụ sở ủy ban cũng không thích hợp nữa, bởi vì thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đã cùng làm việc tại đây, theo lệ thường thì phải gọi đây là trụ sở thành ủy thì mới đúng. Hắn liền đi cầu thang máy lên văn phòng của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tần Thác Phu, gõ cửa đi vào. Tần Thác Phu gặp Hạ Tưởng, vẻ mặt không có gì thay đổi. Ông ta nói, ngồi, có phải là có đột phá mới nào không? Tôi đã cử người đi xuống bí mật điều tra. Việc Lệ Triều Sinh có vấn đề là thật, nhưng y là người nhỏ nhen nhất mà tôi gặp được, đến giờ cũng không có đột phá gì. Du Lệ thì cũng không thể đụng vào. Qua quá trình điều tra thì thấy rằng cô ta đúng là rất trung thành và tận tâm với Lệ Triều Sinh, có thể hy sinh tất cả vì y. Vì thế, chỉ cần động chạm tới cô ta thì nhất định sẽ rút dây động rừng. Quả nhiên Tần Thác Phu rất ngay thẳng, gọn gàng dứt khoát, nói ra tiến triển trước mắt. Tôi có một bảng danh sách các bà con thân thích của Du Lệ, bọn họ đều là cổ đông của công ty An Lợi. Hạ Tưởng nói ra ý đồ đến đây. Tần Thác Phu cười đầy thâm ý. Tiểu Hạ, cậu thực sự nghĩ rằng người của ủy ban kỷ luật chúng tôi là bất tài. Lần trước nếu tôi đã nhắc tới vấn đề Du Lệ và cổ đông thì trong đó đã có sự liên hệ. Cậu vừa đi khỏi, tôi liền phái người điều tra rõ, quả thật là có liên hệ, cũng có chứng cứ cho thấy trong vụ việc cây giống thì Lệ Triều Sinh có hành vi nhận hối lộ, nhưng thứ nhất là thời gian đã hơi lâu, đã mấy năm về trước. Thứ hai là mức độ không lớn, đây mới là vấn đề trọng điểm. Nói như thế thì có nghĩa là các chứng cứ tôi đang nắm trong tay, nếu phía trên Lệ Triều Sinh không ai nói đỡ thì tôi có thể bắt y, nhưng nhiều nhất chỉ làm y mất chức. Nhưng phía sau y có người, hơn nữa những người liên lụy này cũng rất rộng, mà tôi nhớ là cậu cũng không chỉ muốn bắt một mình Lệ Triều Sinh để thỏa mãn y thích thôi chứ. Quả nhiên là lợi hại, đúng thực không hổ danh là người đầy kinh nghiệm trong ủy ban kỷ luật này, chỉ mấy đường cơ bản thôi cũng đã làm rõ ràng vấn đề mà hắn rất hao tâm tổn trí. Ý tứ của chủ nhiệm Tần là, Hạ Tưởng cũng không phải giấu giếm những người phía sau Lệ Triều Sinh mà là không tiện để mở miệng nói ra, bây giờ thì cũng như vậy, đành tiếp tục giả ngu. Ý tứ của tôi là tiếp tục đào xới các vấn đề của Lệ Triều Sinh. Nếu y có vấn đề trong kinh tế thì có thể xử lý, nhất là trong vấn đề y mua biệt thự.
nếu y không có vấn đề gì trong kinh tế, mà phải nói là nếu vậy thì các cán bộ ở Hoa Hạ này tất cả đều thanh liêm như nước hết. Hơn nữa, phía sau Lệ Triều Sinh là trưởng ban thư ký Từ. Việc này cũng không có gì, trong chốn quan trường thì ai chẳng có hậu trường phía sau, nhưng trưởng ban thư ký Từ bây giờ đang là người rất tâm phúc của bí thư Cao, lời nói của y rất có trọng lượng. Tần Thác Phu như cười như không, liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, ý tứ là đừng tưởng nhân viên của ủy ban kỷ luật không biết gì cả. Thật ra ông ta thân là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, ai là người của ai, ai có dạng quan hệ gì, không dám nói là rõ ràng nhưng ít nhất ông ta cũng biết đại khái, nếu không thì cái vị trí chủ nhiệm ủy ban kỷ luật này không ngồi lâu được. Mồ hôi lạnh toát ra đầy đầu Hạ Tưởng, ngay cả việc Lệ Triều Sinh mua một số biệt thự mà người ta cũng đã biết rõ ràng. Có thể thấy được ủy ban kỷ luật này quả thật là tồn tại người tài ba, đã ra tay là nắm chắc được vấn đề. Vì thế, hắn liền cười nói. Tôi đang định báo cáo với chủ nhiệm Tần việc này, không nghĩ tới cơ sở ngầm của ngài cũng quá lợi hại, so với sự tìm hiểu của tôi thì còn nhanh hơn. Một câu này làm cho Tần Thác Phu sau khi nghe xong cũng thấy có chút hưởng thụ, ông ta nói. Từ lúc tôi theo nghề chính trị tới nay luôn luôn công tác tại ủy ban kỷ luật. Cậu nói xem. Cơ sở ngầm của tôi không có người đắc lực thì có thể tồn tại được không? Tuy nhiên, cũng bởi vì tài liệu của cậu nên tôi mới yêu cầu bọn họ đặc biệt lưu ý đến nhất cử nhất động của Lệ Triều Sinh, nếu không như vậy thì cũng không tra ra được việc này. Nói xem, cậu nghĩ tiền của Lệ Triều Sinh là từ nơi nào tới? Có thể trong việc khai thác quặng. Việc đã đến thế này thì Hạ Tưởng cũng không giấu giếm điều gì nữa, nếu tiếp tục giấu giếm thì sẽ gây sự phản cảm cho Tần Thác Phu. Tôi đã cho người đi tới vùng sâu để điều tra, hiện tại còn chưa có tin tức. Cậu cử người có tin cậy không vậy? Tần Thác Phu nghi ngờ Hạ Tưởng. Tin cậy, y xuất thân là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, có lẽ vấn đề phá án không bằng các đồng chí trong ủy ban kỷ luật được, nhưng nếu nói đến theo dõi thì với thân thủ bậc nhất của cậu ta sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần cậu ta tra ra được manh mối, tôi sẽ thông chi lại với ngài. Hạ Tưởng đã quyết định đem toàn bộ công việc về Lệ Triều Sinh cho Tần Thác Phu, dù sao mình cũng không chuyên môn trong việc này, chỉ cần phụ trách một số sự tình bên ngoài là được. Chương 274, Ngô Gia ra tay. Đây mới là sự lựa chọn chính xác nhất của cậu. Tần Thác Phu thoải mái mà mỉm cười. Vụ án này muốn làm rõ ra được thì phải đưa ra các chứng cứ mà y không thể trở mình, nếu không thì sẽ không xử lý được. Đây là nguyên tắc của tôi. Bí thư Cao có mạnh mẽ. Cứng rắn đến đâu thì ông ta cũng phải tạo ra được tấm gương cho các tầng lớp cán bộ lớn nhỏ của tỉnh Yến. Cho nên, trong chuyện này chỉ có chứng cứ vô cùng xác thực, làm cho Lệ Triều Sinh không có khả năng lật được bản án thì mới có thể động thủ bắt y. Đúng là một cán bộ lão thành trong ủy ban kỷ luật, trong lúc nói chuyện cũng khí thế mười phần, khiến Hạ Tưởng nhìn cũng cảm nhận được ý sát phạt. Hắn cung kính nói. Vâng, chủ nhiệm Tần, tôi biết nên làm thế nào rồi ạ. Ha ha. Cậu thì biết cái gì? Án của Lệ Triều Sinh là án tử hình hay chung thân thì không cần cậu quan tâm làm gì. Cậu chỉ cần biết đánh bài với tôi thế là được. Tần Thác Phu cười sờ sờ vào cái đầu. Chờ khi nào có thời gian thì lại ước hẹn Phó Bí Thư Vương để đánh mấy ván bài với nhau, thế nào? Vâng ạ. Hạ Tưởng không có lý do gì cự tuyệt, lập tức đáp ứng. Hắn cũng biết chủ nhiệm Tần cũng đứng trên góc độ của hắn mà suy xét, vì thế mới nhắc nhở hắn. Để hắn tránh các khiếm khuyết. Lúc này còn rất sớm, còn một khoảng thời gian nữa mới tới buổi tối, cáo biệt Tần Thác Phu, vốn Hạ Tưởng định đi xuống dưới tầng vào văn phòng tổ cải tạo để thăm hỏi. Bỗng nhiên, điện thoại di động vang lên, là Giang Thiên gọi tới. Phó Chủ tịch huyện Hạ, khi nào có thời gian thì lại đây một chút. Thị trưởng Trần cũng muốn trông thấy cậu. Giọng nói của Giang Thiên nghe rất thân thiện, còn có một vẻ hưng phấn. Cũng vừa khéo. Tôi cũng đang ở bên trong tòa nhà của Ủy ban Nhân dân thành phố. Hiện tại, thị trưởng Trần có rảnh không vậy? Hạ Tưởng cũng không khách khí với Giang Thiên, lập tức nói thẳng ra. Trong điện thoại im ắng một lát, sau đó giọng nói của Giang Thiên lại truyền đến. Vậy thì đến đây đi, hiện tại thị trưởng Trần đang rảnh. Hạ Tưởng không nghĩ ra được Trần Phong tìm hắn có việc gì. Sau khi hắn rời khỏi Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã từng gọi cho Trần Phong một cuộc điện thoại. Lúc ấy thị trưởng Trần cũng đang vội, cũng chỉ nói mấy câu với nhau, sau đó rất ít khi liên hệ lại, ít đến nỗi bản thân hắn cũng cảm thấy ngượng ngùng. Cho nên, dọc theo đường đi, Hạ Tưởng chuẩn bị tâm lý thật tốt để đợi Trần Phong phê bình,
đồng thời cũng tìm kiếm một lý do chính đáng nào đó để giảm sự bất mãn của Trần Phong. Không ngờ, sau khi đi vào văn phòng của Trần Phong không quát mắng gì cả, ngược lại tủm tỉm cười nói. Phó Chủ tịch huyện Tiểu Hạ, đã lâu không gặp. Hạ Tưởng giật mình kinh hãi, vội vàng nói. Thị trưởng Trần, những việc nên phê bình xin ngài cứ phê bình, những việc nên nghiêm khắc xin ngài cứ nghiêm khắc. Ngài cười như vậy, ngược lại trong lòng tôi càng trở nên thiếu tự tin. Đúng là phong cách điển hình của Hạ Tưởng, ý cười của Trần Phong càng tăng lên. Không phải chỉ là việc không gọi điện thoại cho tôi, cũng không tới đây để báo cáo công tác với tôi sao? Không có gì, thực sự cậu nghĩ rằng tôi nhỏ mọn như vậy sao? Tôi cũng biết cậu đã chuẩn bị một lý do thật tốt, không ngoài là việc công tác đang rất bận, cậu cũng chưa làm ra thành tích gì, vì thế xấu hổ không dám quấy rầy tôi, cũng không có mặt mũi gì để gặp tôi, có phải hay không vậy? Hạ Tưởng há to miệng ra. Thật là thần kỳ, thị trưởng Trần. Ngài quả thực là thần cơ diệu toán, là gia cát tái thế. Một câu này hoàn toàn đã chọc cười được Trần Phong, ông ta cầm lấy một điếu thuốc, đưa cho Hạ Tưởng một điếu rồi nói. Một khoảng thời gian không gặp, công phu nịnh bợ của cậu đã tăng trưởng rất mạnh. Hạ Tưởng vội tiếp nhận điếu thuốc, cười ha hả, chủ động bật lửa lên giúp Trần Phong châm thuốc. Ngài tìm tôi là có việc gì? Chắc không phải là gọi tôi đến để mắng tôi một hồi chứ? Trần Phong lúc này mới ngồi xuống, rít một hơi thuốc thật dài rồi mới nói. Không thể không thừa nhận, Tiểu Hạ, quả thật cậu rất có năng lực, cũng rất có tâm kế. Tuy rằng chỉ là một phó chủ tịch huyện xếp hạng gần cuối, thế mà mượn lực lượng của Lý Đinh Sơn làm cho huyện An trở nên sinh động lên. Tôi đã nghĩ, nếu để cho cậu làm chủ tịch huyện, đưa cả bàn cờ của toàn huyện để cậu chơi, không hiểu rốt cuộc cậu có thể triển khai ra được thế cờ tốt nào đây. Mệnh đề này hơi quá lớn, Hạ Tưởng không tốt để trả lời. Tuy nhiên, hắn cũng biết, Trần Phong đây là đang khảo nghiệm hắn. Với vị trí hiện tại của hắn, muốn thăng lên làm chủ tịch huyện thì ít nhất cũng phải là 2 năm nữa. Nhưng Trần Phong đã hỏi vấn đề này, hiển nhiên là trong lòng cũng có ý tưởng này. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới Giang Thiên bên ngoài liền mỉm cười nói. Thị trưởng Trần, vấn đề này có lẽ nên hỏi Giang Thiên. Bây giờ đặt câu hỏi với tôi thì hiện tại tôi không trả lời được, tạm thời không có ánh mắt cao như vậy. Trần Phong mỉm cười vừa lòng. Cũng được, phản ứng còn rất nhanh nhạy. Giang Thiên muốn đi tới huyện Cảnh, nghe nói khu du lịch Tam Thủy của huyện Cảnh và khu du lịch Tam Thạch của huyện An các cậu là các đối thủ cạnh tranh của nhau. Có cạnh tranh mới có phát triển, tất cả mọi người đều phải cạnh tranh để cùng tiến bộ, chờ lúc nào mở rộng thị trường hơn, không chừng còn có cơ hội hợp tác. Hạ Tưởng cười ha hả. Về sau phải gọi anh ta là chủ tịch huyện Giang rồi. Trần Phong gật gật đầu, không tiếp tục nói về đề tài Giang Thiên nữa, mà là ra hiệu cho Hạ Tưởng ngồi xuống. Hạ Tưởng vừa mới ngồi xuống, ông ta lại đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Hạ Tưởng, vẻ mặt ngưng trọng nói. Tiểu Hạ, cậu vừa gây ra đại họa, có biết không? Hạ Tưởng lập tức đứng lên, vẻ mặt khẩn trương nói. Có chuyện gì vậy thưa thị trưởng Trần? Trần Phong bỗng nhiên mỉm cười với vẻ như mở tấm lòng. Có chuyện gì thì trong lòng cậu rất rõ mà. Ông ta lại vỗ vỗ bả vai Hạ Tưởng, nói lời rất thành khẩn, có tình ý sâu xa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.